Kiếm thần trọng sinh tập 11, Mê thất chi địa, thần mộ chuyện được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trương Lạc Uy hạ quyết tâm, quyết định dùng ra tuyệt chiêu, một chiêu mãnh hổ vô mồi lao về phía Thạch Phong. Thạch Phong trực tiếp du động bước chân, lách thân né tránh, Trương Lạc Uy mượn cái này để xoay người, bước ra một cước, là địa sinh căn, xong quyền xoay chuyển, dùng ra song phong sát vân với Thạch Phong đang nghiêng người, song quyền vừa ra, kình phong gào thét, thậm chí người xem ngoài hơn 10 mét cũng có thể nghe rõ nếu như bị chiêu này đánh trúng, không chết cũng tàn. Có điều Thạch Phong không nhanh không chậm, mỉm cười, mũi chân điểm một cái, thân thể xoay chuyển trong không trung, dùng ra Du Long bàn đả. Lực lượng song quyền của Trương Lạc Uy trực tiếp bị Thạch Phong dùng thân thể xoay tròn di rời, đánh vào trong không khí, sau đó tiếp lấy lực hướng tâm xoay tròn, đổi quyền thành trường, giống như một Henry kiếm, trong nháy mắt cắt qua chỗ động mạch chủ ở phần cổ của Trương Lạc Uy. Trương Lạc Uy còn không kịp có phản ứng, cảm giác cổ lạnh toát, đột nhiên hít thở khó khăn, đại não bởi vì không được cung cấp đủ máu, xuất hiện hiện tượng tứ chi tê liệt ngắn ngủi nhưng trương lạc uy cũng không phải người thường biết đã trúng chiêu phản ứng của tứ chi biến thành chậm đi trực tiếp dùng dùng đâm vào thạch phong trung môn mở rộng muốn cá chết lưới rách nếu thạch phong muốn công kích trương lạc uy sẽ phải thừa nhận một cú hút của trương lạc uy hay thạch phong đầu tiên là cả kinh sau đó thì mừng rỡ sở dĩ mừng là vì cỗ ngoan kình này của trương lạc uy thà làm ngọc vỡ chứ không làm nói lành có điều thạch phong cũng không lui lại cho trương lạc uy cơ hội thở dốc mà là vươn tay ra dùng ra bàn long thủ thuận thế kéo cổ trương lạc uy về phía trước khí lực mà trương lạc uy dùng cả người hút tới đều bị thạch phong dẫn sát rời đi cộng thêm lực đạo xoay tròn khiến thân thể của trương lạc uy mất khống chế lăng không bay lên giống như một mũi tên xoay tròn bắn ra sau đó bàn tay thạch phong lướt tới trước ngực trương lạc uy rồi ép mạnh xuống trương lạc uy nặng nề ngã xuống đất mặt đất đất mát đá cẩm thạch lập tức vỡ vụn thành hình mạng nhện lúc này trương lạc uy ngã chồng vó miệng phun máu tươi xương sườn gãy mất mấy cái trong ánh mắt đầy là rung động nhưng lúc này trương lạc uy đã không có sức nói chuyện hai mắt trợn lên rồi ngất đi. Động tác phức tạp liên tiếp này nhìn thì chậm mà kỳ thực lại rất nhanh, lập tức toàn trường yên tĩnh, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ tới tột đỉnh. Rõ ràng lúc trước còn đánh tới khó phân thắng bại, không phân trên dưới, mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại phát hiện Trương Lạc Uy đã ngã xuống đất không thể động đậy, thậm chí ngay cả vì sao Trương Lạc Uy lại lăng không xoay tròn, Thạch Phong là xuất thủ thế nào cũng không thấy, Trương Lạc Uy đã thua rồi, hắn không ngờ lại đả bại cả Trương Lạc Uy, không phải là ta hoa mắt rồi chứ? Triệu Kiến Hoa dụi dụi mắt, cho rằng mình xuất hiện ảo giác nhưng trương lạc uy ngã xuống đất không dậy nổi đã chứng minh đây không phải là mơ một người bình thường không có chút khí chất cao thủ không ngờ lại đánh thắng thiên tài cách đấu nói ra thì ai tin nhị thúc thân thủ của thạch phong là dạng gì triệu nhược khi thấy thạch phong thắng cũng giống như là mình thắng vậy đắc ý nói với triệu kiến hoa ở bên cạnh mạnh rất mạnh nhưng ta luôn cảm thấy rất lạ dẫu sao ta cũng là người luyện công phu lại không ngờ không nhìn rõ tiểu tử thạch phong đó là dùng quyền pháp gì để đánh ngã trương lạc uy trong lòng triệu kiến hoa đầy nghi vấn trần quán chủ người biết hắn là dùng quyền pháp gì không vẻ chờ mong trong ánh mắt của triệu kiến hoa khiến trần vũ cảm thấy khó xử lúc trước đối với thực lực của thạch phong trần vũ không đoán được chỉ cảm thấy có thể đã đạt tới cảnh giới đó có điều hiện tại sau khi thực sự được nhìn thấy trừ giật mình ra thì vẫn là giật mình hắn không dám tưởng tượng một người trẻ tuổi mới hơn 20 đã có lý giải đối với võ học đến trình độ lô hỏa thuần thanh như vậy nếu là lý giải đối với võ học đạt tới lô hỏa thuần thanh trần vũ còn có thể quy thạch phong về loại thiên tài nhưng dùng chiêu thức một cách hồn nhiên thiên thành như vậy, giống như là vật sống, có linh tính, cái này không phải dựa vào lý giải là có thể làm được, mà cần rất nhiều thực chiến, còn có vô số lần lịch luyện sinh tử mới có khả năng làm được. Ngay cả hắn cũng là gần đây mới đạt tới trình độ này, nhưng hắn đã 45 tuổi, từ 16 tuổi đã xuất đạo, chiến đấu lớn nhỏ mấy trăm trận, lại từng lên chiến trường, sau khi trải qua mấy lần tẩy lễ của chiến trường mới có thể đạt tới trình độ hiện giờ. Trần Vũ rất khó tưởng tượng Thạch Phong lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến như vậy. Cho dù từ trong bụng mẹ đã chiến đấu sinh tử, muốn hơn 20 tuổi mà đạt tới trình độ này, căn bản là không thể, bởi vì hắn đã không câu nệ ở chiêu thức, ta cũng không tiện phán đoán, có điều tuổi còn trẻ mà có tu vi như vậy, sợ rằng toàn bộ thành phố Kim Hải cũng không tìm ra người thứ hai, Trần Vũ cười cười, cười cảm khái nói, không thể nào, đánh giá của Trần quán chủ người không khỏi quá cao rồi, Triệu Kiến Hoa giật mình, không, đánh giá này của ta không cao chút nào, tuy thể chất của Thạch Phong hơi kém một chút, nhưng trên thực lực mà nói, tham gia đại hội cách đấu cấp tình muốn đoạt tóc 10 là không có bất kỳ vấn đề gì trần vũ lắc đầu nói những lời này của trần vũ lập tức khiến hứa văn thanh và triệu kiến hoa hơi khiếp sợ nếu nói quán quân cách đấu số một của toàn bộ thành phố kim hải là cao thủ đỉnh cấp của thành phố kim hải như vậy lên tỉnh thì không tính là gì dẫu sao một hành tình cũng có mấy chục tòa thành thị có thể lọt vào tóc 30 đã là rất khó rồi càng đừng nói là tóc 10. nhưng đại sư võ thuật trần vũ này lại dùng ngữ khí khẳng định để nói ra điều này thì không thể không khiến mọi người coi trọng nói như thế nào thì trần vũ cũng từng đứng top ba toàn tỉnh biết rất rõ về đại hội cách đấu cấp tỉnh nếu trần vũ đã nói như vậy chứng tỏ thạch phong đích xác có thực lực có thể giành được tóc 10 trong tỉnh một tỉnh có chừng mấy ức nhân khẩu trong đó tuyển thủ tham gia cách đấu cũng phải mấy chục vạn có thể ở trong mấy chục vạn tuyển thủ giành được tóc 10, lượng hàm kim này không phải đệ nhất nhân của thành phố kim hải là có thể so sánh được vì dụ thiên tài cách đấu như trương lạc uy cũng chỉ là được triệu kiến hoa và hứa văn thanh đánh giá cao mà thôi hoàn toàn coi là hậu bối nhưng thực lực này của thạch phong lại khiến bọn họ coi trọng hoặc là nói đối đãi như địa vị ngang hàng Tiểu tử Thạch Phong này đúng là không đơn giản, có thực lực như vậy không ngờ lại ẩn mà không phát, chẳng trách nhược khi lại coi trọng hắn như vậy. Lúc này Triệu Kiến Hoa lại nhìn Thạch Phong, trong ánh mắt đã không còn vẻ lừa giận và khinh thị lúc trước, ngược lại có thêm mấy phần thưởng thức, lập tức nhìn Lâm Phi Long ở bên cạnh, thầm giận nói, tiểu tử này không ngờ muốn dùng ta làm súng, xem ra phải giáo huấn một chút mới được. Lúc trước hắn từng đánh giá cao Lâm Phi Long, đối với chuyện Lâm Phi Long theo đuổi Triệu Nhược khi hắn cũng biết rõ, có điều hắn không ngăn cản, bởi vì Lâm Phi Long đích xác rất ưu tú, có tư cách theo đuổi triệu nhược hy có điều hiện tại triệu kiến hoa lại rất ghét lâm phi long cho dù hắn có ngốc tới mấy cũng nhìn ra được lâm phi long đang một mực lợi dụng hắn lúc trước nói nhiều điều xấu về thạch phong gia cảnh không tốt thế nọ thế kia cứ bám giết lấy nhược hy thường xuyên bị người ta bắt nạt cực kỳ tầm thường vân vân mới khiến hắn cảm thấy thạch phong không thích hợp từ đó mà xuất thủ ngăn cản nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải là như vậy hoàn toàn là vì lâm phi long không bằng thạch phong muốn mua nhọ thạch phong mới đến trước mặt hắn nói ra những lời này. Đứng thứ 9 toàn trường, ở Đại học Kim Hải này là rất phong quang, nhưng đặt tới đại hội cách đấu của thành phố Kim Hải thì sao? Chỉ là một tuyển thủ mới mà thôi, tuyển thủ như vậy hàng năm đều có có mấy trăm người, nếu đặt ở trên tỉnh, sợ rằng ngay cả cũng bóng cũng không tìm thấy. Có thể nói tranh lệch giữa Lâm Phi Long và Thạch Phong hoàn toàn là trời và đất. Xem ra nhãn quang của ta đúng là không được, quả nhiên giống như hứa lão gia tử nói, chuyện của người trẻ tuổi cứ để tự bọn họ đi giải quyết, Triệu Kiến Hoa cũng không định ngăn cản chuyện của Thạch Phong và Triệu Nhược Hy chuẩn bị cứ để thuận theo tự nhiên về phần kết quả cuối cùng thì vẫn phải xem bản thân nhược hy theo luận võ kết thúc thạch phong cũng thành nhân vật chính tuyệt đối của ái hữu hội lần này không ít học sinh nhao nhao vây tới muốn làm thân hơn với thạch phong trái lại trương lạc uy rõ ràng đã ngất đi lại không có nửa người quan tâm bao gồm cả phía đối tác lam hải long này tuy thạch phong đã sớm biết bản tính của lam hải long có điều sau khi thấy một màn này vẫn cảm thấy thổn thức không thôi lòng người ấm lạnh chẳng qua cũng thế mà thôi nhưng thạch phong cũng sẽ không đồng tình với trương lạc uy bởi vì trương lạc uy cũng là người như vậy u ảnh đời trước chính là mời chào được không ít người mới có tiềm lực vốn nên đi lên rất nhanh tiến vào một thời kỳ phát triển tốc độ cao không biết vì sao trương lạc uy lại đột nhiên làm khó sau đó trương lạc uy đoạn tuyệt với lam hải long dẫn theo rất nhiều cao thủ gia nhập hùng bá thiên hạ lúc đó lập tức khiến u ảnh nguyên khí đại thương bằng không u ảnh cũng sẽ không dừng lại ở công hội tam lưu cho tới sau khi hắn tiếp nhận mới dần dần phát triển thành công hội đỉnh cấp nhị lưu mà đời này thì hoàn toàn khác Vốn Thạch Phong lên kế hoạch tiêu tốn không ít chi phí để cạnh tranh nhân tài với U Ảnh Công hội, nhưng hiện tại xem ra thuần túy là dư thừa, Trương Lạc uy thua, địa vị của U Ảnh Công hội ở trong lòng mọi người đã giảm mạnh, ngược lại linh dược công hội của Thạch Phong lại thành mục tiêu duy nhất trong cảm nhận của tất cả mọi người, Lam Hải Long tức tối ngứa răng lại lại không có biện pháp gì. Lam Hải Long sớm biết Thạch Phong lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không đáp ứng để Trương Lạc uy luận võ với Thạch Phong, như vậy ít nhiều còn có thể khai thác được không ít người mới có tiềm lực hoặc là cao thủ, mà hiện tại lại một chút sức cạnh tranh cũng không có chị có thể lựa chọn một số công thừa canh cặn mà linh dược công hội trừ lại. Bạn học Thạch Phong, ngươi xem liệu ta có thể gia nhập linh dược công hội không, cho dù là thành viên công hội cũng được. Chào ngươi, ta là hội trưởng studio Thanh Diệp sống lại thành phố Kim Hải, ta để cả studio đều nhập vào linh dược công hội, không biết Thạch Phong huynh có bằng lòng tiếp nhận không, chúng ta cũng không cần gì nhiều, chỉ cần danh ngạch 10 thành viên chính thức và 50 thành viên ngoại vi. Ngay khi Thạch Phong bắt đầu nhận người, từng học sinh tinh anh của trường học đều xông tới, càng có không ít studio và tuyển thủ cách đấu, khiến cho thạch phong giật mình là studio thanh diệp cũng gia nhập ở đời trước studio thanh diệp hoàn toàn phớt lờ sự mời chào của u ảnh ngược lại thành lập một công hội riêng cuối cùng kéo được tài trợ và ủng hộ của mấy tập đoàn cũng phát triển thành công hội tam lưu ở thần vực lúc ấy nếu không phải tài chính có hạn công hội mà thành phố kim hải thành lập càng lúc càng nhiều đầu tư phân tán sợ rằng thanh diệp công hội chính là người cạnh tranh lớn nhất của u ảnh rồi ngoài ra thạch phong cuối cùng cũng tìm được ngũ ma tướng của u ảnh cho tới khi ái hữu hội kết thúc thạch phong cũng không dám tưởng tượng danh ngạch lúc trước định ra căn bản là không đủ dùng, ngược lại có thêm hơn 100 người, chỉ là cao thủ tương lai được biết tới đã có hơn 50 người, cao thủ đỉnh cấp 9 người, trong đó 5 người là ngũ ma tướng, bốn người còn lại chính là thành viên đồng cốt của studio Thanh Diệp, bởi vì mời chào được những người này, Linh Dực lập tức trở thành quái vật lớn trong giới trò chơi ảo của thành phố Kim Hải, đội tỉnh mạnh hơn công hội Tam Lưu rất nhiều, tổng thành viên đạt tới hơn 500 người, chỉ cần hoàn toàn biến hơn 500 người này thành khung xương của Linh Dược công hội, như vậy cho dù khai chiến với công hội Nhị Lưu Thạch Phong cũng không sợ, sau đó Thạch Phong bỏ ra một ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong hợp đồng cho những người này. Về phần vấn đề quản lý linh dực, Hắc Tử đã sớm an bài xong, hơn nữa trong những người này vốn có không ít người chính là người của studio, rất nhanh có thể thích ứng, ngoài ra còn có thể mang đến không ít trợ giúp trên quản lý. Có điều Hắc Tử thấy Thạch Phong một phát kéo được nhiều người như vậy, cũng vẫn giật mình. Hơn 400 người mới thu nhận này, trong nháy mắt đã lấp đầy sân bãi công tác của linh dực, lập tức toàn bộ studio đều trở nên náo nhiệt, tất cả đều tự nhiên có trật tự, không còn giống như lúc trước, trống không rỗng tuyết, không phù hợp với studio lớn như vậy. Cho tới buổi tối, Thạch Phong mới về nhà, tùy tiện ăn một chút cơm chiều uống một lọ thuốc dinh dưỡng, bắt đầu một ngày mới ở thần vực, mà một ngày này đã định trước là sẽ không quá bình phàm. Sau khi Thạch Phong tiến vào thần vực, chuyện thứ nhất phải làm chính là tìm tới Bạch Kinh Tuyết, giao dịch hồ quang chi thuẫn. Lúc trước chế tác hồ quang chi thuẫn cơ hồ là dùng hết tất cả ma linh tinh, hơn nữa trong đoạn thời gian này các công hội lớn đều đang công chiếm ba phó bản đoàn đội cỡ lớn cấp người, Tuy cấp bậc tinh anh của công hội hiện tại đã là cấp 13, 14, nhưng muốn công chiếm ba phó bản đoàn đội cỡ lớn cấp bình thường vẫn là không làm được. Nhìn thì chỉ là phó bản cấp 10, kỳ thật cấp bậc của boss bên trong không chỉ là cấp 10, đẳng cấp cao nhất đạt tới cấp 13, vật phẩm cấp bình thường rơi ra cũng không có gì đặc thu, đều là một số vũ khí trang bị phẩm chất bí ngân cấp 10, còn có không ít tài liệu mà nghề nghiệp sinh hoạt cần, nhưng cấp khó thì lại rất khác, sở dĩ gọi là ba đại bản, nguyên nhân chủ yếu là để thăng theo độ khó, cấp bậc phó bản cũng sẽ tăng lên. Boss của ba đại bản cấp khó đều là cấp 15, cho nên muốn giành được thủ thông ba đại bản cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài ra đồ ba đại bản cấp khó rơi ra sẽ hơi khác, phần lớn lấy trang bị cấp tinh kim làm chủ, ngoài ra vẫn là vũ khí trang bị loại hình trưởng thành, có thể trưởng thành từ cấp 10 đến cấp 15, chỉ là trang bị lắp lên. Mà boss của ba đại bản cấp địa ngục đều là cấp 18, đồ rơi ra cũng lấy cấp ám kim làm chủ, vũ khí trang bị có thể từ cấp 10 trưởng thành đến cấp 18, cũng là trang bị lắp. Có thể nói ba đại bản cấp địa ngục là phó bản mạnh nhất trước cấp 20 không phải một trong. Đợi cho tới cấp 20, khu vực Bạch Hà Thành sẽ xuất hiện phó bản cỡ lớn mới, tổng cộng có 4, 3 trong đó thuộc về phó bản 50 người, một thuộc về phó bản trăm người, độ khó của phó bản trăm người lớn hơn phó bản 50 người rất nhiều. Một điểm chính yếu là chỉ cần giành được thủ thông phó bản trăm người, toàn bộ thần vực đều sẽ có thông báo, không còn ở trong phạm vi một vương quốc, nói cách khác gần 20 ức nhân khẩu hiện tại đang chơi thần vực đều có thể nghe thấy không có bất kỳ một quảng cáo nào lại có hiệu quả tuyên truyền như vậy. Ngoài ra còn có thể 5 lần bước vào bảng sử thi của thần vực, khiến cho người của cả thần vực đều có thể nhìn thấy. Có điều muốn giành được thủ thông phó bản trăm người này, độ khó cũng vô cùng to lớn, cho dù Thạch Phong có phương pháp công chiếm, muốn thông qua cũng là rất khó rất khó. Trong một phòng khách của tinh ngân thương hành, Bạch Kinh Tuyết đầy cửa lớn bước vào, so sánh với trước kia, lúc này trang bị của Bạch Kinh Tuyết đã có biến hóa rất lớn, đại bộ phận trang bị trên người đều là cấp bí ngân trong đó đại kiếm trắng bạc mang theo ma van đeo ở sau lưng lại là cấp tinh kim cấp bậc cũng đạt tới cấp 16. rõ ràng là ban ngày buổi tối đều đang luyện cấp mới có cấp bậc này chúng ta mau chóng giao dịch đi bạch khinh tuyết ngay cả ngồi cũng không ngồi vội vàng nói xem ra bạch tiểu thư đang rất bận cấp cáp như vậy chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì à thạch phong kỳ quái hỏi đây chính là giao dịch thuẫn bài cấp tinh kim có thể nói là đại sự tuyệt đối nhưng bạch khinh tuyết lại giống như còn có việc lớn hơn cần hoàn thành cũng không có gì chỉ là nghe ngóng được ám tinh công hội đã công chiếm được boss thứ hai từ dưới lên của trường miên tri địa, cho nên ta muốn đẩy nhanh tốc độ, chờ một lát nữa sẽ đi hạ trường miên tri địa. Bạch Kinh Tuyết cũng không giấu giếm, có điều vô cùng sốt ruột, đường đường là công hội số một của Bạch Hà Thành, không ngờ trên tốc độ công chiếm ba đại bản lại chậm hơn một ám tinh công hội tam lưu một bước, sao có thể không khiến người ta sốt ruột. Tốc độ của bọn họ đúng là rất nhanh, có điều ám tinh chắc không có cao thủ lợi hại như vậy mới đúng. Thạch Phong cảm thấy ám tinh có chút không thích hợp, ám tinh công hội đầu tiên là một hơi thôn tính hơn 10 lưu bất nhập lưu, hiện tại lại mọc ra một đống cao thủ, trên công chiếm ba đại bản nhanh hơn Bạch Kinh Tuyết rất nhiều. Phải biết rằng Bạch Kinh Tuyết chính là công hội số 1 của Bạch Hà Thành. Bạch Kinh Tuyết để có thể phát triển tốt hơn, chính là từ tinh nguyệt vương thành điều đến không ít cao thủ tinh anh của đồ thần quân. Những người này đều chỉ kém cao thủ đỉnh cấp một bậc. Về phần tiểu đội đồ thần quân, bọn họ đều là cao thủ đỉnh cấp. Cộng thêm sự dẫn dắt của hai vị đại cao thủ là Bạch Kinh Tuyết và Triệu Nguyệt Như, không ngờ vẫn không bằng ám tinh. Phó bản ba đại bản đều có năm boss, đoàn đội cường đại như vệ thân chi xà đến bây giờ cũng mới công chiếm được boss thứ hai mà ám tinh đã công chiếm đến boss thứ tư rồi nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là không thể chênh lệch giữa công hội nhị lưu và công hội nhất lưu chính là ở nội tình của cao thủ để bồi dưỡng những cao thủ này những công hội nhất lưu này thậm chí tiêu tốn hơn 10 năm thời gian để đi đào người mà giống như thích khách liên minh tuy là công hội nhị lưu đỉnh cấp nhưng trên bồi dưỡng cao thủ lại vẫn đang ở giai đoạn tích lũy hoàn toàn không phải cùng một số lượng với công hội nhất lưu nhưng ám tinh là gì hơn nữa thạch phong còn dẫn tới cho ám tinh một đại địch như công hội nhất lưu đỉnh cấp hoàng hôn hồi hưởng nhưng ám tinh lại vẫn giống như không có gì phát sinh không truyền đến bất kỳ động tĩnh gì trái lại hoàng hôn hồi hưởng cũng làm ra một chuyện khiến thạch phong giật mình đó chính là rất dứt khoát trả năm ngàn vạn điểm tín dụng nghĩ đến đây thạch phong cảm thấy thế lực sau lưng cảm giác không phải là cường đại bình thường hoàng hôn hồi hưởng khẳng định đã phát hiện gì đó mới dứt khoát trả năm ngàn vạn điểm tín dụng như vậy đây là hai trăm viên ma linh tinh đây là bốn chiếc hồ quang chi thuẫn ngươi kiểm tra và nhận đi bạch khinh tuyết không có tâm tình để bàn luận về công hội ám tinh này trực tiếp ấn cổ giao dịch thạch phong cũng rất thức thời không nói gì bạch khinh tuyết gấp gáp như vậy đủ để thấy ám tinh đã tạo thành áp lực không nhỏ đối với bạch khinh tuyết sợ rằng không chỉ đơn giản là phó bản chắc còn có ẩn tình gì đó có điều đây không phải là chuyện thạch phong có thể quạt được đương nhiên nếu bạch khinh tuyết lên tiếng làm bằng hữu thạch phong cũng sẽ giúp đỡ có điều bạch khinh tuyết không mở miệng thạch phong cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc hơn nữa bốn hồ quang trì thuẫn để thăng mang tới cho mt của đoàn đội không chỉ là một chút muốn vượt qua ám tinh thì chắc không phải vấn đề lớn bạch Kinh tuyết kiểm tra thuộc tính của hồ quang chi thuẫn một chút lập tức mắt đẹp sáng lên lộ ra một tia vui mừng tốt thuộc tính của hồ quang chi thuẫn này thật sự là quá tốt ta muốn hai chiếc nữa không biết lúc nào thì ngươi có thể làm xong lúc này bạch kinh tuyết đã có chút hứng thú bởi vì có bốn chiếc thuẫn bài này thông qua boss thứ hai tuyệt đối là không có vấn đề chế tác thuẫn bài này không dễ dàng xác suất thành công quá thấp có điều nửa ngày thì chắc cũng có thể làm ra được hai chiếc thạch phong nghĩ nghĩ một chút cho một câu trả lời tương đối chuẩn xác vậy nửa ngày sau ta lại đến ngươi không được bán cho người khác đâu đấy bạch khinh tuyết gật đầu lập tức bước nhanh rời khỏi phòng khách bạch khinh tuyết vừa rời khỏi không bao lâu đám người hỏa vũ cũng tới tinh ngân thương hành hội trường chúng ta đã chuẩn bị hạ phó bản tùy thời có thể tới ác ma cổ bạo hỏa vũ nhìn về phía thạch phong hận không thể hiện tại cho thạch phong thấy đoàn đội mà nàng quản lý là lợi hại tới mức nào hiện tại vẫn hơi sớm ác ma cổ bảo là phó bản đoàn đội 20 người ngươi có biết studio linh dực chúng ta lại có thêm một đám người mới cấp bậc của những người này phổ biến không cao có một số người thậm chí mới lập tài khoản tiến vào chơi ta muốn các người dẫn một số người đi thăng cấp để bọn họ cấp tốc tiến vào cấp 15, tạo thành một đoàn chủ lực rồi lại tới ác ma cổ bào thạch phong cười cười đưa cho hỏa vũ một danh sách vốn thạch phong là muốn để thủy sắc sắc vi phái ra một số người có điều rất nhiều người của thủy sắc sắc vi đều đang quản lý thành viên mới vào ngoài ra thủy sắc sắc vi cũng đang công chiếm phó bản 10 người và để thăng trang bị phó bản 20 người chuẩn bị tiến quân ba lại bản căn bản không có thời gian và nhân lực lãng phí thời gian và tinh lực để công chiếm ác mà cổ bào. Cho nên Thạch Phong mới muốn thành lập một đoàn chủ lực cho công hội, chín cao thủ đỉnh cấp mới nhận là không thể lãng phí, cho nên mới bảo bọn Hòa Vũ dẫn dắt một chút. Ta biết rồi, tâm tình của Hòa Vũ có chút mất mát, có điều nghĩ đến Thạch Phong nguyện ý để nàng dẫn rất nhiều người hơn, hơn nữa để nàng trở thành đoàn trưởng của đoàn chủ lực, trong lòng vẫn rất cao hứng, bởi vì đã có được sự công nhận của Thạch Phong. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa thì quên, còn có một số thứ cho người. Ngay khi Hòa Vũ muốn xoay người rời khỏi, Thạch Phong vỗ đầu, đột nhiên gọi hỏa vũ lại hỏa vũ dừng chân xoay người nhìn về phía thạch phong phát hiện thạch phong lấy ra không ít đồ mỗi một kiện nhìn qua đều lấp lánh kim quang không giống phẩm phẩm đôi trùy thủ này tặng ngươi ngoài ra còn có thuẫn bài này cho khả nhạc nói với hắn đừng cô phụ trước thuẫn bài này thạch phong đưa ba món cho hỏa vũ trong đó đôi trùy thủ này chính là hàn băng chi thứ và liệt diễm trùy thủ cấp tinh kim thạch phong mua trên hội đấu giá hắc dực hỏa vũ chỉ là đoàn trưởng của đoàn chủ lực một thân trang bị không thể kém được hai thanh trùy thủ này vừa hay thích hợp Ngoài ra còn có thuẫn bài cấp ám kim hồ quang thủ hộ, khả nhà có được thuẫn bài này hoàn toàn có thể chen chân vào thủ hộ kỵ sĩ số 1 của Bạch Hà Thành, không có thủ hộ kỵ sĩ nào có thể so sánh. Cái này, sau khi Hỏa Vũ nhìn thấy, hoàn toàn bị thuộc tính và hình thức của hai thanh chủy thủ này mê hoặc. Tuy hiện tại hai thanh chủy thủ của nàng đều rất tốt, nhưng so với Hàn Băng chi thứ và Liệt Diễm chủy thủ, đúng là chênh lệch giữa bạc và vàng. Lập tức Hỏa Vũ thay hai thanh chủy thủ, một trắng một đỏ lấp lánh trên eo liễu của Hỏa Vũ, rực rỡ sáng đẹp mê người. Ta sẽ bảo chín người đó tới nơi, sau đó ngươi đi đón bọn họ đi thăng cấp là được thạch phong nói ta biết rồi hội trưởng Hòa vũ gật đầu mỉm cười múa hai thanh thủy thủ trong tay trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó giàn nổi rất rõ ràng là muốn thử vũ khí mới một chút sau đó Hòa vũ rời khỏi phòng tiếp khách thạch phong đi tới phòng rèn ở tầng 4. mà linh tinh mới đã có được tới tay tất nhiên phải bắt đầu rèn hồ quang tri thuẫn thời gian trôi qua trong bất trì bất giác tranh đấu ba đại bản của bạch hà thành cũng càng lúc càng kịch liệt trong đó ám tinh công hội đi trước làm gương trên ba đại bản cuối cùng bắt đầu công chiếm boss cuối cùng của trường miên tri địa mà xếp hạng thứ hai là vệ thân chi xà đã bắt đầu công chiếm boss thứ tư tốc độ này khiến rất nhiều công hội đều giật mình ả à, bạch kinh tuyết đó rốt cuộc là ăn gì vậy sao tiến độ lại đột nhiên nhanh như vậy thủ hộ kỵ sĩ duy ngã độc cuồng xem tình báo mới nhất trong lòng cảm thấy rất khó chịu đừng lo lắng ta công chiếm boss thứ tư ước chừng tiêu tốn bốn năm tiếng cho dù bên bạch kinh tuyết có nhanh tới mấy cũng phải mất hai ba tiếng chúng ta khẳng định sẽ thông qua nhanh hơn bạch kinh tuyết lúc này một du hiệp cường tráng bên cạnh duy ngã độc cuồng nói cũng đúng lần này tinh anh của chúng ta xuất động hết chiến lược rõ ràng là mạnh hơn đoàn đội của bạch kinh tuyết một bậc duy ngã độc cuồng cũng thấy mình quá mẫn cảm chứng miên chi địa bình thường của lần này bọn họ khẳng định sẽ giành được đầu tiên tuy không thông báo nhưng trên đánh giá thực lực công hội sẽ khiến công hội khác biết sự đáng sợ của ám tinh củng cố địa vị của ám tinh hội trưởng vừa truyền đến tin tức bạch khinh tuyết không biết từ đâu có được bốn chiếc hồ quang chi thuẫn dựa vào bốn thuẫn bài khiến áp lực trị liệu giảm rất nhiều mới khiến thời gian công kích dbs nhiều hơn cho nên mới dễ dàng thông qua như vậy hồ quang tri thuẫn đó không phải là bản vẽ mà hắc viêm có được ư sao hắn lại làm ra nhanh như vậy được Suy ngã độc cuồng sau khi nghe nói hắc viêm có được bản thiết kế của hồ quang tri thuẫn vẫn một mực nước miếng chảy ròng ròng nếu có thể thì hắn cũng muốn mua một cái nhưng muốn liên hệ với hắc viêm là quá khó căn bản không có khả năng lấy được hồ quang tri thuẫn mà sự kiện của hồ quang tri thuẫn công hội khác rất nhanh cũng biết ai nấy đều động lòng không thôi độ mạnh yếu của một mt cơ hồ có thể quyết định sự thắng bại của một hồi chiến boss mà điều kiện quyết định độ mạnh yếu của mt chính là trang bị nhất là thuẫn bài hiện tại mt trong đoàn chủ lực của các công hội lớn chỉ có một bộ phận cực ít là dùng thuẫn bài cấp bí ngân nhưng muốn chống đỡ boss của ba đại bản vẫn rất cật lực nếu đổi thành thuẫn bài cấp tinh kim chắc chắn sẽ giảm bớt không ít áp lực độ khó công chiếm lập tức giảm bớt một bậc mà phệ thân chi xà chính là chứng minh tốt nhất bởi vì trong cuộc đua trưởng miên chi địa hôm nay phệ thân chi xà đi sau mà vượt trước giành được trừng miên chi địa cấp bình thường điều này khiến tất cả công hội của bạch hà thành đều phải trợn mắt há hốc mồm duy ngã độc cuồng của ám tinh vì vậy mà giận dữ âm thầm chuẩn bị lâu như vậy chính là để vượt qua phệ thân chi xà kết quả lại bị phệ thân chi xà tát ngược vào mặt trong nhất thời các công hội lớn của bạch hà thành đều bắt đầu hỏi thăm muốn từ trong thành viên của phệ thân chi xà tìm được biện pháp đạt được hồ quang chi thuẫn thậm chí có công hội trực tiếp ở trên mạng ra giá mấy chục vạn để mua rất nhiều người chơi đều cảm thấy những công hội này là điên rồi không ngờ tiêu tốn mấy chục vạn để mua một thuẫn bài cấp tinh kim có điều rất nhanh có công hội lại phá điểm máu chốt này 100 vạn điểm tín dụng một con số khiến người thường phải ngước nhìn mà mục đích chính là mua hồ quang chi thuẫn điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ mà công hội này chính là ám tinh các người chơi đều cho rằng ám tinh công hội là người ngốc tiền nhiều nhưng sau khi thạch phong nhìn thấy tin tức này liền than thầm trước sự khôn khéo của ám tinh công hội dùng cái giá 100 vạn để khiến các người chơi chú ý tới ám tinh nếu thực sự mua được khẳng định sẽ dẫn tới nhiều đề tài hơn cái này có hiệu quả tốt hơn bỏ tiền ra để làm quảng cáo rất nhiều 100 vạn ta đúng là thiếu chút nữa thì động tâm đáng tiếc hiện tại ta lại không thiếu điểm tín dụng không phải thạch phong không muốn bán mà là không muốn để ám tinh danh lợi song thu có điều như vậy cũng khiến thạch phong phát hiện các công hội lớn càng lúc càng trọng thị thủ thông ba đại bản nếu lúc trước thạch phong lấy hồ quang chi thuẫn ra bán khẳng định sẽ không bán ra với giá như vậy bởi vì hiệu quả của vệ thân chi xà quá tốt khiến các công hội lớn cho rằng có hồ quang chi thuẫn là có thể thoải mái vượt qua ba đại bản cấp bình thường lại có thể tranh hùng trong thủ thông ba đại bàn. Sau khi Thạch Phong tiêu tốn nửa ngày, cuối cùng cũng chế tác ra được 6 chiếc hồ quang trì thuẫn, còn có rất nhiều ma năng hộ giáp phiến sơ cấp, trong đó ba thuẫn bài được Thạch Phong cất vào trong kho hàng của công hội. Muốn lấy được hồ quang trì thuẫn này là rất không dễ dàng, nếu đổi thành kim tệ, đó chính là 25 kim tệ một chiếc. Điều này dẫn tới sự chấn động của linh dược công hội, khiến rất nhiều người mới vừa gia nhập có hy vọng lớn hơn, tuy bọn họ không lấy được. Đồng dạng hành động này cũng khiến các công hội khác của bài khả thành tức tới thiếu chút nữa thì hộc máu có thuẫn bài tốt như vậy không cho mt của công hội sử dụng lại lấy ra để triển lãm giống như đang nói hồ quang chi thuận đối với linh dược công hội mà nói thì không tính là gì cộng thêm lúc trước linh dược công hội khiến toàn bộ bạch hà thành chấn động nhân số của công hội hiện đã vượt quá năm ngàn người lại có bát đại cao thủ tọa chấn đã không còn thuộc về công hội lớn như tam lưu hiện tại lại làm ra một việc như vậy khiến tất cả người chơi bắt đầu đánh giá lại thực lực của linh dược không điều tra thì không biết vừa điều tra làm sợ tới nhảy dựng công hội này không chỉ có bát đại cao thủ còn có đại cao thủ thủy sắc sắc vi này ngoài ra còn có lời đồn linh dược công hội còn có cao thủ thăng cấp dạ phong tọa trấn trên nội tình ở bạch hà thành mạnh không thua gì ba công hội nhất lưu khác chỉ là trên công chiếm phó bản thì hơi kém nhưng tiềm lực cực lớn trong bất chi bất giác linh dược công hội đã thành một trong sáu công hội mạnh nhất được công nhận của bạch hà thành sáu công hội mạnh nhất này phân biệt là vệ thân chi xà đế quang hùng bá thiên hạ ám tinh thích khách liên minh linh dực trong đó ba công hội vệ thân chi xà quang hùng bá thiên hạ là công hội nhất lưu đội tình bản thân rất mạnh cho dù chỉ là một bộ phận thực lực cũng không phải công hội nhị tam lưu khác có thể so sánh khi chuyện này được công nhận không lâu thạch phong lại giao dịch hai chiếc hồ quang trì thuẫn với bạch kinh tuyết còn lấy ra một chiếc bán ở tinh ngân thương hành giá bán 30 kim tệ không mặc cả 30 kim tệ tương đương với 50-60 vạn điểm tín dụng có điều phải tốn một chút thủ đoạn mới được trong bất chi bất giác thạch phong thông qua rèn trang bị cấp bậc cũng đạt tới hơn cấp 17, tuy không bằng bọn hắc tử một mực quét quái vượt cấp nhưng tốc độ này cũng không phải là người khác có thể so sánh. Hội trường, hiện tại bọn họ đã đạt tới cấp 15, hơn nữa còn hạ được mấy phó bản đoàn đội cấp khó, một thân trang bị cũng đã không tồi, tiếp theo cần làm gì? Hỏa Vũ nói trong trò chuyện giọng nói, làm tốt lắm, gọi tất cả thành viên chủ lực, nửa tiếng nữa tập hợp, chúng ta đi hạ ác ma cổ bảo. Thạch Phong hơi giật mình, không ngờ sức hành động của Hỏa Vũ lại mạnh như vậy, vốn Thạch Phong tính ra phải mất ít nhất một ngày, kết quả nửa ngày đã làm xong, hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Gì cơ, Ngươi nói hiện tại tinh ngân thương hành có bán hồ quang chi thuẫn, người xác định là không nhìn lầm chứ. Duy ngã đầu cuồng nghe thấy tin tức này thì vui mừng khôn xích nói. Lão đại, sao ta lại nhìn lầm, Hồ quang chi thuẫn đó được bày bán ở một quầy chuyên doanh trên tầng 2, có điều giá bán là 30 kim tệ, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể chảy nước miếng. Một thích khách thường xuyên chờ ở tinh ngân thương hội nói một cách khẳng định, ta biết rồi, hiện tại ta đi thu mua kim tệ, người không cần xếp hàng ở bên ba năng hộ giáp phiến nữa, nhìn chăm chăm vào hồ quang chi thuẫn cho ta. Không được phép rời khỏi nửa bước, chỉ cần vừa gom đủ tiền, ta sẽ phái người tới mua." Duy Ngã Độc Cuồng không chút do dự, há miệng nói sẽ mua Hồ Quang Chi Thuẫn, 30 kim tệ đối với bất kỳ một công hội cho mà nói đều không phải là một con số nhỏ, nhưng Duy Ngã Độc Cuồng lại không do dự chút nào, bởi vì hắn biết Hồ Quang Chi Thuẫn có ý nghĩa trọng đại, muốn thủ thông ba đại bản, đầu tiên phải có mở tê cường lực, hiện tại đã biết Thuẫn bài tốt nhất chính là Hồ Quang Chi Thuẫn, cho nên phải có được tới tay. Ngay khi Duy Ngã Độc Cuồng nhận được tin tức này, trong tám thành thị của Tinh Ngân Thương Hành cũng đều nhận được tin tức bởi vì thứ tinh ngân thương hành bán ra đều có liên hệ với nhau, chỉ cần được bán trong một cửa hàng của tinh ngân thương hành, bảy nhà còn lại đều cùng bán. Cạnh tranh trong 8 tòa thành thị, mạnh hơn xa chỉ một tòa. Ngay khi các công hội đang liều mạng gom góp kim tệ, Thạch Phong đã tới trước ác ma cổ bảo. Ác ma cổ bảo từng là một lãnh địa lĩnh chủ, bởi vì lĩnh chủ này bị ác ma mê hoặc, đạt được lực lượng cường đại, khiến lãnh thổ này biến thành xào huyệt của ác ma, xung quanh ác ma cổ bảo toàn là tiểu quỷ ác ma khoảng cấp 15. Quái vật hệ ác ma so sánh với quái vật khác thì trời sinh có kháng phép cực cao, hơn nữa cảm giác đối với ma pháp rất mạnh, cho nên công kích hệ ma pháp vô cùng mạnh, cho dù tiểu quỷ ác ma cấp 15, một hỏa cầu nhỏ là có thể khiến một cuồng chiến sĩ mất một phần tư điểm sinh mệnh. Nếu là hỏa cầu lớn hoặc là ma pháp có sức phá hoại rất mạnh như viêm bạo, một phát có thể xóa sạch một nửa điểm sinh mệnh của cuồng chiến sĩ. Điểm chết người là những tiểu quỷ ác ma này trước giờ đều không hành động đơn độc, bình thường đâu là ba bốn con đi cùng nhau, nếu người chơi độc hành thì cơ hồ một chiêu là diệt cho nên người chơi đến ác ma cổ bảo đều phải là tiểu đội hoặc là đoàn đội, hơn nữa người đến không ít. Vì ác ma đều tham lam, trước nay luôn tình hữu độc chung với kim tiền và bảo thạch, trên xác suất rơi ra bảo thạch và kim tiền, quái vật hệ ác ma phổ biến là cao hơn quái vật bình thường rất nhiều, cho nên người chơi tới đây quét quái cũng rất nhiều. Ở trên thị trường một viên bảo thạch bảo thạch bậc một có giá hơn một ngân tệ, không tính là đắt, nhưng cũng không phải rẻ, không ít người chơi đều không nỡ dùng để khảm, bởi vì phẩm chất trang bị quá thấp nên không đáng, hơn nữa bảo thạch chỉ có thể khảm một lần dùng hết là thôi bình thường đều là trang bị từ cấp huyền thiết trở lên mới khảm bảo thạch có điều có bao nhiêu người chơi có được trang bị cấp huyền thiết tuyệt đại bộ phận người chơi vẫn dùng trang bị cấp thanh đồng ai nỡ khảm bình thường đánh ra được đều bán đi đổi một số thứ khác để tăng cường thực lực dẫu sao bình thường đánh quái cũng tiêu hao không ít nhất là trên sửa chữa trang bị chiếm tuyệt đại bộ phận có điều đây cũng chính là điều thạch phong chờ mong cho nên hắn một mực đang âm thầm thu mua bảo thạch thuộc tính mà bảo thạch bảo thạch bậc một có thể gia tăng là cực ít đều là một chút thuộc tính cơ bản toàn thân đều khảm bảo thạch cũng không gia tăng được bao nhiêu, nhưng bảo thạch đạt tới bậc 2 thì lại rất khác. Thuộc tính của bảo thạch bậc 2 sẽ gia tăng 2 đến 3 điểm, nếu trang bị toàn thân đều được khảm lên, như vậy có thể có được 20 30 điểm thuộc tính. Tranh lệch này là rất rõ ràng, tương đương với có thêm một kiện trang bị, giá tất nhiên sẽ không thấp. Hiện tại bảo thạch bạc một đều bán hơn một ngân tệ, nhưng bảo thạch bậc 2 đều là bán từ 10 ngân tệ trở lên, mà mọi người vẫn chưa biết một bí mật, đó chính là bảo thạch bậc một có thể luyện kim hợp thành lên bảo thạch cấp 2 hơn nữa chỉ dùng ba khối là được. Đương nhiên cái này cũng không phải bí mật gì, muốn hợp thành bảo thạch bậc 2, chỉ cần thủ thông ba phó bản lớn, sẽ mở ra hệ thống hợp thành trong bạch hà thành, trực tiếp tới chỗ luyện kim sư hợp thành là được. Đến lúc đó giá của bảo thạch bậc 1 sẽ đột nhiên tăng mạnh, ít nhất cũng phải 3-4 ngân tệ, có điều hiện tại bí mật này vẫn chưa có ai biết. Thạch phong một mực đang tích chữ bảo thạch bậc 1, chỉ chờ có người mở ra luyện kim hợp thành, đến lúc đó bán qua tay, kiếm hai ba lần, có điều thạch phong hy vọng thời gian đến chậm một chút, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để tích trữ nhiều bảo thạch cấp một hơn bởi vì nguyên do của tinh ngân thương hội thạch phong không chỉ có thể có được bảo thạch bậc một ở bạch hà thành còn có thể từ trong bảy tòa thành thị khác thu mua bảo thạch bậc một lượng thu mua nhanh hơn trước kia rất nhiều tất nhiên có thể chậm được ngày nào hai ngày nấy như vậy hắn có thể kiếm được nhiều hơn hắc viêm hội trường người đột nhiên gọi ta tới đây là có chuyện gì vậy thủy sắc sắc vì đi tới trước cửa phó bản ác ma cổ bảo kỳ quái hỏi là phó bản đoàn đội 20 người cấp 15, hiện tại trừ công hội cá biệt có thực lực để khiêu chiến nhưng bọn họ lại không đi hạ phó bản này, người của công hội khác càng sẽ không đến, bởi vì đều đang bận công chiếm phó bản đoàn đội cấp 10 cấp địa ngục và ba đại bản. Thứ nhất là cấp bậc phó bản yêu cầu quá cao, thứ hai nếu không thể thông qua ác ma cổ bảo cấp khó, để thăng đối với trang bị của đoàn đội quá nhỏ, là mất nhiều hơn được, còn không bằng tiêu tốn tâm lực công chiếm phó bản đoàn đội cấp 10 cấp địa ngục. Cho nên Thủy Sắc Sắc Vi mới cảm thấy kỳ quái, vì sao lại gọi đàng đến? Đương nhiên là công chiếm ác ma cổ bảo, Thạch Phong cười cười nói có điều những lời này khiến thủy sắc sắc vi cả kinh lập tức nói hắc viêm hội trường hiện tại công chiếm ác ma cổ bảo có phải là quá sớm không chúng ta hay là cứ chuyên tâm công chiếm phó bản đoàn đội cấp 10 cấp địa ngục đi tuy công hội chúng ta khởi bước chậm nhưng chúng ta vẫn có thể tranh ba đại bản với công hội khác không thủy sắc công hội chúng ta sẽ không đi tranh đoạt ba đại bản mục tiêu của chúng ta là phó bản trăm người cấp 20 thần minh điện cho nên hiện tại nhất định phải chuẩn bị lần này sau khi hạ xong phó bản ngươi bảo mọi người dùng hết sức để thăng cấp đừng cố ý áp chế cấp bậc như vậy sẽ mất nhiều hơn được thạch phong lắc đầu cười nói trong ánh mắt đầy vẻ tự tin sau khi thủy sắc sắc vi nghe xong lập tức nghẹn lời cảm thấy thạch phong quả thực chính là suy nghĩ viển vông khẽ thở dài một tiếng không quá coi trọng chuyện này trước tiên không nói phó bàn trăm người thần minh điện ngay cả ác ma cổ bảo trước mắt cũng không thể thủ thông không phải thủy sắc sắc vi cho rằng thực lực của thạch phong không được mà là trang bị của đoàn đội không được bọn họ tới rồi thạch phong nhìn về phía hơn 10 người đang đi tới chính là đám người hòa vũ bọn họ thủy sắc sắc vi quay đầu nhìn tới lập tức giật mình nàng phát hiện hơn 10 người đang đi tới này đều rực rỡ lóa mắt nhất là mỹ nữ nóng bỏng cầm đầu hai thanh thủy thủ đao bên hồng không ngờ lấp lánh vầng sáng mà cấp tinh kim mới có ngoài ra đoàn đội này còn có mấy người có trang bị hoa lệ đến bùng nổ đều là một thân trang bị cấp bí ngân một chú thuật sư còn cầm một thanh pháp trượng đặc hiệu được ẩn tàng có điều nhìn tạo hình tinh xảo hoa lệ đó ít nhất cũng là pháp trượng cấp tinh kim thủ hộ kỵ sĩ lại là một thân cấp bí ngân xen lẫn với một hai kiện trang bị cấp tinh kim tuy thuẫn bài sau lưng không nhìn ra được phẩm chất nhưng ít nhất cũng phải là cấp bí ngân đoàn đội hoa lệ như vậy sợ rằng đoàn chủ lực của phệ thân chi xà cũng không bằng lại nhìn ký hiệu công hội trước ngực những người này không ngờ là ký hiệu sáu cánh không ngờ là thành viên của linh dực cái miệng nhỏ nhắn của thủy sắc sắc vì lập tức há to không thể tin nổi hội trưởng ta đã dẫn tất cả mọi người tới rồi đám thành viên đồng cốt hỏa vũ đều biết bí mật mà thạch phong ngụy trang cho nên nhìn thấy bộ dạng của hắc viêm cũng không cảm thấy kinh ngạc chủ động chào hỏi được đều rút đoàn đi ta tới tổ chức cho các ngươi thạch phong gật đầu bọn họ chính là tám người trên bảng cấp bậc vinh dự đó sao thủy sắc sắc vi thầm nói nhỏ tuy không dùng kỹ năng quan sát nhưng có thể có trang bị tốt như vậy lại là thành viên của linh dược công hội trừ tám người đó ra thì không có khả năng là ai khác ừm thạch phong gật đầu lập tức bắt đầu tổ chức người bọn hỏa vũ tổng cộng có 17 người thủy sắc sắc vi cũng dẫn theo một hào tỉ muội mục sư băng quả bởi vì lúc trước thạch phong từng nói tốt nhất là dẫn theo một trị liệu cấp 15 trở lên cho nên thủy sắc sắc vi mới dẫn hào tỷ muội của nàng đến như vậy tính cả Thạch Phong thì vừa đủ 20 người, trong đó 2 MT, phân biệt là thủ hộ kỵ sĩ Khả Nhạc, thuẫn chiến sĩ Diệp Vô Miên, 4 người trị liệu, chính là phối chế phó bản đoàn đội 20 người rất tiêu chuẩn. Ngay khi Thạch Phong muốn đi vào phó bản, lại có một đoàn đội đi tới. Thành viên của đoàn đội này không tầm thường, trước tiên không nói kém nhất cũng đều là trang bị cấp huyền thiết, trong đó còn có không ít người mà cấp tính ngân, đây chính là phẩm chất không thể nhìn thấy trong dã đoàn. Có điều đám người này không phải người chơi của công hội mà là dã đoàn, bởi vì trên người bởi vì bọn họ không có ký hiệu công hội thương lang chiến thiên hỏa vũ nhìn thấy nam tử gầy yếu đi tới kinh ngạc nói sao là người quen à thạch phong cũng không nhận ra nam tử giống như đoàn trưởng trước mắt này trong trí nhớ cũng không có ký ức về hắn có điều hiện tại mà có thể có vũ khí trang bị như vậy có thể nói tuyệt đối là đoàn đội cao thủ không thể lặng lẽ vô danh chẳng lẽ là sau khi chơi một đoạn thời gian thì không chơi nữa thạch phong thầm kỳ quái chào ngươi chúng ta lại gặp mặt rồi thương lang chiến thiên nhìn về phía hỏa vũ hô một đoạn thời gian không gặp, không ngờ hỏa vũ tiểu thư hiện tại cũng gia nhập công hội rồi. Không, kỳ thật chúng ta vốn chính là thành viên của công hội này, chỉ là vì một số nguyên nhân mới không thành lập công hội. Hỏa vũ giải thích, ta giới thiệu với ngươi, vị này là hội trưởng hắc viêm của công hội chúng ta. Đúng là khiến người ta giật mình, thì ra các hạ chính là thủ tịch đoán tạo sư hắc viêm đại danh lừng lẫy ở tinh nguyệt vương quốc. Thương lang chiến thiên hơi giật mình, tuy đã sớm biết đám người hỏa vũ không đơn giản, không ngờ hội trưởng lại là nhân vật nổi danh như vậy thương lang đoàn trưởng mới khiến ta giật mình không ngờ nhanh như vậy đã bắt đầu công chiếm phó bản đoàn đội 20 người cấp 15, đoàn đội có thể vào lúc này hạ ác ma cổ bảo ở toàn bộ bạch hà thành đều thuộc về hàng đầu tuy thạch phong chưa từng nghe qua chuyện của thương lang chiến thiên nhưng có thể chỉ huy đoàn đội cường lực như vậy thì tuyệt đối không thể là người tầm thường trong lòng lập tức có tâm tư lôi kéo cũng tạm thôi chúng ta chỉ là dã đoàn không thể tranh đoạt thủ thông ba đại bản với những công hội đó cho nên chỉ có thể tới đây hắc viêm hội trưởng đã có việc chúng ta không quấy dày Thương Lang Chiến Thiên không có hảo cảm với công hội, nói vài câu cho có lệ rồi dẫn theo đoàn đội tiến vào phó bản. Thái độ của người này đúng là kỳ quái, lúc trước chúng ta gặp nhau còn tán gẫu rất vui vẻ, hiện tại không ngờ nói vài câu là bước đi, thái độ này thay đổi cũng quá lớn rồi. Hắc Tử khó chịu nói, chắc là do không thích công hội. Thạch Phong nhìn Thương Lang Chiến Thiên tiến vào phó bản, cười bất đắc dĩ, ở thần vực dạng người gì cũng có, tất nhiên có một số người không thích công hội, bởi vì công hội quá bá đạo, không ít người chỉ muốn thể nghiệm thế giới thần vực này mà thôi cho nên không có bất kỳ hứng thú gì với công hội mà những người chơi một lòng theo đuổi mạo hiểm này không ít người đều là cường giả thực lực kinh người trong đó đoàn đội mạo hiểm giả nổi danh nhất phải kể tới ngọ dạ trà hội tuy nhiên số chỉ có hơn 20 người nhưng không có bất kỳ một công hội nào dám xem thường đoàn đội mạo hiểm giả này cho dù là công hội siêu cấp cũng phải phân rõ giới hạn với ngọ dạ trà hội nước giếng không phạm nước sông rất rõ ràng thương lang chiến thiên thuộc về loại mạo hiểm giả này ai có trí nấy không thể cưỡng cầu thạch phong thầm cảm thấy đáng tiếc cường giả của bạch hà thành đúng là không ít Thủy Sắc Sắc Vi cũng rất kinh ngạc, chỉ là một Bạch Hà Thành mà thôi, không ngờ lại có nhiều cao thủ như vậy, đúng là ngọa hồ tàng long. Sau đó đám người Thạch Phong cũng tiến vào ác ma cổ bào, có điều độ khó lựa chọn lại khác với đoàn đội của Thương Lang Chiến Thiên, cấp địa ngục, một độ khó khiến tất cả người chơi nói tới là biến sắc, Thạch Phong lại lựa chọn rất tùy ý. Nói như thế nào thì đều là phó bản đoàn đội 20 người cấp địa ngục, ít nhất cũng phải bắt đầu làm quen với phó bản cấp bình thường, sau đó tích lũy trang bị từ cấp khó, cuối cùng thì bắt đầu công chiếm độ khó cấp địa ngục nhưng thạch phong ngay từ đầu đã công chiếm cấp địa ngục rốt cuộc coi cấp địa ngục là cái gì cho dù có cao thủ cường lực cũng không thể làm như vậy được chẳng lẽ đã quên trong đoàn đội này còn có một nửa người là trang bị không phải quá tốt mà một nửa người này chính là chín người của studio thanh diệp và ngũ ma tướng mới gia nhập công hội tuy bọn họ đã đạt tới cấp 15, một thân trang bị cũng là trang bị cấp huyền thiết nhưng cách yêu cầu của ác ma cổ vào cấp địa ngục này vẫn rất xa bởi vì là cấp địa ngục quái vật trong thành bảo đều có được đề thăng cho dù là quái tinh anh bình thường nhất cũng là quái vật khiến người ta phải run rẩy mà quái vật như vậy lại kết đoàn kết đội đi loạn trong hành lang thành bảo. ác ma nữ phó cấp tinh anh cấp bậc 15, điểm sinh mệnh 8 vạn am hiểu công kích hệ ma pháp nhất là thương tồn hỏa diễm ác ma thị tòng cấp tinh anh cấp 15, điểm sinh mệnh 10 vạn am hiểu cận chiến trong đó ác ma thị tòng là khó đối phó nhất bởi vì nó không có xung phong cửu hận ngoài ra còn có thể kèm theo chớ chú huyết nhận đây là một bóc liên tục có thể khiến người chơi liên tục giảm máu, bởi vì là cấp địa ngục, có được tăng cường tương đương, mỗi 3 giây sẽ giảm 300 điểm sinh mệnh, ngoài ra thường tổn má pháp phải chịu sẽ để thăng 10%, lặp lại tối đa 10 lần, thời gian duy trì 30 giây, cộng thêm sinh vật ác mà trời sinh có kháng phép cao, rất khó đối phó, tốt lắm, khả nhà ngươi đi kéo quái, diệp vô miên ngươi tới phụ trợ, trị liệu chú ý lượng máu và xua đuổi của MT, người khác cứ toàn lực công kích là được, Thạch Phong chỉ huy rất tùy ý, hội trưởng, ta đề nghị hay là làm chắc hơn một chút dẫu sao nơi này cũng là phó bản cấp địa ngục không phải cấp bình thường cho dù khả Nhạc có trang bị tốt cũng không thể làm như vậy thủy sắc sắc vì sắp sụp đổ rồi không sao thạch phong cười cười nói chúng ta rất mạnh đối với thực lực của đoàn đội này thạch phong ít nhiều cũng nắm được một chút cho nên rất yên tâm khả Nhạc cấp 18 sau khi có được hồ quang thủ hộ điểm sinh mệnh sẽ đạt tới ba nghìn sức phòng ngự lại hơn hai nghìn trên thuộc tính hiện tại không có một mt nào có thể so sánh với khả nhạc với thương tổn của quái tinh anh cấp 15 trong phó bản cộng thêm áp chế cấp bậc, căn bản là không có hiệu quả gì với Khả Nhạc. Khả Nhạc không hề nghi ngờ gì với lời nói của Thạch Phong, trực tiếp xông lên, giờ thuẫn bài ném tới, trong nháy mắt thuẫn bài liên tục đập trúng năm con quái vật tinh anh, bắn ra hơn 300 điểm thương tổn, đồng thời tạo thành hiệu quả trồng mặc, trong 6 giây không thể sử dụng kỹ năng, lập tức quay về trong tay Khả Nhạc. Lúc trước Khả Nhạc có thể kéo hơn trăm con quái vật từ cấp 25 trở lên, trong đó có cả quái vật cấp tinh anh, so sánh với mấy con tinh anh này, căn bản là không đáng nhắc tới chẳng qua chỉ là máu dài hơn một chút, kỹ năng lợi hại hơn một chút, toàn bộ đều tới đây đi. Khả nhạc phát ra chính nghĩa nộ hống, khiến quái vật trong phạm vi nhất định chỉ công đánh một mình hắn. Theo một tiếng gào to vang lên, ác ma nữ phó thần là viễn trình cũng không thể không công kích khả nhạc. Khả nhạc giống như trở thành một vách tường sắt thép, ngăn cản toàn bộ ba ác ma thị tòng và bốn ác ma nữ phó. Phụng hiến di chân bởi vì là thương tổn thần thánh, có cộng thêm đối với ác ma, mỗi đều có thể tạo thành 200 điểm thương tổn thần thánh đối với bảy ác ma này. Cựu hận vững tới rối tinh rối mù mà thương tổn ác ma thị tòng tạo thành đối với khả nhạc chỉ có khoảng 240 điểm, công kích mà pháp của ác ma nữ phó cũng chỉ là lập 400 điểm, trong đó đại bộ phận thương tổn đều bị khả nhạc né tránh thoải mái, hoàn toàn dựa vào một mình từ yên lưu vân cũng có thể giữ ổn định lượng máu của khả nhạc ở tuyến an toàn, mà diệp vô miên và trị liệu khác thì chỉ ở bên cạnh dương mắt nhìn, không thể nào, thân thể mềm mại của thủy sắc sắc vì hơi run run, lúc này tâm tình đã kích động tới không thể diễn tả bằng ngôn từ, vốn là công tác của hai MT, hiện tại đều bị một mình khả nhạc làm xong hơn nữa bộ dạng rõ ràng là còn có không ít dư lực hỏa vũ ngươi đi dẫn một tốp diệp vô miên ngươi tới phụ trợ khả nhạc hấp dẫn cửu hận của ác ma nữ phó thạch phong xem một chút cảm thấy một lần kéo hai ba con cũng không có vấn đề hơn nữa hiệu suất sẽ lớn hơn tuy ác ma thị tòng động chút là thích phóng bắp huyết nhận nhưng có hai mục sư xua đi vấn đề không lớn kỹ thuật của hai mục sư này đều rất tốt nhất là từ yên lưu vân trải qua sự tẩy lễ của thần chi thí luyện cả người đều thoát thai hoán cốt chẳng trách năm đó sau khi nàng thông qua lục sắc thí luyện không lâu thì trực tiếp trở thành thần mục bậc sáu tuy không trải qua lục sắc thí luyện có điều thông qua tứ sắc thí luyện cũng là rất giỏi rồi phần thưởng có được là lại điểm thuộc tính vĩnh cửu cường hóa kỹ năng vũ khí trang bị chỉ trị liệu mà nói sợ rằng toàn bộ bạch hà thành cũng khó tìm ra được trị liệu có thể sánh bằng từ yên lưu vân sau khi hỏa vũ dẫn tới một tốc quái vật khả nhạc nhắm vào ba con ác ma thị tòng mà ném phục cửu chi thuẫn tạo thành hơn 300 điểm thương tổn cửu hận lập tức chuyển rời đến trên người khả nhạc ngay sau đó diệp vô miên tung liệt diễm xung phong về phía bốn con ác ma nữ phó ở phía sau lập tức dùng ra một kích lôi đình lôi điện lấp lánh trên đầu bốn con ác ma nữ phó đều bốc ra gần 100 điểm thương tổn thương tổn tạo thành rõ ràng là kém hơn phụng hiến của khả nhạc rất nhiều ác ma nữ phó giận dữ một hỏa diễm bạo liệt nện lên trên người diệp vô miên hỏa quang vang khắp nơi diệp vô miên lui liền hai bước mới đứng vững điểm sinh mệnh đột nhiên giảm xuống một đoạn trên đầu bắn ra hơn 700 điểm thương tổn mà tổng điểm sinh mệnh của thuẫn chiến sĩ Diệp Vô Miên này mới là 2580 điểm, phòng ngự 1875, chỉ số này cho dù không phải thuẫn chiến sĩ đỉnh cấp của Bạch Hà Thành, cũng không kém hơn là bao nhiêu. Nói như thế nào thì Diệp Vô Miên cũng chính là lão đại của studio số 1 Thanh Diệp của thành phố Kim Hải, một thân trang bị vốn đã không tồi, cộng thêm Hỏa Vũ đã mấy lần vượt qua phó bản cấp khó, một thân trang bị đều là cấp huyền thiết trở lên, trong đó còn có ba kiện trang bị cấp bí ngân, ba kiện cấp bí ngân này chính là thuẫn bài, che ngực, bảo vệ đùi có thể nói là phòng trang chủ yếu của một mt nhưng vẫn kém hơn trang bị của khả nhạc quá nhiều mạnh quá thủy sắc sắc vi nhìn về phía khả nhạc một mực chống đỡ mười con quái tinh anh không khỏi kinh thán lúc trước nhìn thấy khả nhạc kéo quái kháng quái thủy sắc sắc vi cảm thấy đây căn bản không phải là phó bản đoàn đội 20 người cấp địa ngục có điều hiện tại nhìn thấy diệp vô miên mới tỉnh táo lại đây đúng là cấp địa ngục chỉ là thủ hộ kỵ sĩ này quá mạnh chẳng trách thạch phong lại tự tin như vậy lúc ban đầu đã muốn hạ ác ma cổ bào cấp địa ngục có MT cường lực như vậy bắt đầu luôn lộ khó cấp địa ngục cũng không phải là không được chỉ liệu chủ cộng thêm diệp vô miên tất cả mọi người toàn lực công kích trước tiên giết ác ma nữ phó thạch phong nói xong liền xông lên kích sát ác ma nữ phó trước giao cho ta đi lúc này hắc tử chạy tới cuối cùng cũng đợi được tới lúc hắn thể hiện thực lực thế là liền vung thủ hộ của pháp trượng cấp sử thi mai vì tư liên cuồng đập ác ma nữ phó hỏa lực của hắc tử thì không cần nói mỗi một lần phát ra ám ảnh tiễn đều có thể tạo thành 964 điểm thương tổn một bạo kích chính là hai nếu kích phát quang chi thương còn có thể tạo thành hơn 800 thương tổn một địa ngục liệt diễm dùng ra mỗi giây có thể tạo thành một giây hơn một ngàn điểm thương tổn trong phạm vi 10 mét vuông nếu không phải ác ma có kháng phép cao những thương tổn ma pháp này còn có thể để thăng rất nhiều so sánh với công kích của hắc tử nguyên tố sư thủy sắc sắc vì này vẫn kém hơn có chút mỗi lần viêm bạo hoặc là hỏa diễm liên bạo đều là khoảng 670 điểm điều này khiến thủy sắc sắc vi có chút buồn bực nói như thế nào thì trước kia nàng cũng là trưởng lão vinh sự của hoàng hôn hồi hưởng trên công kích không ngờ lại kém hơn 300. Nhưng Thủy sắc sắc vì không biết trong tay hắc tử chính là pháp trượng cấp sử thi, nếu biết thì nhất định sẽ sốc. Về phần công kích của hệ ma pháp khác cũng không kém, đều khoảng 500 trở lên. Mà trong cận chiến thì hòa vũ rất lợi hại, tuy chém ngang chỉ có hơn 280 điểm thương tồn. Sử dụng kỹ năng cũng mới khoảng 460, nhưng tốc độ tấn công của hai thanh thủy thủ cực nhanh, vây lấy một ác ma nữ phó mà công kích, không chỉ khiến ác ma nữ phó này không dùng được ma pháp, điểm sinh mệnh còn đang điên cuồng giảm xuống. Sau khi tích góp được đủ 8 ô năng lượng sẽ là một chiêu dịch cốt, trực tiếp đánh ra hơn 2.400 thương tổn. Tịch Mịch như tuyết là cuồng chiến sĩ, tuy vũ khí chỉ là song thủ phủ bí ngân cấp 15, nhưng chém ngang cũng có khoảng 500, một đánh mạnh cũng hơn 900, chỉ là so sánh với tần suất công kích của thích khách thì kém hơn rất nhiều. Đối với công kích của 8 cao thủ trong linh dược công hội, bốn gã cao thủ của studio thanh diệp và ngũ ma tướng mới tới đã sớm chết lặng rồi hiện tại mới chỉ là thể hiện ra một góc núi băng ngay khi hai người thủy sắc sắc vi và băng quả đang cảm thán công kích của thạch phong cũng khiến hai người kinh hãi vùng thâm uyên giả và ngân sắc hồ quang giống như liêm đao của tử thần cuốn lên một trận lốc xoáy chỉ là chém ngang đã có khoảng 350 điểm thương tổn nhưng thế vậy chưa tính là gì khủng bố là bạo kích đều vượt quá 700 điểm có đôi khi thậm chí xuất hiện ba bạo kích bắn ra hơn một ngàn thương tổn bạo kích cấp 2 bởi vì tốc độ tấn công cực nhanh tần suất xuất hiện cực cao khiến người ta nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui một chiêu phong lôi thiểm Ba đạo lôi quang lướt qua tất cả tinh anh, trong nháy mắt bắn ra thương tổn âm 510, âm 721, âm 1020 điểm, có một số bạo kích thương tổn trực tiếp tăng gấp bội, lập tức Thạch Phong mở ra Ám Thiên Cung Vũ, tạo thành thương tổn 40% đối với phạm vi 12m phía trước, từng kiếm hạ xuống, 14 con quái tinh anh trên đầu đều bắn ra hơn 100 thương tổn, nếu là một trảm kích cấp 10, trong nháy mắt chính là hơn 300 thương tổn. Đã thế những cái này vẫn chưa phải là chỗ lợi hại nhất của Thạch Phong, mà là nắm chắc trên thời cơ và đại cục vô cùng chính xác chỉ cần những quái vật tinh anh này hơi có dị động một chiêu diễm lôi bạo đánh xuống khiến cho những tinh anh này rơi vào trạng thái mê muội mang tới cho hai mt nhiều thời gian phản ứng hơn điều chỉnh vị trí đứng kéo vững cửu hận thủy sắc sắc vi đã sớm biết thực lực của thạch phong có điều khi thực sự nhìn thấy công kích của thạch phong vẫn không khỏi rung động sau khi kích sát hai đợt tinh anh này thạch phong nhìn bảng công kích đoàn đội một chút ai à, không được trang bị quá lâu rồi không đề thăng không ngờ chỉ đánh được một chút như vậy thạch phong hơi cười khổ tuy tổng thương tổn mà thạch phong tạo thành xếp hạng nhất công kích còn trên cả hắc tử nhưng trên công kích đơn thể hắc tử đã hoàn bỏ xa hắn một con phố thạch phong bởi vì một mực bận kiếm tiền và gia tăng nội tình cho nên trên trang bị không có bao nhiêu để thăng đến bây giờ trên người vẫn là sáu trang cấp huyền thiết cấp 10 phong diệt toàn thân trên dưới cũng chỉ có ba kiện trang bị cấp bí ngân còn là cấp 10. thực sự giúp thạch phong có công kích cường lực như vậy chủ yếu là dựa ở thâm uyên giả vào vũ khí quăng ném ngụy siêu phàm xí hỏa phi tinh còn có kèm theo rất nhiều thuộc tính cơ bản bằng không công kích của Thạch Phong chỉ có thể xếp khoảng thứ năm thứ sau. Có điều những lời này của Thạch Phong lập tức bị mọi người khinh bỉ, nói hay thật, tổng công kích xếp thứ nhất, thế này còn để cho người ta sống nữa không? Sau đó mọi người dưới sự chỉ huy của Thạch Phong, trên đường đi giết mấy trăm con tinh anh và hơn 10 tinh anh đặc thù, trong đó tinh anh đặc thù ác ma liệp quyền là cực kỳ hung mãnh, còn một lần đối mặt với bốn con, nếu không phải khả nhạc đủ mạnh, có thể đồng thời kháng ba con, Diệp Vô Miên kháng một con, chỉ sợ đã bị đoàn diệt. Đương nhiên thu hoạch cũng không ít, trừ có được một số bảo thạch cấp 1, trang bị cấp huyền thiết và thanh đồng ra. còn có hai kiện trang bị cấp bí ngân, một kiện là áo vải của Nguyên Tố sư, chia cho Thủy Sắc Sắc Vi, một kiện là giày giáp vải cho Mục sư, trang bị của Tử Yên Lưu Vân cũng rất tốt, căn bản không cần, cho nên đưa cho Mục sư băng quả. Tin lời của phó bản đoàn đội 20 người cấp địa ngục đúng là rất cao, tinh anh có thể rơi ra trang bị cấp huyền thiết, tinh anh đặc thù còn có thể rơi ra cấp bí ngân. Thủy Sắc Sắc Vi hơi cảm khái chỉ là thu hoạch boss cửa thứ nhất đã tương đương với công chiếm một phó bản cấp khó nếu có thể công chiếm một hai boss đó chính là kiếm bụn hiện tại cao hứng thì vẫn quá sớm chờ chúng ta công chiếm xong boss trước mắt rồi hãng cao hướng đi hai mắt thạch phong nghiêm lại nhìn trọng giáp kỵ sĩ cao lớn hai mắt đẫm máu cả người tỏa ra huyết khí trong đấu ký trường kỵ sĩ trường Red justin sinh vật ác ma cấp lĩnh chủ cấp 16, điểm sinh mệnh 88 vạn lượng máu cao quá thủy sắc sắc vì không khỏi nhíu mày Lượng máu nhiều đại biểu cho thời gian chiến đấu dài, yêu cầu đối với DPS cũng sẽ cao hơn, phó bản 20 người cấp địa mục cấp 10, lượng máu tối đa của boss cũng sẽ không quá 70 vạn, đến nay vẫn không có đoàn đội nào đoàn đội, 88 vạn điểm sinh mệnh trước mắt, quả thực là vô vọng, có điều bọn hòa vũ lại không có cảm giác gì, chỉ chờ mệnh lệnh của Thạch Phong. Thạch Phong nhìn thấy tầm mắt nóng bỏng của mọi người, bìm cười, lập tức mở miệng nói, khả nhà ngươi đi thử một lần, tham cật tiểu thử ngươi đi cộng máu, người khác chú ý kỹ động tác và thói quen của boss nhớ quay lại video, sau đó chúng ta sẽ nghĩ đối sách công chiếm. Fred Justin chỉ là kỵ sĩ trường của ác ma cổ bào, trên phương diện cận chiến có thể nói là cực kỳ bạo lực, cho dù trang bị của khả nhạc rất không tồi, nhưng cũng không chống đỡ được 3 lần, nếu mà MT khác thì chỉ sợ cũng chỉ hai lần. Trừ lực công kích cực cao ra, thân là trọng giáp kỵ sĩ, sức phòng ngự tất nhiên không cần nói, lại bởi vì chuyển hóa thành ác ma, trời sinh có kháng phép cực cao, cơ hồ là boss không có nhược điểm. Trong đó Fred Justin có hai kỹ năng, một khi không cẩn thận có thể khiến đội ngũ bị đoàn diệt mà độ khó cấp địa ngục lại cường hóa cả hai kỹ năng này rất khó đối phó thứ nhất là ác ma triệu hoán cứ cách một đoạn thời gian sẽ gọi ra ba ác ma thị vệ ba ác ma thị vệ này nếu trong thời gian quy định không thể kích sát chúng sẽ trở lại trong cơ thể fred justin khôi phục điểm sinh mệnh cho fred justin mỗi một ác ma thị vệ trong cấp khó sẽ có thể khôi phục 3% điểm sinh mệnh cho fred justin mà cấp địa ngục là 5%, cho nên phải tiêu diệt Kỹ năng thứ hai là tử vong nhất kích, Fred Justin sẽ chỉ tên một người chơi đồng thời ném ra trường thương, tạo thành rất nhiều thương tổn, đồng thời tốc độ di chuyển giảm bớt 60%, phòng ngự giảm bớt 100%, sau đó Fred Justin sẽ lao về phía người chơi được chỉ tên, giữa Fred Justin và người chơi này tuyệt đối không thể có người chơi khác, bằng không chắc chắn sẽ phải chết, người chơi bị đuổi kịp cũng sẽ chết, cho nên người chơi bị chỉ tên có thể bao xa thì phải chạy bấy nhiêu xa, chỉ cần chống đỡ quá 10 giây là được. Có hai kỹ năng này, cơ hội chính là tuyệt vọng. Ngoài ra Fred Justin còn có rất nhiều tiểu kỹ khác, có điều chỉ cần né tránh đúng lúc thì vấn đề là không lớn. Sau khi hai người khả nhạc thử mấy lần, mọi người cũng đã biết được sự lợi hại của Fred Justin nếu bị hắn trọng kiếm nhìn chúng. Cho dù khả nhạc cũng sẽ đó mất hơn 1.400 điểm sinh mệnh, nghề nghiệp khác cũng chỉ là chuyện của hai kiếm. Hơn nữa tốc độ công kích không chậm, một giây vung ra hai kiếm là không có bất kỳ vấn đề gì. Muốn thông qua cần phải phối hợp tốt, không chỉ MT phải biết né tránh, cận chiến khác cũng phải học được cách phá hoại tiết tấu công kích của Boss. Mở quái đi! Thạch Phong nói xong, mọi người bắt đầu đứng vào vị trí, cơ hồ là bao vây Fred Justin, khả nhạc trực tiếp lao về phía Fred Justin, Diệp Vô Miên thì ở bên cạnh chờ ba ác ma thị vệ. So sánh với công kích quái vật tinh anh, thương tổn khả nhạc tạo thành cho Fred Justin đã giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể tạo thành hơn 100 thương tổn, người khác cũng bắt đầu công kích. Có điều rất nhanh mọi người lại phát hiện ra một việc, đó chính là sức phòng ngự đúng là quá cao, lúc trước một mực là một mình khả nhạc công kích, cho nên mọi người không chú ý thấy phòng ngự của Fred Justin là cao bao nhiêu. Cuồng chiến sĩ như tịch mịch như tuyết vung một búa chém vào sau lưng Fred Justin mới tạo thành hơn 200 thương tổn, cho dù bỏ qua hiệu quả phá, cũng mới miễn cưỡng tăng tới 300 mà thôi, về phần người mới thì càng kém hơn, phòng ngự này cũng quá cao rồi, thủy sắc sắc vì đánh pháo đài này càng nửa ngày, thương tổn cao nhất cũng chỉ hơn 500 điểm, ám ảnh bạo liệt, hắc tử cũng không dám giữ lại, trực tiếp dùng ra kỹ năng học tập được từ trong tứ sắc thí luyện, năm đạo hắc mang phù một tiếng đánh lên lưng Fred Justin, 736, âm 741, âm 726. Âm 732, âm 738 năm đạo thương tổn từ trên đầu Fred Justin bắn ra. Thạch Phong cũng ở phía sau chém điên cuồng, thương tổn tạo thành thấp hơn hắc tử không ít, công kích bình thường cũng chỉ hơn 100, kích phát nguyên rùa của thâm uyên giả và gia tăng thương tổn của phong lôi thiểm còn có thể tạo thành thương tổn nhiều hơn. Bởi vì là boss cấp địa ngục, nguyên rùa của thâm uyên giả và hiệu quả của phong lôi thiểm suy yếu rất nhiều, có điều hai người cộng lại vẫn khiến Fred Justin suy yếu đi khoảng 15%. Cùng lúc đó, Thạch Phong tắt một con đường thiên xưng hào, mở ra liệp ma nhân xương hào, ít nhiều cũng có thể làm suy yếu Fred Justin một chút. Điều này khiến thực lực của Fred Justin chỉ còn khoảng 80% lúc trước, không nghi ngờ gì nữa đã giảm bớt áp lực không nhỏ cho mọi người. Hội trường, kỹ năng bị động kèm theo trên vũ khí này của ngươi, còn cả xương hào của ngươi cũng quá trâu rồi, độ khó của boss này bị hội trường ngươi giảm xuống một cấp. Khả nhà cười nói, bởi vì được lợi nhất chắc chắn là hắn, mắt thủy sắc sắc vì cũng sáng rực lên, vốn là boss không có hy vọng, hiện tại bởi vì kỹ năng và xương hào của thạch phong mà lại có một chút hy vọng xem ra sau này ta phải kiếm thêm nhiều xương hào như vậy sau này đánh boss sẽ dễ dàng hơn thủy sắc sắc vì nhìn xương hào của thạch phong cảm thấy rất hâm mộ có điều nàng cũng biết xương hào như vậy khẳng định là rất khó kiếm được tới tay lát nữa phải hỏi thạch phong làm sao mà có được khi xóa sạch gần 10% điểm sinh mệnh của Fed Justin, Thạch Phong nhìn thấy thời gian đã tới, thế là lớn tiếng nói trên kênh đoàn đội, Diệp Phong Miên chuẩn bị tiếp quái, mọi người ngay lập tức chuyển hòa lực sang tiêu diệt tiểu quái ta và Hòa vũ sẽ phối hợp với khả nhạc cầm chân boss tất cả mọi người không phải gà mờ cơ hồ đều là cao thủ được thạch phong chọn lựa kỹ càng căn bản sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy kẻ xâm nhập chết tiệt các thị vệ đời chúng đi cho ta fred justin hét lớn một tiếng lập tức ngoài đấu kỹ trường có ba gã ác ma thị vệ chạy vào mỗi ác ma thị vệ đều là tinh anh hơn nữa điểm sinh mệnh cũng khoảng 4 vạn và còn chính là 12 vạn điểm sinh mệnh phòng ngự của ác ma thị vệ so sánh với boss thì kém ra đánh nhau nhanh hơn rất nhiều nhất là có hỏa lực siêu cường như hắc tử rất nhanh đã tiêu diệt ba gã ác ma thị vệ lại chuyển hỏa lực sang boss trong toàn bộ chiến đấu thạch phong căn bản không có cơ hội công kích bởi vì công kích của fred justin quá sắc bén có lẽ là lần này công kích nhiều người hình thức công kích của fred justin có chút biến hóa mỗi lần vung đại kiếm đều có thể đẩy khả nhạc vào góc chết khiến khả nhạc không thể tránh được nhưng người khác lại không tìm được chỗ để cắt ngang tiết tấu của fred justin tuy hỏa vũ có thể tìm tới và cũng phản ứng kịp nhưng lực lượng quá yếu hiệu quả không tốt cho nên chỉ có thể dựa vào thạch phong bằng không khả nhạc một mực bị đại kiếm đánh chúng hơi vô ý chút chúng phải tiểu kỹ gì đó trị liệu không hồi máu kịp kết quả vẫn là đoàn diệt khi điểm sinh mệnh của fred justin giảm đến 78%, phần trăm fred justin cuối cùng cũng không nhịn được mà dùng ra tử vong nhất kích mà người chơi được chỉ tên chính là thạch phong thạch phong ngay lập tức xoay người bỏ chạy sau khi bị chỉ tên chỉ cần bị fred justin tới gần người trừ khi là mở vô địch bằng không chắc chắn sẽ phải chết không thể thương lượng fred justin rút ra trường thương màu bạc phung mạnh về phía thạch phong chỉ thấy một đạo ngân mang hiện lên, cắt qua không khí, dẫn tới một tiếng âm bạo, bay về phía Thạch Phong. Một chiêu này chỉ có thể đỡ, muốn tránh là không thể, cho nên Thạch Phong xoay chuyển bước chân, xuất chiêu để đỡ. Chỉ thấy trường kiếm cắm lên thân kiếm của thâm uyên giả, bắn ra tia lửa chói mắt, Thạch Phong liên tục lui hơn 10 bước mới đứng vững lại, có điều hai tay đã tê dần, thiếu chút nữa thì không cầm được kiếm, lại nhìn thâm uyên giả, trên thân kiếm có thêm một vết xước có thể thấy được rất rõ ràng. Một chiêu này cũng quá mạnh rồi, có thể khiến ma khí bị hao tổn, nếu là vũ khí cấp bí ngân thì chẳng phải sẽ trực tiếp bị hủy sao cho dù là vũ khí cấp tinh kim chỉ sợ cũng có thể bị vỡ thạch phong thầm cảm thấy may mắn vì đã không dùng ngân sắc hồ quang bằng không thì kiếm cũng xong rồi sau khi đỡ một thương của fred justin fred justin giận dữ bỏ lại khả nhạc không quan tâm mà lao về phía thạch phong thạch phong trực tiếp mở ra phong hành bộ tốc độ đề thăng 30%, bắt đầu chạy vòng quanh đầu kỹ trường bởi vì không chịu thương tổn của trường thương cho nên thạch phong không bị giảm tốc fred justin có thế nào cũng không đuổi kịp kết quả chính là bị Thạch Phong thả diều, một mực thả 10 giây. Hai kỹ năng của Fred Justin đều bị mọi người giải quyết thoải mái, cho dù Fred Justin sử dụng nhiều lần thì kết quả vẫn vậy. Hơn 10 phút sau, cho dù Fred Justin mở ra cuồng bạo, cũng không thể vãn hồi thế cục, bởi vì khả nhà có thể mở bảo hộ chúc phúc. Ngoài ra còn có đường cong thời gian của kỹ năng hồ quang thủ hộ, tương đương với 9 giây vô địch, kỹ năng được hồi lại, có thể chống đỡ được cuồng bạo 20 giây. Cuối cùng chỉ nghe Fred Justin phát ra một tiếng hét thảm không cam lòng, sau đó thì ngã xuống đất rơi ra một đống vật phẩm lấp lánh ánh sáng. Đại bạo, nhân phẩm của chúng ta quá tốt rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây chính là ác ma cổ bảo cấp địa ngục, nhân phẩm bùng nổ thì có thế nào cũng nên rơi ra một kiện vật phẩm cấp ám kim chứ. Sự tử vong của Fred Justin khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, có điều sau khi nhìn thấy một đống đồ rơi ra, mọi người biết vận khí tới rồi, chỉ là nhìn hơn 10 kiện rơi ra trên mặt đất, đủ để chứng minh đây là nhân phẩm bùng nổ ít có. Được rồi, trước tiên đừng kích động, khôi phục một chút đi, Thạch Phong nhìn vẻ mặt kích động của mọi người mỉm cười, chỉ có hắn biết lần đại bạo này không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Người khác không biết quá rõ về ác ma cổ bảo, ngay cả thủy sắc sắc vi cũng không ngoại lệ, đều cho rằng ác ma cổ bảo chỉ là phó bản đoàn đội 20 người độ khó trung thượng đẳng, lại không biết ác ma cổ bảo là phó bản đoàn đội 20 người đỉnh cấp nhất trong phó bản cấp 15, không biết bao nhiêu công hội bởi vì công chiếm ác ma cổ bảo mà bị diệt hết lần này tới lần khác, ngã xuống dưới chân ác ma cổ bảo, Thạch Phong lại biết, mỗi phó bản đoàn đội cấp địa ngục có độ khó cao nhất, lần đầu tiên công chiếm đều sẽ có đại bạo, đây là phần thưởng của hệ thống đối với phó bản đoàn đội khai hoang cấp khó nhất. Ngay khi Thành Phong đang thống kê đồ rơi ra, ở ngoài cửa phó bản ác ma cổ bảo cũng vừa phục sinh một đám người chơi. Thương Lang lão đại, phòng ngự và công kích của Fred Justin đó đều quá cao, so với phó bản cấp 10, độ khó để thăng rất nhiều, đây chỉ là cấp bình thường mà thôi. Ngay cả MT cường lực như lão đại người cũng không chống đỡ được ba đòn, phó bản này quả thực là không thể đánh, một Đờ du trị liệu nói, xem ra boss này phải có hai MT tiếp sức qua lại chia sẻ thương tổn ba con tiểu quái được gọi ra đó để cho du hiệp đi thả diều thương lang chiến thiên sau khi trải qua một lần chiến đấu đã phát giác sự đáng sợ của fred justin mỗi lần công kích đều có thể hướng tới góc chết của hắn muốn tránh cũng không tránh được chỉ có thể cố gắng chống đỡ nếu chỉ là cố gắng chống đỡ công kích bình thường trị liệu còn có thể hồi máu được nhưng tiểu kỹ của fred justin có thể càn quét ngàn quân thực sự là quá ghê tởm tạo thành ít nhất một ngàn điểm thương tổn trở lên đối với phạm vi bàn kính 8 mét mà phát động kỹ năng này cơ hồ không cần thời gian gì tiểu kỹ có thể cộng thêm chém ngang trong nháy mắt hai ngàn điểm sinh mệnh đã không còn phải là bốn trị liệu mới có thể miễn cưỡng hồi máu được nhưng không bao lâu sau lại triệu hồi ra ba tiểu quái trị liệu phân tán kết quả chính là thương lang chiến thiên bị tiêu diệt đoàn diệt mà khi đoàn đội của thương lang chiến thiên chuẩn bị lại tiến vào ác ma cổ bào thạch phong đã bắt đầu phát trang bị lần đại bạo này tổng cộng rơi ra 11 kiện vũ khí trang bị còn có không ít ma linh tinh và tài liệu quý giá trong đó rơi ra kém nhất là ba kiện trang bị cấp bí ngân phân biệt là bảo vệ đùi cho du hiệp bảo vệ đầu của đờ dui, miếng lót vai cho triệu hoán sư bởi vì là công hội đoàn lại là khai hoang cho nên không có phương thức cạnh tranh độ cống hiến của đoàn đội mà là thạch phong phân phối ưu tiên dùng để đề thăng chiến lược của đoàn đội trực tiếp chia cho người bà thạch phong chỉ định mà vũ khí trang bị cấp tinh kim là nhiều nhất thuộc tính của trang bị thì không cần nói xuất phẩm của ác ma cổ bảo tất phải là tinh phẩm một thanh búa lớn chém đầu tinh kim cấp 15, một thanh đoàn kiếm tinh kim cấp 15, phân biệt đưa cho tịch mịch như tuyết vào khả nhạc như vậy vũ khí cấp bí ngân trong tay hai người đã bị đào thải cấp cho đội hữu khác bốn kiện còn lại là trang bị dây của kiếm sĩ phần che tay của chú thuật sư giáp ngực của thần dụ giả giáp ngực của nguyên tố sư thạch phong không khách khí trực tiếp chia giày kiếm sĩ cho mình thay cho giày cấp huyền thiết cấp 10, khải toàn chi ngoa giày bản giáp cấp tinh kim trang bị cấp bậc 15, yêu cầu nghề nghiệp kiếm sĩ phòng ngực cộng một lực lượng cộng mười nhanh nhẹn cộng hai Sức chịu đựng cộng 12, tốc độ di chuyển cộng 5, kỹ năng bị động kèm theo kinh doanh chi lực, tốc độ di chuyển đề thăng 5%, sau đó Thạch Phong lại đưa phần che tay cấp tinh kim cho Hắc Tử, giáp ngực thần dụ giả cho Tham Cật Tiểu Thử, giáp ngực nguyên tố sư cho Thủy Sắc, hai kiện cuối cùng là cấp ám kim, một thanh trường kiếm đen xì và một thanh pháp trượng màu xám tỏa ra xương đen, Chả Ma kiếm, kiếm một tay, trang bị ám kim cấp 15, lực lượng trang bị yêu cầu 130 điểm, công kích cộng 183, lực lượng cộng 20, nhanh nhẹn cộng 21 sức chịu đựng cộng 10, tốc độ tấn công cộng 3, độ bền 100 phần 100, kỹ năng bị động kèm theo trảm ma, thương tổn tạo thành cho quái vật hệ hắc ám để thăng 20%. Chỉ từ thuộc tính mà nói là rất trung quy trung củ, nhưng kỹ năng lại là thần kỹ hạ ác ma cổ bảo, vừa hay có thể thay cho vũ khí ám kim cấp 10 ngân sắc hồ quang. Tuy ngân sắc hồ quang là vũ khí chuyên thuộc cho cá nhân mà Thạch Phong vất vả lắm mới đã tạo ra được, đủ để xếp hàng đầu trong vũ khí từ cấp 15 trở xuống, nhưng vũ khí trang bị cứ cách 5 cấp sẽ có một đề thăng rất lớn ngân sắc hồ quang trên thuộc tính và lực công kích rõ ràng là kém hơn trảm ma kiếm cấp 15 rất nhiều hơn nữa tiện cho chiến đấu về sau thạch phong cũng phải đổi thành trảm ma kiếm mà một thanh pháp trượng còn lại thì vô cùng tốt ma vụ pháp trượng pháp trượng hai tay trang bị ám kim cấp 15, lực lượng trang bị yêu cầu mà 40 điểm trí lực 60, nghề nghiệp yêu cầu là nguyên tố sư công kích cộng 154, trăm trí lực cộng 42, tinh thần cộng 28, sức chịu đựng cộng 33, tốc độ ngâm sướng cộng sáu độ bền một phần một thương tổn nguyên tố ma pháp tạo thành đề thăng 10%, sử dụng nguyên tố ma pháp có 18% xác suất bạo kích, bỏ qua cấp bậc cộng 3, cự y thi pháp cộng 2, cấp bậc kỹ năng ma pháp hệ nguyên tố cộng 1. Oa, wow, thuộc tính của pháp trượng này cũng quá nghịch thiên rồi, hoàn toàn là đo người mà tạo trong nguyên tố sư. Hắc tử không khỏi kinh thán, tuy hắn đã có được pháp trượng cấp sử thi, mắt hai nguyên tố sư trong đoàn đội mắt lại sáng rực lên. Pháp trượng này đưa cho thủy sắc đi. Thạch Phong không nói hai lời đưa cho thủy sắc sắc vi, về phần trầm mặc cô nhạn trong ngũ ma tướng mới gia nhập cũng là nguyên tố sư có điều thủy sắc sắc vì là phó hội trưởng của công hội một phó hội trưởng vẫn cầm một pháp trượng cấp bí ngân có thế nào cũng không nói được cho dù là làm mặt tiền cửa hàng cho công hội cũng phải đưa pháp trượng cho thủy sắc sắc vi huống chi kỹ thuật và thực lực của thủy sắc sắc vi hơn xa trên trầm mặc cô nhạn vật tẫn kỳ dụng mới là quan trọng nhất cho ta à thủy sắc sắc vi đích xác thích pháp trượng tỏa xương đen này nhưng nàng chỉ mới gia nhập công hội đưa pháp trượng lợi hại như vậy cho nàng ít nhiều cũng cảm thấy rất kinh ngạc ngươi cầm đi ngươi chính là phó hội trưởng của công hội chúng ta không thể để công hội khác coi thường linh dược chúng ta được thạch phong cười bảo đúng rồi phó hội trưởng hiện tại công hội chúng ta chính là một trong sáu công hội lớn của bạch hà thành nếu để công hội khác biết phó hội trưởng của chúng ta vẫn dùng một cái pháp trượng cấp bí ngân sẽ khiến người ta chê cười đó hắc tử nói được rồi ta nhận thủy sắc sắc vi nghe thấy hai người nói như vậy cảm thấy có lý là cao tầng hạch tâm của công hội nhất cử nhất động đều đại biểu cho thể diện của công hội nếu thấy phó hội trưởng như nàng vẫn dùng vũ khí cấp bí ngân tuy sẽ không nói gì nhưng khẳng định sẽ xem thường linh dược công hội khiến người ta cho rằng linh dược công hội là tốt mã rẻ cùi sau khi có được pháp trượng cực phẩm này thủy sắc sắc vì đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trên người cũng nặng hơn mấy phần sau đó sau khi mọi người nghỉ ngơi hồi phục xong bắt đầu đi tới trung tâm cổ bảo có lẽ là bởi vì sự đại bạo của fred justin khiến thực lực của đoàn đội đề thăng không ít quái tinh anh và tinh anh đặc thù bị dọn dẹp một cách thoải mái mọi người rất nhanh liền tới đại điện trung tâm của ác ma cổ bảo Boss cuối cùng hắc ám kỳ sĩ Gai A ngồi trên vương tọa giữa đại điện, có điều sau khi mọi người vừa bước vào đại điện, không khí lập tức thay đổi, ngay cả không khí cũng trở nên trầm trọng hơn, tất cả mọi người trong đoàn đội đều hít một hơi lạnh, có cần chơi người ta như vậy không? Hắc Tử nhìn vương tọa ở xa xa, miệng há hốc, thế này là sao? Vì sao bên cạnh hắc ám kỵ sĩ Gai A lại có hai boss nữa? Thạch Phong kinh ngạc nhìn hai nữ tử mỹ lệ có cánh đen nhánh đứng bên cạnh vương tọa, uy thế từ trên người hai người này phát ra không hề dưới hắc ám kỵ sĩ Gai A chỉ là một hắc ám kỵ sĩ Gaia đã đủ khiến người ta ăn không tiêu rồi, hiện tại lại thêm hai người, cho dù là Thạch Phong cũng cảm thấy hữu tâm vô lực. Có điều có ba boss vẫn không phải là quan trọng nhất, mấu chốt là chỉ một boss đã đủ để khiến mọi người tuyệt vọng. Độ khó của nhiệm vụ này cũng quá cao rồi, Thạch Phong thấy mà đau đầu, không ngờ nhiệm vụ Wiseman giao phó lại khó như vậy. Nếu là ác ma cổ bảo cấp địa ngục bình thường, Thạch Phong còn có biện pháp giải quyết, nhưng trước mắt phải đối mặt với ba boss, đúng là một chút hy vọng cũng không có. Hắc ám kỵ sĩ Gaia cấp lĩnh chủ cao cấp cấp 16, điểm sinh mệnh 400 vạn, đọa thiên sứ ngả nhĩ, lĩnh chủ cao cấp, cấp 16, điểm sinh mệnh 360 vạn, đọa thiên sứ tiệp lạp, lĩnh chủ cao cấp, cấp 16, điểm sinh mệnh 360 vạn. Nhiệm vụ không chỉ là gia tăng số lượng boss, ngay cả thực lực cũng để thăng rất nhiều, lượng máu khủng bố 400 vạn điểm sinh mệnh, cho dù trị liệu dùng hết mana cũng bị tiêu hao tới chết, thậm chí khả nhạc vừa xông lên sẽ bị trường thương của hắc ám kỵ sĩ Gaia một phát đâm chết. Hội trường, hay là chúng ta rút đi? đây nhất định là hệ thống có vấn đề, 400 vạn điểm sinh mệnh, hệ thống quá bắt nạt người rồi, khả nhạc quan sát cả nửa ngày, vẫn lắc đầu từ bỏ, ta cũng đồng ý, hay là chúng ta trước tiên ra ngoài bố trí lại phó bản khác, hắc tử gật đầu nói, người khác cũng thấy có lý, cho dù cấp địa ngục, cũng không thể bắt nạt người ta như vậy được, chúng ta đã tới đây rồi, cứ thử một lần đi, boss được đặt ra mạnh như vậy, chắc là có biện pháp đặc thù để đối phó, thạch phong cũng không cho rằng đây là hệ thống có sai lầm, đặt ra thế này khẳng định là có đạo lý dứt khoát thử một lần đã nói không chừng có thể nhìn ra được gì đó thạch phong đã nói như vậy người khác tất nhiên sẽ không phản đối chẳng qua chỉ là lãng phí một chút điểm kinh nghiệm mà thôi điểm kinh nghiệm đối với bọn họ mà nói chính là mây bay thế là dựa theo biện pháp lúc trước khả nhạc và tham cật tiểu thử xông lên trước tiên thì trình độ của boss chỉ thấy khả nhạc vừa ném ra thuẫn bài thuẫn bài phục cứu chi thuẫn để kéo cửu hận nhưng sau khi thuẫn bài đánh trúng ba gã boss tất cả mọi người đều ngây đơ một âm một âm một trên đầu ba boss đều chỉ có một chút điểm thương tổn sức phòng ngự khủng bố khiến mọi người líu lưỡi đây là các ngươi tự tìm đường chết hắc ám kỵ sĩ gai a hơi đứng dậy không vội công kích khả nhạc chỉ là đôi mắt màu máu bỗng nhiên nhíu lại nhìn về phía khả nhạc trong giọng nói vừa không có phẫn nộ cũng không có ngạo mạn chỉ có tĩnh mịch và lạnh như băng giống như thanh âm của máy móc không hề có tình cảm khả nhạc lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát tuy đây là trò chơi có được cảm giác áp bức này không phải là giả mà đọa thiên sứ ở hai bên cũng không động thủ thậm chí không thèm nhìn khả nhạc lấy một cái giống như khả nhạc căn bản không xứng để bọn họ chú ý ta vẫn không tin. Khả nhạc cô lấy hết dũng khí, lại thả một chiêu trường giới đả lên trên người hắc ám kỵ sĩ Gaia. Kết quả vẫn chỉ là một chút thương tổn, khiến người ta nhìn thấy mà đau dạ dày. Có điều lần này hắc ám kỵ sĩ Gaia động rồi, thuận tay rút ra một thanh trường thương, lăng không đâm về phía Khả nhạc. Không khí đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang lên, một đạo thương mang lập tức đánh trúng ngực Khả nhạc, tạo thành hơn hai ngàn hơn chín trăm thương tổn, hơn ba ngàn điểm sinh mệnh chỉ còn mấy trăm điểm, thiếu chút nữa thì lấy cái mạng nhỏ của Khả nhạc mắt thấy hắc ám kỵ sĩ gai a được ra chiều thứ hai một đạo thánh quang từ trên trời hạ xuống bao phủ khả nhạc thương mang sắc bén đâm đến trên thánh quang thì giống như đâm vào huyền thiết bị cản ở bên ngoài không thể tiến thêm quả nhiên có huyền cơ thạch phong thánh quang từ trên trời hạ xuống mỉm cười trong thần quang một đạo thân ảnh hiện lên thế là thạch phong ở đoàn cao giọng hô tất cả mọi người cùng tiến lên trị liệu cộng máu cho khả nhạc đã lúc trước mọi người chỉ thử một lần không ôm bất kỳ hy vọng gì hiện tại cơ hội tới rồi sao có thể từ bỏ lập tức không khí trong đoàn biến đổi không còn tử khí trầm trầm nữa, hả? Sao lại là nàng? Thạch Phong đột nhiên phát hiện thân ảnh từ trong thánh quang đi ra vô cùng quen mắt. khi nhìn thấy dung nhan thánh khiết đó, cũng đờ đẫn thấy một thoáng, có thế nào cũng không ngờ được người nơi này không ngờ là đại thần quan bậc ba hạ liên. Oa, wow, nữ thần của ta, hắc tử nhìn mà chảy cả nước miếng. trước tiên không nói dung nhan tuyệt thế và dáng người thướt tha của hạ liên, chỉ là khí chất siêu phàm thoát tục đó đã khiến người ta không nhịn được mà chú ý. hai cái cộng lại, còn bên người hơn cả băng tuyết nữ thần bạch kinh tuyết sau khi hạ liên hạ xuống đại điện cũng không nhìn mọi người ở phía sau mà là rất nghiêm túc nhìn hắc ám kỵ sĩ gai a trước vương tọa màu đen và hai đoạn thiên sứ bên cạnh hắn sau khi hắc ám kỵ sĩ gai a nhìn thấy hạ liên trên khuôn mặt lạnh như băng không mang theo một tư tình cảm lộ ra vẻ hoảng sợ gai a tên này giao cho chúng ta đối phó sau khi người thu thập những con kiến đê tiện đó thì mở cửa truyền tống để phiến đại lục này lại tràn ngập sợ hãi và tử vong đoạn thiên sứ ngả nhĩ ở bên cạnh nói vâng ngài nhĩ các hạ hắc ám kỵ sĩ gai a rất cung kính nói Cùng lúc đó, Hạ Liên cũng xoay người nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, các mạo hiểm giả, gai A vì tư dục bản thân, đã khiến người của cả thành bảo đều biến thành ma nhân sống không bằng chết, hiện tại lại muốn mở ma giới chi môn, kêu gọi đại quân vong linh, tấn công Bạch Hà Thành, các ngươi phải ngăn cản gai A, tuyệt đối không thể khiến sinh linh Bạch Hà Thành phải đổ thán. Sau khi Hạ Liên nói xong liền đọc thần văn, chỉ về phía mọi người, lập tức trên người tất cả mọi người có thêm một trạng thái, thánh quang chúc phúc, tất cả thuộc tính gia tăng 200 điểm, chúc phúc này mạnh quá sát thương phép của ta hơn ngàn điểm sinh mệnh lại vượt quá năm ngàn, quá sung sướng. Hắc tử hưng phấn nói, không chỉ là hắc tử cảm thấy kích động, tất cả mọi người đều như vậy, lúc này toàn thân tràn ngập lực lượng, quả thực có thể tùy ý đi trà đạp box kỵ sĩ trưởng Fred Justin lúc trước. Chỉ là điểm sinh mệnh của nghề nghiệp hệ ma pháp đã vượt quá năm ngàn, nghề nghiệp cận chiến khác, điểm sinh mệnh cũng đều ở khoảng sáu ngàn, điểm sinh mệnh của MT khả nhạc này lại đạt tới hơn bảy ngàn điểm, quả thực chính là một tiểu box. Theo Hạ Liên và hai đoạn thiên sứ rời đi, hắc ám kỵ sĩ gai a cũng lao về phía đoàn đội muốn đại sát tứ phương lúc này mọi người nhìn thấy hắc ám kỵ sĩ gai a đột nhiên cảm thấy hắc ám kỵ sĩ gai a trước mắt cũng không còn đáng sợ như vậy nữa tuy một thương có thể tạo thành gần ba ngàn điểm thương tổn đối với khả nhạc nhưng hiện tại khả nhạc có tới hơn bảy ngàn điểm sinh mệnh hơn nữa sát thương phép của các trị liệu cực cao tùy tiện một trị liệu là có thể khôi phục hơn ngàn điểm sinh mệnh hoàn toàn hồi máu lại khả nhạc đi trước làm gương một kiếm bổ về phía hắc ám kỵ sĩ gai a lập tức một trường giới 328, âm 641 thương tổn từ trên đầu hắc ám kỵ sĩ gai a bắn ra thạch phong lặng lẽ đi tới phía sau hắc ám kỵ sĩ gai a một chiêu chảm kích hạ xuống chém vào chỗ cổ của hắc ám kỵ sĩ gai a lập tức bắn ra hơn 1.200 điểm thương tổn chém ngang cũng có hơn 600, có điều so sánh với đề thăng của nghề nghiệp vật lý hệ ma pháp đề thăng nhiều hơn một ám ảnh tiễn của hắc tử lại đánh ra hơn hai ngàn thương tổn nếu bạo kích thì chính là bốn ngàn điểm mà một viêm bạo của thủy sắc sắc vi cũng có thể đánh ra hơn một ngàn năm trăm thương tổn mà công kích hệ ma pháp của người khác cũng có thể tạo thành khoảng 1.200 điểm thương tổn đối với hắc ám kỵ sĩ gai a rất khả quan trái lại thương tổn tạo thành của hắc ám kỵ sĩ gai a đối với khả nhạc giảm xuống một chút chỉ có hơn 2.400, một nhiều hơn một ít đi cho dù hắc ám kỵ sĩ gai a có 400 vạn điểm sinh mệnh mọi người cũng có lòng tin tiêu diệt được theo điểm sinh mệnh của hắc ám kỵ sĩ gai a giảm xuống từng chút một công kích của hắc ám kỵ sĩ gai a ngược lại càng lúc càng mạnh uy lực công kích cũng càng lúc càng lớn thương tổn khả nhạc phải chịu cũng từ 400 lúc đầu biến thành bảy hiện tại, không được, thương tổn tạo thành vẫn quá thấp, cứ tiếp tục như vậy khẳng định là chúng ta chết trước. Trải qua một phen giao thủ, trong đầu Thạch Phong đã suy tính ra kết quả đại khái, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tìm phương pháp giải quyết, khi điểm sinh mệnh của hắc ám kỵ sĩ Gai A giảm đến 70%, mọi người đều cảm thấy không đúng. Đại thương mà hắc ám kỵ sĩ Gai A vung ra tựa như một con cự mãng, uy mãnh lại không mất đi sự linh hoạt, đối mặt với công kích của mọi người, ứng đối cũng càng lúc càng nhẹ nhàng rất nhiều công kích đều bị cản lại, khiến công kích của mọi người không có hiệu quả, quả thực giống như thương thần hàng lâm. Chỉ thấy trường thương đen xì đột nhiên vung lên, đám người Thạch Phong công kích ở phía sau đã bị đánh bay, phản ứng của Thạch Phong rất nhanh, trực tiếp dùng chống đỡ ngăn cản miễn trừ thương tổn, nhưng người khác lại không được may mắn như vậy, trên đầu bắn ra hơn 2000 điểm thương tổn, khiến áp lực trị liệu cực lớn, mà mục tiêu công kích chủ yếu là Khả Nhạc thì lui liền 3 4 bước mới đứng vững lại được, trên đầu cũng bắn ra ra hơn 4300 điểm thương tổn. Hội trường, Boss này càng lúc càng sắc bén, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Thủ hộ kỵ sĩ khả nhạc đã không còn thoải mái như lúc trước. Hiện tại mỗi lần công kích của hắc ám kỵ sĩ Gai A đều có thể tạo thành hơn 3.000 điểm thương tổn đối với khả nhạc. Nếu xúc động đòn nặng hoặc là sử dụng kỹ năng, thương tổn còn có thể vượt quá 4.000. Cho dù khả nhạc có hơn 7.000 điểm sinh mệnh, áp lực vẫn không nhỏ. Điểm sinh mệnh thủy trung di động ở dưới tuyến an toàn rất là nguy hiểm. Đây cũng chính là chỗ lợi hại của hắc ám kỵ sĩ Gai A, càng đánh càng hăng ngoài mặt hắc ám kỵ sĩ gai a không dùng đại kỹ năng gì kỳ thật hắc ám kỵ sĩ gai a lại một mực đang dùng huyết khí cuồng bạo sẽ theo thời gian chiến đấu càng dài thương tổn tạo thành cũng lại càng cao tốc độ công kích cũng sẽ càng nhanh chỉ một chiêu này đã khiến cho tất cả công hội lại ngã gục dưới chân ngoài ra còn có một đại chiêu đoàn diệt là huyết khí lĩnh vực phạm vi bao phủ 100 trăm mét phía sau tất cả kẻ địch trong phạm vi này sẽ bán ra một con huyết ma mỗi con huyết ma đều có một vạn điểm sinh mệnh tuy điểm sinh mệnh ít thậm chí không biết công kích chỉ là mục tiêu bị huyết ma tỏa định tiếp cận cự ly 3 m sẽ tự bạo phạm vi 20 m độ khó cấp địa ngục sẽ tạo thành hai ngàn điểm thương tổn nhưng bởi vì hắc ám kỵ sĩ gai a được nhiệm vụ đề thăng thạch phong cũng không biết huyết ma tự bạo sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn có điều chắc là không thấp hơn hai nghìn điểm thương tổn nếu không mau chóng giải quyết những huyết ma này để chúng tùy ý tự bạo kết quả chính là đoàn diệt hơn nữa toàn viên bị những huyết ma này đuổi cho chạy khiến trận hình đoàn đội bị xáo trộn cũng rất dễ diệt đoàn cho nên chỉ cần huyết ma vừa xuất hiện, phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết nó. Chỉ là dựa vào thánh quang chúc phúc vẫn chưa đủ để đối phó với boss này, nếu không thể đề thăng thương tổn, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Thạch Phong nhìn ma lửa của bốn trị liệu chỉ còn lại khoảng một nửa, nhưng hắc ám kỵ sĩ Gai A lại có 65% lượng máu, cứ tiếp tục như vậy khẳng định là không thể chống đỡ được tới cuối cùng. Càng đừng nói hắc ám kỵ sĩ Gai A chưa dùng ra huyết khí lĩnh vực, đến lúc đó sợ rằng áp lực đối với trị liệu sẽ lớn hơn. Phong ca, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta khẳng định sẽ bị đoàn diệt nếu thật sự không được hiện tại ta dùng quang chi tinh thần nhé hắc tử nói nhỏ quang chi tinh thần là kỹ năng thương tổn mạnh nhất mà thủ hộ của mevi pháp trượng cấp sử thi có được uy lực hơn sa ma pháp cấp 2, một chiêu là đủ để hủy thiên diệt địa có điều thời gian hồi chiều lại mất nửa giờ trong một lần chiến boss tối đa chỉ có thể sử dụng một lần cho nên khi sử dụng hắc tử sẽ hỏi thạch phong trước do thạch phong quyết định lúc nào thì sử dụng không được vẫn quá sớm thạch phong đã sớm lên kế hoạch quang chi tinh thần phải dùng trên huyết khí lĩnh vực dựa vào uy lực của quang chi tinh thần một phát đủ để khiến tất cả huyết ma tan thành mây khói nhưng nếu hiện tại không dùng sợ rằng căn bản không chống đỡ được tới lúc hắc ám kỵ sĩ sử dụng huyết khí lĩnh vực thì đã bị đoàn diệt rồi lựa chọn khó khăn khiến thạch phong không biết phải làm gì thực lực không đủ thạch phong cười khổ trong lòng rõ ràng thực lực của hắn đã mạnh như vậy kết quả vẫn không được hắn cũng không dám tưởng tượng những người ấy lúc đó là làm thế nào mà hoàn thành nhiệm vụ này có điều cũng đúng Lúc ấy các người chơi đỉnh cấp của công hội đã sớm chuyển chức thành nghề nghiệp chính thức bậc 1, đối mặt với người chơi cấp 20 trở lên, lại mặc trang bị cực phẩm cấp 20, bởi vì vũ khí trang bị của cách 5 cấp sẽ có một lần đề thăng lớn, càng đừng nói là đường xanh dưới người chơi cấp 20, ác ma cổ bào địa ngục cấp 15, căn bản không tính là gì, hoàn toàn là đè ép. Lúc này thành viên trong đoàn đội cho dù không đạt tới cấp 20, nếu mỗi người đều mặc vũ khí trang bị cấp ám kim trở lên, cho dù là hắc ám kỵ sĩ gai a trước mắt cũng phải nuốt hận, nói trắng ra thì vẫn là chuẩn bị không đủ trang bị quả nhiên là trang bị của chúng ta không đủ mạnh thạch phong nhìn boss càng lúc càng mạnh không khỏi thầm cảm khái đột nhiên trong đầu thạch phong trượt lóe linh quang đúng rồi chính là trang bị ta không phải có tàn phiến của vật phẩm truyền kỳ sao thạch phong nghĩ tới giới chỉ một mực ngủ sai trong ba lô thành tức của thiên long là tàn phiến của vật phẩm truyền kỳ có lực lượng đủ để thay đổi cấp bậc của người chơi lúc trước bởi vì thạch phong một mực không đạt được yêu cầu của trang bị nhưng hiện tại thì đạt được rồi thành tức của thiên long giới chỉ tàn phiến của vật phẩm truyền thuyết, yêu cầu trang bị 200 điểm lực lượng, nhanh nhẹn 200 điểm, trí lực 120 điểm, lực lượng sau khi trang bị đề thăng 40%, nhanh nhẹn đề thăng 40%, trí lực đề thăng 30%, sức chịu đựng đề thăng 50%, tốc độ di chuyển đề thăng 20%, tốc độ công kích đề thăng 30%, bỏ qua cấp bậc cộng 10, cấp bậc của tất cả vật phẩm trang bị giảm xuống cấp 10, kỹ năng đi kèm số một long uy, dùng thiên long chi uy, chấn áp tất cả kẻ địch kẻ địch trong phạm vi 30 mươi m xung quanh sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi công kích tạo thành giảm xuống 20%, tốc độ công kích giảm xuống 20%, tốc độ di chuyển giảm xuống 20%, thời gian duy trì một phút đồng hồ thời gian hồi chiều 3 phút kỹ năng đi kèm số 2 long tức tạo thành 6 lần công kích thương tổn trong phạm vi 30 mươi x năm m thẳng tắp về phía trước kèm theo đánh lui 20%, hiệu quả mê muội kéo dài 2 giây thời gian hồi chiều 5 phút kỹ năng đi kèm số 3 long chi lực người nắm giữ tạm thời có thiên long chi lực điểm sinh mệnh để thăng ba lực lượng đề thăng 100%, phòng ngự đề thăng 300%, có hiệu quả miễn dịch với tất cả hạn chế, thời gian duy trì phút, thời gian hồi chiều 3 tiếng. Thánh quang chúc phúc, tất cả thuộc tính đề thăng 200, khiến 120 điểm trí lực của Thạch Phong đã hoàn toàn vượt chỉ tiêu. Nói xong Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra thiên long thánh tức, trong nháy mắt đeo vào, Thạch Phong cảm thấy từ trong giới chỉ truyền đến lực lượng vô tận, đây là lực lượng mạnh hơn cả thánh quang chúc phúc. Tốt, công chiếm chính thức bắt đầu, Thạch Phong nhìn chiếc nhẫn hình rồng màu trắng bạc trên ngón tay, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay hắn cảm nhận được lực lượng của vật phẩm truyền kỳ tuy chỉ là tàn phiến lập tức ánh mắt chuyển qua người hắc ám kỳ sĩ gai a đột nhiên trợn trừng long uy trong trước mắt này tất cả mọi người cảm thấy biến hóa của thạch phong bởi vì từ trên người thạch phong bọn họ cảm thấy một cỗ long uy viễn cổ khiến linh hồn cũng bắt đầu run rẩy chỉ là người đứng xem cũng có sức ảnh hưởng như vậy càng đừng nói là mục tiêu chủ yếu hắc ám kỵ sĩ gai a chỉ thấy hắc ám kỵ sĩ Gaia giống như rơi vào trong vũng bùn hành động trở nên chậm chạp lực công kích giảm mạnh khả nhạc thở phào không còn là không thể ứng phó thậm chí đã có thể né tránh công kích của hắc ám kỵ sĩ gai a không chỉ là khả nhạc trở nên thoải mái công kích của mọi người cũng có hiệu quả vốn là tiết tấu sắp bị đoàn diệt thế cục đột nhiên có biến hóa cực lớn khiến người ta cảm thấy rất bất khả tư nghị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thủy sắc sắc vì kinh hãi tuy hắc ám kỵ sĩ gai a yếu đi không ít khiến mọi người rất kinh ngạc nhưng thạch phong mở ra long uy còn kinh ngạc hơn chỉ thấy quanh người thạch phong cuồng phong vi vút thổi ra từ phía vô cùng lóa mắt thạch phong nghiễm nhiên đã thành trung tâm của tòa đại điện này có điều càng khiến người ta giật mình hơn là thạch phong cứ bước ra một bước trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau gai a thâm uyên giả và chảm ma kiếm huy động chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm mang giống như hoa sen nở rộ bởi vì thánh tức của thiên long khiến thuộc tính của thạch phong để thăng rất lớn chỉ là lực lượng đã vượt quá 500, công kích vượt quá một ngàn hai nhanh nhẹn lại vượt quá 600 điểm kể là công kích hay là tốc độ công kích đều đủ để khiến kiếm sĩ bậc một phải nhìn lên hoàn toàn có thể liều mạng phân cao thấp với cao thủ kiếm sư bậc hai đây là lực lượng của vật phẩm truyền kỳ cho dù chỉ có một kiện còn là tàn phiến vẫn đủ để khiến chiến lược tăng gấp bội khiêu chiến vượt cấp chỉ thấy từng thương tổn vượt quá một ngàn thậm chí hai ngàn ba ngàn điểm bắn ra hắc ám kỳ sĩ gai a một mực tứ bình bắt ổn bất động như núi lúc này cũng bị kiếm quang giống như mưa to đánh cho liên tiếp bại lui thậm chí ngay cả tư thế cơ bản cũng không giữ được vững khả nhạc vô cùng thoải mái dễ dàng tránh được công kích của hắc ám kỵ sĩ gai a có điều công kích thế công của thạch phong vẫn chưa kết thúc phong lôi thiềm chảm kích nhị liên chảm liệt địa chảm diễm lôi bạo thương tổn tạo thành của mỗi một chiêu đều vượt quá hai ngàn trở lên trong đó diễm lôi bạo cấp tám lại đánh ra sáu ngàn thương tổn bạo kích trình độ bạo lực hơn xa pháo đài hắc tử này hội trường người rốt cuộc là uống thuốc gì thế sao đột nhiên lại mạnh như vậy khả nhà vô cùng hiếu kỳ trước biến hóa của thạch phong lúc trước công kích của thạch phong không bằng hắc tử và thủy sắc sắc vì hiện tại công kích lại hoàn toàn bỏ xa hai người này một con phố nếu nói không có gì thì quỷ cũng không tin thuốc á khả nhạc ngươi nghĩ dược tề quá mạnh rồi đây chính là đòn sát thủ của công hội chúng ta hắc tử cười nói ít nhiều cũng đoán được một chút nói như thế nào thì đầu tiên có được thánh tức của thiên long hắn cũng có mặt hắc ca nói không sai khả nhạc ngươi cũng quá coi thường hội trưởng rồi tịch mịch như tuyết cũng đắc ý cười nói chuyện về tàn phiến vật phẩm truyền thuyết một mực là bí mật của ba người bọn họ thạch phong cũng từng nói với bọn họ không được tiết lộ cho nên người khác căn bản không biết chỉ là một vật phẩm cấp sử thi đã đủ để khiến một công hội nhất lưu xuất thủ rất lớn càng đừng nói là tàn phiến của vật phẩm truyền thuyết sợ rằng toàn bộ bạch hà thành đều sẽ máu chảy thành sông mất không phải thuốc sao thủy sắc sắc vi cũng cảm thấy bất ngờ có điều nghĩ lại một chút cảm thấy cũng đúng thuốc không thể để thăng nhiều như vậy nhưng không phải thuốc thì còn thứ gì có thể khiến chiến lược của thạch phong lập tức để thăng nhiều như vậy đột nhiên thủy sắc sắc vi cảm thấy công hội linh dực này càng lúc càng thần bí rõ ràng là một công hội vừa thành lập không lâu thậm chí có thể dùng nhìn cái rõ ngay để hình dung nhưng sau khi tiến vào linh dược công hội, chuyện khiến người ta khiếp sợ lại liên tục phát sinh. Thủy sắc sắc vi cũng hoài nghi liệu có phải Thạch Phong là đại lão của công hội siêu cấp nào đó, chạy đến địa phương nhỏ Bạch Hà Thành này để chơi trò già heo ăn thịt hổ không. Chỉ là chiến đấu hơn 10 giây ngắn ngủi, điểm sinh mệnh của hắc ám kỵ sĩ Gai A đã giảm xuống 5%, điểm sinh mệnh còn lại cũng chỉ là 54%, chỉ cần tiếp tục kéo dài, không tới 3 phút là có thể kết thúc, có điều Thạch Phong chưa thỏa mãn. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắc ám kỵ sĩ Gai A sẽ càng lúc càng mạnh hơn nữa long uy chỉ có thể kéo dài một phút đồng hồ qua một phút đồng hồ hắc ám kỵ sĩ gai a sẽ lại biến thành thương thần đó với trang bị của khả nhạc thì căn bản là không kháng được lâu mắt thấy hắc ám kỵ sĩ gai a có xu thế hồi phục chiến lực không biết một chiều này thì thế nào thâm nguyên giả ở trong tay thạch phong đột nhiên hỏa quang đại thịnh hỏa nguyên tố trong phạm vi hơn 30 mươi mét giống như phát điên hội tụ trên thân kiếm của thâm nguyên giả hỏa quang nóng rực chiếu sáng toàn bộ đại điện tam tối mà nhiệt độ cao nóng rực khiến không khí bắt đầu bốc hơi trở nên mơ hồ giống như thâm uyên giả trong tay thạch phong đã biến thành một mặt trời loại nhỏ đây là tuyệt chiêu hỏa diễm bạo liệt của thạch phong bởi vì thuộc tính đề thăng hỏa diễm bạo liệt đã mạnh hơn lần trước thạch phong sử dụng ở phó bản không chỉ một bậc chỉ thấy thâm uyên giả vô cùng nóng hóa thành một đạo lưu tinh đánh lên trên ngực hắc ám kỵ sĩ gai a Ka, che ngực sắt thép vốn là kim cương bất hoại lại yếu ớt giống như đậu hủ bị xuyên thủng một cách thoải mái xuyên qua thân thể chọc ra một lỗ thủng lớn mà thấy vẫn chưa hết thạch phong lại đánh ra liên tục năm kiếm kiếm nào kiếm nấy đều đoạt mệnh mỗi một kiếm đều có thể kéo ra hơn sáu ngàn điểm thương tổn có lần thậm chí bỏ ra hơn một vạn ba ngàn điểm thương tổn mà hộ giáp trên người hắc ám kỵ sĩ gai a lập tức hóa thành mảnh vỡ nặng nề va vào cột đá đại điện toàn bộ cột đá đều gãy rơi xuống đất sau sáu kiếm liên tục điểm sinh mệnh của hắc ám kỵ sĩ gai a lập tức vơi đi hơn sáu vạn tất cả mọi người đều ngây đơ giống như thạch phong mới là boss hắc ám kỵ sĩ gai a mới là người chơi thậm chí đám người cả nhạc ở trong đoàn đội còn quên cả thứ cơ đi giết hắc ám kỵ sĩ gai a đừng ngây ra như thế boss này vẫn chưa chết đâu thạch phong nhìn ánh mắt nóng rực của mọi người cười bất đắc dĩ lúc này hai mt khai nhạc và diệp vô miên mới có phản ứng lao về phía hắc ám kỵ sĩ gai a có lẽ là vì không còn hộ giáp thương tổn tạo thành của mọi người đối với hắc ám kỵ sĩ gai a không ngờ để thăng 30%, khiến tốc độ kích sát lại nhanh hơn không ít đám con kiến các ngươi chọc giận ta rồi nhận chế tài của hắc ám đi hắc ám kỵ sĩ gai a gầm lên một tiếng toàn bộ đại điện đều biến thành một mảng màu đỏ lập tức trong đại điện bán ra 20 con huyết ma dữ tợn, mà điểm sinh mệnh của những huyết ma này lại đạt tới hai vạn, cấp tốc tỏa định mọi người. Hắc tử, Thạch Phong nói vào trong đoàn đội, biết rồi, cuối cùng cũng đến lúc để ta thể hiện thực lực. Hắc tử cười khà khà, phung pháp trượng, trên đại điện bán ra ma pháp trận to lớn, trong chớp mắt một tinh thần chói mát xuất hiện trong ma pháp trận rồi ầm ầm hạ xuống, phạm vi bao phủ của quang chi tinh thần rất lớn, lập tức bao phủ tất cả huyết ma, bao gồm cả hắc ám kỵ sĩ đang lửa giận vạn trượng, một đạo tinh thần có thể tạo thành hơn năm ngàn điểm thương tổn hơn mười đạo thần hạ xuống huyết ma có hai vạn điểm sinh mệnh trong nháy mắt hóa thành cho bụi mà hắc ám kỵ sĩ Kai a lại chật vật không thôi người khác cũng thừa cơ truy kích từng đại chiêu đều dùng ra hết không hề giữ lại không đến một phút đồng hồ điểm sinh mệnh của hắc ám kỵ sĩ giảm đến ba mươi phần trăm mở ra hình thức cuồng bạo hình thể cũng lớn hơn gấp đôi lực lượng tăng mạnh thì không nói phòng ngự cũng biến thành cực cao một thương đâm xuống cho dù khả nhạc đã mở ra thủ hộ chúc phúc thương tổn giảm xuống năm mươi phần trăm cũng bị xóa đi hơn ba ngàn điểm sinh mệnh đến hay lắm thạch phong chính là đang chờ lúc này cuồng bạo thì hay lắm à ở trước mặt cự long tất cả đều là mây bay thạch phong trực tiếp mở ra long chi lực điểm sinh mệnh đề thăng ba trăm phần trăm lực lượng đề thăng một trăm phần trăm phòng ngự đề thăng ba trăm phần trăm miễn dịch với tất cả hiệu quả hạn chế thời gian duy trì hai phút bởi vì long chi lực mở ra thân thể của thạch phong cũng xuất hiện biến hóa trên làn da đột nhiên xuất hiện long lân từ long chi lực hình thành giống như mặc lân sắp của rồng dung mạo vốn bình thường ở trong trò chơi lại bởi vì những lòng lân này mà có thêm mấy phần khí phách mọi người vốn đang lo lắng sau khi boss cuồng bạo thì đối phó thế nào kết quả bị biến thân kinh diễm của thạch phong hấp dẫn trước tiên không nói bộ dạng vừa đẹp trai lại hoa lệ đó chỉ là đứng đó cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác áp bức tuyệt đối rồi đây đã không phải là cảm giác áp bức trên lực lượng mà là kính sợ đến từ bản chất sinh mệnh thế này rốt cuộc là sao thủy sắc sắc vi nói với vẻ khiếp sợ mọi người đều biết người chơi là không thể biến thân nhưng thạch phong lại biến thân hơn nữa cảm giác áp bức khủng bố đó còn mạnh hơn và đáng sợ hơn cả hắc ám kỵ sĩ gai a đang cuồng bạo kỳ thật không chỉ là đám người thủy sắc sắc vì cảm thấy rung động ngay cả hắc tử và tịch mịch như tuyết biết chuyện cũng kinh ngạc vạn phần không ngờ sau khi mở ra long chi lực lại mạnh tới như vậy khiến trong lòng hai người cũng cảm thấy sợ hãi có lẽ hội trưởng hiện tại có thể một kiếm miểu sát ta mất tịch mịch như tuyết cười khổ nói đâu chỉ là một kiếm có thể giết người sợ rằng khả nhạc cũng chỉ là chuyện của một kiếm hắc tử nghĩ đến công kích khủng bố của thạch phong lúc trước ngay cả kỹ năng mạnh nhất quanh chi tinh thần của hắn cũng không bằng hiện tại lực lượng lại tăng mấy lần đại biểu cho lực công kích cũng tăng rất nhiều kỹ năng dùng ra sợ rằng hơn bảy ngàn điểm sinh mệnh của cả nhà cũng không đáng là gì lòng chi lực quả nhiên rất mạnh thạch phong nắm quyền hắn có thể cảm thấy trong cơ thể giống như tràn ngập lực lượng vô cùng ngoài ra còn có thứ gì đó khiến đầu óc của hắn vô cùng tỉnh táo bình tĩnh đạt tới trạng thái đỉnh phong chưa từng có lúc này lực lượng của thạch phong đã vượt quá một ngàn điểm lực công kích vượt quá hai ngàn ba trăm điểm điểm sinh mệnh lại đạt tới hơn một vạn chín ngàn điểm, phòng ngựa cũng có hơn bốn ngàn năm trăm, cao hơn khả nhạc gấp đôi, lập tức thành một đại boss khả nhạc. Boss cứ giao cho ta kháng, thạch phong muốn thử một lần, hơn nữa hắn kháng boss lợi hại hơn khả nhạc. trước tiên không nói công cao thủ cao máu cao, chỉ là năng lực né tránh cũng khiến thủ hộ kỵ sĩ khả nhạc này của thúc ngựa cũng không đổi kịp được. khả nhạc đầu tiên là dừng sốt, sau đó thì lập tức gật đầu, hơn một vạn chín ngàn điểm sinh mệnh, không có gì mờ tên nào dám tin hơn thạch phong. sau khi thạch phong tiếp nhận thì vung ra một kiếm nhanh như lôi đình, mang theo thế ngàn quân chém vào người hắc ám kỵ sĩ Gai A, tạo thành hơn 2.000 điểm thương tổn. Cùng lúc đó Gai A cũng lui liền ba bước, mỗi khi lui một bước, đều lưu lại một dấu chân trên gạch sàn cứng rắn. Đây là lợi ích của đề thăng lực lượng. So với đề thăng lực công kích, đề thăng lực lượng không chỉ có thể đề thăng lực công kích, còn có thể mang tới hiệu quả áp chế trong đối chiến, cho dù lực công kích của đối phương cao hơn dưới liều mạng vẫn có thể khiến đối phương không đứng vững được khi tư thế không ổn thì chiến đấu rất dễ xảy ra vấn đề cho nên so với đề thăng lực công kích gia tăng lực lượng thuộc tính vẫn là tốt hơn đây là một loại trợ giúp vô hình rất nhiều người chơi đều chơi rất lâu mới biết tầm quan trọng của thuộc tính cơ bản chỉ thấy thạch phong và hắc ám kỵ sĩ gai a chém giết hừng hực khí thế cận chiến khác căn bản là không dám tiếp cận bởi vì lúc này mà tiếp cận trừ mờ có thể kháng được ra cận chiến khác không đủ cho hắc ám kỵ sĩ gai a giết chỉ có viễn trình mới có thể điên cuồng công kích Tuy hắc ám kỵ sĩ Gai A đã cuồng bạo, nhưng sau khi Thạch Phong mở ra lòng chi lực, cũng chỉ là tên hề nhảy nhót, không đáng nhắc tới. Hai người giao thủ giống như hai boss giao thủ vậy, tuy điểm sinh mệnh của Thạch Phong hơi ít, không bằng hắc ám kỵ sĩ Gai A có mấy trăm vạn điểm sinh mệnh, nhưng hắc ám kỵ sĩ Gai A muốn đánh trúng Thạch Phong lại quá khó khăn, nếu không bị né tránh thì chính là bị ngăn cản, căn bản không tạo thành được thương tổn thực chất. Hơn nữa bị song kiếm của Thạch Phong công kích, hắc ám kỵ sĩ Gai A bị chấn cho liên tiếp bại lui, hơn 2.000 điểm thương tổn liên tục bán ra có điều phần lớn là thương tổn hơn 4.000 điểm bạo kích, một chiêu trảm kích lại bán ra hơn 6.000 điểm thương tổn. Hắc ám kỳ sĩ Gai A thì ngược lại, tối đa chỉ tạo thành hơn 2.000 điểm thương tổn cho Thạch Phong, trị liệu rất thoải mái, có hơn một vạn chín ngàn điểm sinh mệnh, căn bản không sợ OT, còn mạnh hơn MT số một khả nhà của công hội. Sau 30 giây cuồng bạo, Hắc ám kỳ sĩ Gai A cũng mềm xuống, cho dù có huyết khí cuồng bạo, cũng không hung mãnh bằng khi cuồng bạo, mà Long Chi lực có thể kéo dài hai phú, lúc này vẫn còn khoảng nửa phút hắc ám kỵ sĩ gai a đã không có cuồng bạo giống như độc xà không có răng nanh bị thạch phong càng ép càng thảm tùy tiện một kiếm sẽ lưu liền bốn năm bước tranh lệch to lớn khiến người ta líu lưỡi triển khai toàn bộ hỏa lực tốc chiến tốc thắng thạch phong nói vào trong kênh đoàn đội lập tức những người lúc trước không dám lên đều xông lên khiến công kích tăng mạnh khi điểm sinh mệnh của hắc ám kỵ sĩ gai a giảm đến 15%, lại dùng ra huyết khí lĩnh vực lại bắn ra một đám huyết ma so sánh với đám huyết ma trước điểm sinh mệnh của huyết ma lúc này nhiều hơn khoảng chừng 3 vạn, quả nhiên kỹ năng cũng thay đổi, Thạch Phong chính là lo lắng điều này, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng. Nhiệm vụ thay đổi độ khó công chiếm, kỹ năng của boss tất nhiên xuất hiện một số biến hóa, biến hóa của kỹ năng huyết khí cuồng bạo này chắc sẽ không quá lớn, vậy chỉ có huyết khí lĩnh vực. Tất cả mọi người tập trung đứng vào vị trí, Thạch Phong lập tức quát, lần trước có loại kỹ năng thương tổn phạm vi siêu phạm vi lớn quang chi tinh thần này, cho nên mới tránh được đại chiêu đoàn diệt, nhưng lần này thì không còn, quang chi tinh thần có thời gian hồi chiều nửa giờ, căn bản là không dùng ra được lần thứ hai chỉ có thể tận lực tập trung rửa sát mọi người phản ứng rất nhanh chỉ hai ba giây đã đứng lại sát nhau huyết ma hình dạng như ma thú toàn thân có màu đỏ lộ ra vẻ dữ tợn sau khi tỏa định mục tiêu thì hét lớn một tiếng điên cuồng lao về phía mọi người phản ứng của thủy sắc sắc vì rất nhanh trong miệng đã niệm xong chú ngữ trước tiên một bức tường băng chặn đường của tất cả huyết ma khiến tốc độ của chúng giảm mạnh tiếp theo là băng phong cầu lại giảm tốc thêm một lần nữa hai chiêu cùng sử dụng trong nháy mắt đã khiến cho tốc độ của đám huyết ma này chậm như ốc sên có điều vẫn chưa hết thủy sắc sắc vì lại dùng ra bạo phong tuyết thương tổn của kỹ năng này không cao nhưng hiệu quả giảm tốc lại vô cùng tốt lại khiến huyết ma bị giảm tốc viễn trình bắt đầu công kích hắc tử cũng thừa cơ dùng ra kỹ năng thương tổn quần công lợi hại nhất hiện tại địa ngục liệt diễm hỏa diễm màu xanh biếc từ dưới lòng đất bắn ra hơn hai ngàn điểm thương tổn không ngừng tỏa ra có điều đối mặt với huyết ma có ba vạn điểm sinh mệnh thì vẫn không đáng là gì mắt thấy những huyết ma này sắp tiếp cận mọi người thạch phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ cản đường của những huyết ma này lại chết thạch phong hét lớn một tiếng với đám huyết ma này đầu tiên là một chiêu phong lôi thiểm bắn ra một mảng âm ba nghìn một trăm hai mươi lăm âm bốn nghìn ba trăm hai mươi âm sáu nghìn không trăm bốn mươi đồng thời kèm theo hiệu quả gia tăng thương tổn có điều những huyết ma này vẫn chưa chết ngay sau đó thạch phong đột nhiên hít một hơi dùng ra lòng tức chỉ thấy vô số phong nhận hóa thành một đạo ngân mang xuyên thủng tất cả những gì ở trước mắt thạch phong những huyết ma này lập tức biến thành mảnh vụn ngay cả hắc ám kỵ sĩ gai a đang xông tới cũng không thể may mắn thoát khỏi cam lên trên vách tường lập tức vách tường vỡ vụn hắc ám kỵ sĩ gai a lại bay ra hơn 10 mét toàn thân trên dưới đều là vết thương khiến người ta nhìn ghê cả người mà thương tổn tạo thành cũng đạt tới hơn một vạn năm ngàn điểm trình độ bạo lực lợi hại hơn hỏa diễm bạo liệt mấy phần không có sự uy hiếp của huyết khí lĩnh vực 30 giây sau chỉ thấy hắc ám kỵ sĩ gai a gầm lên một tiếng chết thảm trong đại điện lập tức không ít người đều thăng một cấp thạch phong cũng từ cấp 17 lên tới cấp 18 hệ thống của khu vực Bạch Hà Thành thông báo, chúc mừng Linh Dược trở thành đoàn đội đầu tiên công chiếm ác ma cổ bảo cấp địa ngục. Tất cả người chơi trong đoàn đội được thưởng 30 vạn điểm kinh nghiệm và mười ngân tệ, 40 điểm danh dự Bạch Hà Thành, 10 điểm danh dự tình Nguyệt vương quốc. Hệ thống khu vực Bạch Hà Thành thông báo, chúc mừng Linh Dược trở thành đoàn đội vượt qua ác ma cổ bảo cấp địa ngục nhanh nhất. Tất cả người chơi trong đoàn đội được thưởng 30 vạn điểm kinh nghiệm và một viên bảo thạch thuộc tính tùy cơ bậc 2, thưởng 30 điểm danh dự Bạch Hà Thành, 10 điểm danh dự tinh nguyệt vương quốc, hệ thống lần đầu thông quan ác ma cổ bảo cấp địa ngục, đồ rơi ra để thăng 100%. Ngoài trưởng Miên Tri Địa, một trong ba lại bản, rất nhiều công hội đều đang thành lập cứ điểm ở đây cho tiện công chiếm. Mà trong cứ điểm của ám tinh công hội, chúng ta đã lấy được hồ quang trì thuẫn rồi, vấn đề của MT cuối cùng cũng được giải quyết. Tiếp theo chúng ta phải tranh trước tất cả mọi người, giành được thủ thông trưởng Miên Tri Địa. Lúc này Duy ngã độc cuồng vô cùng hăng hái ham hở nói, để mua được hồ quang trì thuẫn, hắn đã bỏ ra không ít tâm huyết để cấp tốc gom đủ 30 kim tệ trực tiếp tiêu tốn 70 vạn điểm tín dụng, có điều hiện tại đồ đã tới tay, ám tinh công hội có thể nói là công hội thứ hai có thể bắt đầu công chiếm ba đại bản cấp khó trong cả bài khả thành. Lúc trước ám tinh bị vệ thân chi xào vượt qua, nguyên nhân là chủ yếu là MT không đủ mạnh, hiện tại thì khác rồi, có hồ quang chi thuẫn này, ám tinh và vệ thân chi xà sẽ ở trên cùng vạch xuất phát, về phần công hội khác thì không đáng lo, cho dù linh dược công hội đã có hồ quang chi thuẫn, nhưng công hội vừa thành lập không lâu, căn bản không có nội tình đi hạ ba đại bàn, lúc này thông báo của hệ thống vang lên. Hệ thống khu vực Bạch Hà Thành thông báo, chúc mừng Linh Dược trở thành đoàn đội đầu tiên công chiếm ác ma cổ bảo cấp địa ngục. Tất cả người chơi trong đoàn đội được thưởng 30 vạn điểm kinh nghiệm và 10 ngân tệ, 40 điểm danh dự của Bạch Hà Thành, 10 điểm danh dự tinh người phương quốc. Hệ thống khu vực Bạch Hà Thành thông báo, chúc mừng Linh Dược trở thành đoàn đội vượt qua ác ma cổ bảo cấp địa ngục nhanh nhất. Tất cả người chơi trong đoàn đội được thưởng 30 vạn điểm kinh nghiệm và một viên bảo thạch thuộc tính tùy cơ bậc 2, thưởng 30 điểm danh dự Bạch Hà Thành, 10 điểm danh dự tinh nguyệt vương quốc. Nói liên tục 3 lần duy ngã độc cuồng ngây ra cả nửa ngày ác ma cổ bảo là phó bản đoàn đội gì duy ngã độc cuồng biết rất rõ nếu không phải thủ thông của ba lại bản quá quan trọng ám tình công hội đã sớm bắt đầu công chiếm rồi nhưng trước mắt linh dược công hội lại lén lút giành được thủ thông hơn nữa còn là thủ thông cấp địa ngục hiện tại công hội trong bạch hà thành có thể giành được thủ thông phó bản đoàn đội cấp địa ngục 20 người cũng chỉ có một mình vệ thân chi xà có điều đó chỉ là phó bản thấp hơn cấp 10, chứ không phải phó bản cao cấp cấp 15 như vậy thế này là sao chỉ là một công hội mới thành lập không bao lâu bọn họ là làm thế nào duy ngã độc cuồng không nghĩ ra chẳng lẽ là dạ phong đó âm thầm trợ giúp cũng không thể đó chính là phó bản 20 người lực lượng của con người thủy chung cũng phải có hạn chứ lão đại có cần chúng ta lập tức đi thăm dò không một thích khách hỏi không được ba đại bản phải được ưu tiên linh dược chỉ là giành được thủ thông ác ma cổ bảo cấp địa ngục chờ chúng ta giành được thủ thông trưởng miên tri địa linh dược công hội cũng chỉ là làm nền cho ám vinh chúng ta duy ngã độc cuồng lắc đầu cười khinh thị tuy duy ngã độc cuồng rất khinh thường nhưng công hội khác của Bạch Hà Thành lại không như vậy, người chơi lại càng kinh thán, lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng Linh Dực công hội được xếp vào hàng sáu công hội mạnh nhất của Bạch Hà Thành, đều có cảm giác là hữu danh vô thực, có điều một công hội có 8 người chiếm tóc 8 trên bảng cấp bậc vinh dự, cũng không khiến người ta nói gì, hiện tại giành được thủ thông ác ma cổ bảo cấp địa ngục, chứng tỏ phó bản đã không phải là nhược hạng của Linh Dực, điều này khiến rất nhiều cao thủ trò chơi lúc trước vẫn đang do dự không biết có nên gia nhập Linh Dực hay không đều động lòng rồi bởi vì linh dược công hội là công hội hạ được phó bản đoàn đội 20 người cấp địa ngục thứ hai của bạch hà thành hơn nữa còn là người chơi có thể đi vào phó bản cấp 15 đẳng cấp cao nhất hiện tại đó chính là vượt công hội khác một mảng lớn ngay khi mọi người của bạch hà thành đang nhao nhao nghị luận bọn thạch phong đã bắt đầu cử hành đại hội chia của hắc ám kỵ sĩ gai a là trừ là boss của ba đại bản cấp địa ngục có thể nói là boss cường đại nhất từ cấp 20 trở xuống cộng thêm sự đề thăng khủng bố của nhiệm vụ còn mạnh hơn boss cuối cùng của ba đại bản cấp địa ngục không ít đồ rơi ra tất nhiên sẽ không kém Tổng cộng rơi ra 27 kiện vật phẩm, trong đó 9 kiện là vũ khí trang bị, một bản thiết kế rèn, một bản thiết kế may, một tấm phối phương dược tề, một phối phương liệu lý, ba tài liệu chế tác quý giá, 10 khối ma linh tinh, một viên ác ma tầm tặng, chính là vật phẩm trong nhiệm vụ lần này của Thạch Phong. Trong 9 kiện vũ khí trang bị có 5 kiện đều là cấp ám kim, hơn nữa đều là vũ khí có thể thăng cấp, từ cấp 15 một mực có thể dùng cấp 20. Trong đó một thanh pháp trượng của mục sư và một kiện bố giáp của mục sư được đa cho Từ Yên Lưu Vân một kiện mũ giáp của chú thuật sư thì đưa cho hắc tử một miếng lót vai của nguyên tố sư đưa cho thủy sắc một phần che tay của thuận chiến sĩ đưa cho diệp vô miên còn có bốn kiện cấp tinh kim nữa hai kiện là che ngực và miếng lót vai bì giáp đều cho hỏa vũ còn có một kiện là trường cung của du hiệp đưa cho du hiệp thanh sáp hồi ức một trong ngũ ma tướng một kiện đại kiếm hai tay đưa cho cuồng chiến sĩ thủy ngưu sau khi phân phát xong trang bị chiến lược của đoàn đội lại để thăng không ít trang bị đoàn đội như vậy cho dù là toàn bộ bạch hà thành cũng cũng không thể tìm ra người thứ hai về phần thứ khác thì thạch phong đều thu lại thu hoạch lần này đúng là không nhỏ thạch phong nhìn bản thiết kế và phối phương trong ba lô trong lòng sảng khoái vô cùng sung sướng những thứ này ở trong tay người khác tuy cũng có giá trị không nhỏ nhưng ở trong tay hắn lại là vốn liếng để kiếm đồng tiền lớn trong đó bản thiết kế rèn là bản thiết kế chế tác côn bảo thạch có thể khiến một kiện trang bị phẩm chất cấp thanh đồng trở lên có thêm lỗ bảo thạch toàn thân tối đa có thể sử dụng ba lỗ bảo thạch nói cách khác thì có thể có thêm ba lỗ bảo thạch giá trị của thứ này là không thua gì bản thiết kế mà đau thạch cao cấp Ngoài ra bản thiết kế và phối phương khác cũng rất không tồi, chỉ là giá trị không bằng khuôn bảo thạch. Sau khi rời khỏi ác ma cổ bảo, Thạch Phong bảo mọi người hoạt động tự do, bản thân thì tới đại sảnh thị chính của bài khả Thành, đi tới phòng khách của đại sảnh thị chính, ma đạo sư bậc 4 Wise vẫn nhàn nhã như vậy, lặng lặng đứng cạnh cửa sổ quan sát quảng trường bên ngoài. Người trẻ tuổi, người đã đến rồi à, chuyện của người ta đã nghe nói từ chỗ nhà đầu hạ liên đó. Thạch Phong còn chưa đi vào, cường giả như Wise đã phát hiện ra Thạch Phong, lúc này rời khỏi bên cửa sổ, đi tới phía trước Tạch Phong, cười cười gật đầu nói, không tồi, thực sự không còn, không ngờ lão gia hỏa ta cũng có một ngày lại nhìn nhầm, ha ha ha, người không chỉ giết gai a, còn cứu toàn bộ Bạch Hà Thành, ta cũng không biết nên thưởng cho người thế nào, như vậy đi, để ta làm chủ, từ giờ trở đi người chính là tử tước của Bạch Hà Thành, người có thực lực như vậy, ta nghĩ người chắc có thể thủ hộ được nơi đó, tờ hắc thiết khế ước này người cầm đi, hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ duy nhất tâm tạng của ác ma, thường nhiệm vụ, tước vị tử tước của Bạch Hà Thành và hắc thiết khế ước điểm kinh nghiệm 50 vạn, hai kinh tệ, điểm tinh thông tự do 50. Thạch Phong lập tức sửng sốt, kinh ngạc vạn phần, phần thưởng ở cũng quá hậu rồi, nhất là tước vị tử tước, chỉ sợ cũng chỉ có Thạch Phong mới biết được ý nghĩa mà nó đại biểu. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa thì quên mất, tiểu nha đầu hạ liên đó nói tìm ngươi có việc, nàng đang ở tháp ngắm sao, nếu ngươi không có việc gì thì đi gặp nha đầu đó đi, cơ hội hiếm có đó, đừng có bỏ qua. Man nhìn Thạch Phong đầy thâm ý, cười nói, hạ liên đại nhân tìm ta à, Thạch Phong lờ mờ có một loại cảm giác không tốt, Thạch Phong biết rất rõ tính cách của Hạ Liên, đó tuyệt đối là loại người không có lợi thì không dậy sớm, không biết lại nhắm vào thứ gì trên người hắn. Thôi, hay là đi xem thử. Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút, tuy nói Hạ Liên là loại thấy tiền sáng mắt, có điều mỗi lần hắn đều có thu hoạch không tồi, nói không chừng sẽ lại cho nhiệm vụ cao cấp gì đó, nếu phần thưởng của nhiệm vụ không tồi, cũng có thể đi làm thử. Có điều tháp ngắm sao ở Hắc Dực Thành khiến Thạch Phong cảm thấy khó hiểu, Hạ Liên từ lúc nào lại chạy tới Hắc Dực Thành? nếu không phải thạch phong biết chỗ của tháp ngắm sao chỉ sợ có lật tung cả bạch hà thành cũng không tìm thấy hạ liên hơn nữa tới hắc dực thành cũng không dễ dàng không có giấy thông hành hắc dực thì căn bản là không đi được có thể nói là muốn gặp hạ liên cũng không phải dễ dàng gì có điều thạch phong muốn tới hắc dực thành vẫn rất dễ tuy số lần trên giấy thông hành hắc dực của hắn đã dùng hết có điều thủy sắc sắc vì vẫn có giấy thông hành hắc dực hay là cứ chờ một chút rồi đi gặp hạ liên đi với kinh nghiệm chinh chiến thần vực nhiều năm của thạch phong nhiệm vụ có thể phát sinh ở hắc dực thành khẳng định là không đơn giản hiện tại hắn vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên cứ để sang bên đã. Ra khỏi đại sành thị chính, Thạch Phong bảo Thủy sắc sắc vi và hòa vũ tới khu mậu dịch tử dương cổ trạch của Bạch Hà Thành. Tử dương cổ trạch vốn là phủ đệ của một vị bá tước, có điều vị bá tước này 50 năm trước mất tích một cách ly kỳ ở tử dương cổ trạch. Sau đó hơn 10 năm, chủ nhân của mỗi một nhiệm của phủ đệ đều mất tích ly kỳ trong một đêm, có điều chuyện này một mực không được giải quyết cũng không tìm được đáp án, cuối cùng chỉ đành bỏ mặc, cho nên từ 10 năm trước tòa cổ này đã bị phong tỏa, hơn nữa có có quân thủ bị thủ hộ đề phòng bất chắc bởi vì là phủ đệ của bá tước diện tích tất nhiên không cần phải nói có thể nói là một trong những phủ đệ lớn nhất của khu mậu dịch bạch hà thành cho dù thạch phong là từ tước của bạch hà thành thổ địa từ hữu có thể mua được sợ rằng vẫn không bằng một phần ba của tử dương cổ trạch hội trường người dẫn chúng ta đến phía trạch này làm gì thủy sắc sắc vì nhìn phủ đệ cũ nát có tám gã quân thủ bị thủ hộ ở xa xa cảm thấy rất kỳ quái hiện tại công hội vừa giành được thủ thông ác ma cổ bảo cấp địa ngục rất nhiều người chơi đều tới công hội muốn gia nhập công hội thủy sắc sắc vi đang rất bận tuy hắc tử cũng quản lý có điều hắc tử chủ yếu là quản lý chuyện ở phương diện studio công hội đều do thủy sắc sắc vi quản lý đoàn chủ lực là do hòa vũ dẫn dắt ai có chức nấy có điều quản lý công hội là phiền nhất linh dược công hội vừa thành lập không lâu vấn đề phải quản lý rất nhiều phúc lợi không đủ hoàn thiện căn bản là ăn không vô quá nhiều người cho nên chỉ có thể chọn lựa kỹ càng đã là chọn lựa kỹ càng đương nhiên không phải cấp bậc cao là được mà là phán đoán từ thân thủ cho nên chọn lựa rất phí thời gian tốn công sức ngoài ra còn có sự vụ hàng ngày của công hội có thể nói là khiến thủy sắc sắc vi bận tối tăm mặt mũi nếu không phải thạch phong bảo thủy sắc sắc vi tới đây sợ rằng hiện tại vẫn đang bận chuyện nhận người người thấy tòa trạch này thế nào thạch phong cười hỏi thế nào á à? thủy sắc sắc vi quan sát kỹ tử dương cổ trạch một lượt rõ ràng thần vực vẫn là ban ngày ban mặt ánh nắng chói chang nhưng tử dương cổ trạch lại âm khí bức người cảm giác rất là cổ quái có điều tòa trạch này chiếm diện tích cực lớn lại là khu vực trung tâm của bạch hà thành tuyệt đối được coi là phong thủy bảo địa tuy xa suốt nhưng vị trí địa lý rất không tồi cách hai con phố về phía tây chính là ngân hàng và hội bán đấu giá của bạch hà thành đi về phía đông cách ba con phố chính là hiệp hội bảo hiểm giả vị trí tốt như vậy ở toàn bộ bạch hà thành cũng chỉ có năm chỗ chung quanh đều là quý tộc ở mà nơi này là nơi duy nhất còn trống ở bên trong nam trạch để nơi này chiếm diện tích lớn nhất đáng tiếc một mực bị quân thủ bị canh gác không bán ra ngoài nếu có thể thành lập nơi đóng quân của công hội ở đây sẽ có lợi ích cực lớn đối với sự phát triển sau này của công hội thủy sắc sắc vi rủ gì nói rất tinh tưởng đối với điển sản của bạch hà thành nhìn thấy cổ trạch này thì rất hâm mộ có điều không giành được tới tay thì không có bất kỳ tác dụng gì đừng nói là lãnh địa tư nhân ở khu mộ dịch cho dù là lãnh địa tư nhân ở ngoại vi nhất của bạch hà thành cũng cũng không phải là bọn họ có thể ngấp nghé đích xác là như vậy tử dương cổ trạch này chính là nơi đóng quân tốt nhất trong bạch hà thành thạch phong gật đầu khẽ cười nói có điều từ hôm nay trở đi và tử dương cổ trạch này chính là của linh dược chúng ta sau khi thạch phong nói xong thủy sắc sắc vi và hòa vũ sửng sốt đứng đờ tại chỗ nhìn thạch phong với vẻ bất khả tư nghị hội trường ngươi nói gì thủy sắc sắc vì không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy sau này tòa phong thủy bảo địa này chính là của linh dực bất kể có nghĩ như thế nào thì chuyện như vậy đều là không thể phát sinh từ nay về sau tòa tử dương cổ trạch này chính là nơi đóng quân của linh dực công hội chúng ta thạch phong cười bảo hội trường ngươi đừng nói đùa phong thủy bảo địa như vậy đừng nói là hiện tại cho dù qua một tháng nữa muốn giành được tới tay cũng là không thể thủy sắc sắc vì rất hiểu biết về nơi đóng quân của công hội hiện tại toàn bộ bạch hà thành đều không có một công hội nào có nơi đóng quân nhưng hiện tại linh dược có thể có một tòa phong thủy bảo địa như vậy cái này còn khiến người ta khiếp sợ hơn là linh dược giành được thủ thông ba đại bản cấp địa ngục ta biết ngươi sẽ không tin cho nên ta mới gọi ngươi tới đây xem thử thạch phong lắc đầu bật cười linh dược muốn phát triển thần tốc nơi đóng quân là phải có thủy sắc sắc vì là người quản lý công hội thạch phong tất nhiên phải gọi thủy sắc sắc vì tới đây xem thử làm tốt quy hoạch tương lai dẫu sao có được nơi đóng quân là một chuyện thành lập nơi đóng quân lại là một chuyện khác quy hoạch sớm một chút luôn tốt ba người tới trước cửa sắt của tử dương cổ trạch một đội trưởng thủ bị đi tới bỗng nhiên ngăn cản nơi này là cấm địa của bạch hà thành người không phận sự xin rời khỏi đội trưởng thủ bị quát chẳng lẽ ngay cả ta cũng không được sao thạch phong lấy ra sừng hào tử tước của bạch hà thành thì ra là tử tước đại nhân tiểu nhân có mắt như mù có điều nơi này là quan chấp chính hoài đặc mạn đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh cho dù là tử tước đại nhân ngươi cũng không vào được đội trưởng thủ bị đột nhiên trở nên cung kính vậy cái này thì sao thạch phong lại lấy ra hắc thiết khế ước đội trưởng thủ bị sau khi xem qua thì chấn động đây chính là khế đất của tử dương cổ trạch từ lúc này trở đi tử dương cổ trạch chính là lãnh thổ tư nhân của vị tử tư trước mắt này tử tước đại nhân đã là chủ nhân nơi này vậy ti chức tất nhiên sẽ không ngăn cản đội trưởng thủ bị rụt rè nói có điều tử dương cổ trạch này rất quái dị nếu đại nhân muốn vào xin hãy cẩn thận ta biết rồi thạch phong gật đầu sau đó tám người của quân thủ bị mở cửa lớn ba người thạch phong đi vào thủy sắc sắc vi và hòa vũ hai liên tục giật mình Thái Phong không ngờ là tử tước của Bạch Hà Thành. Tước vị không phải cấp bậc, không phải muốn tấn thăng là có thể tấn thăng. Cái này cần rất nhiều danh vọng, công hội của cả Bạch Hà Thành đều đang bận để thăng danh vọng Bạch Hà Thành. Nhưng đến bây giờ vẫn có một người có tước vị, còn là quý tộc, mà tước vị chia làm năm cấp, công, hầu, bá, tử, nam, chỉ là trở thành nam tước đã đủ để khiến tất cả công hội của Bạch Hà Thành lực bất tòng tâm. Càng đừng nói là tử tước cao hơn một bậc. Thủy sắc sắc vì biết quyền lực của nam tước, có thể mua một lãnh thổ tư hữu ở Bạch Hà Thành, ngoài ra còn có hộ vệ tư nhân của mình là nam tức có thể từ trong npc tuyển nhận 10 hộ vệ thủ hộ lãnh thổ tư nhân mà nam tức chỉ là tước vị thấp nhất chỉ có tấn thăng đến tử tước mới xem như trở thành đại quý tộc không chỉ có thể mua lãnh thổ tư hữu có thể tuyển nhận khoảng 48 hộ vệ tư nhân còn có hai danh ngạch hộ vệ trực thuộc hộ vệ trực thuộc có thể nói là đặc quyền mà chỉ quý tộc mới có hộ vệ trực thuộc khác với hộ vệ tư nhân hộ vệ tư nhân được tuyển nhận là không thể trưởng thành mà hộ vệ trực thuộc lại có thể trưởng thành nói cách khác khi tuyển nhận npc là cấp bao nhiêu bất kể qua thời gian bao lâu cấp bậc đều sẽ không thay đổi có điều cấp bậc của hộ vệ trực thuộc lại có thể đề thăng ngoài ra còn có thể có thuộc tính cộng thêm mạnh hơn hộ vệ tư nhân rất nhiều gần như là chênh lệch giữa quái vật bình thường và boss có hộ vệ trực thuộc như vậy thủ hộ nơi đóng quân của công hội ở hiện tại mà nói tuyệt đối là vạn vô nhất thất thậm chí có thể tham gia chiến boss dã ngoại tuy cấp bậc sẽ bị áp chế nhưng cũng mạnh hơn người chơi bình thường rất nhiều giết boss giã ngoại sẽ có ưu thế lớn hơn công hội khác nghĩ đến đây mắt đẹp của thủy sắc sắc Vi một mực nhìn chằm chằm thạch phong hội trưởng ta đúng là càng lúc càng không nhìn rõ ngươi không chỉ có được một nơi đóng quân tốt như vậy còn là tử tước của bạch hà thành nếu để công hội khác biết sợ rằng sẽ nổi điên mất thủy sắc sắc vi nháy nháy mắt cười nói đúng vậy bọn họ khẳng định sẽ đuổi giết ta giống như phát điên thạch phong cười nói một công hội có nơi đóng quân đại biểu cho có căn cơ không còn là nước vô ngần mọc dễ mới có thể nảy mầm trưởng thành là đại thụ che trời từng có người nói đùa như vậy một công hội không có nơi đóng quân chính là giặc cỏ sơn giã mà công hội có nơi đóng quân chính là chư hầu một phương bởi vì có nơi đóng quân rất nhiều phúc lợi của công hội mới có thể được nhất nhất hoàn thiện nhất là nhiệm vụ công hội ở giai đoạn hiện tại công hội không có nơi đóng quân nbc trong thành thị không thể đến công hội tuyên bố nhiệm vụ cá nhân mà người chơi cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ hàng ngày ở hiệp hội bảo hiểm giả để kiếm điểm vinh dự công hội so sánh với nhiệm vụ công hội mà cá nhân nbc tuyên bố trừ sẽ mang tới điểm vinh dự cao hơn một chút cho công hội Phương diện khác cũng có tranh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm với nhiệm vụ cá nhân, nếu công hội đủ mạnh, thậm chí ở trong nơi đóng quân xuất hiện nhiệm vụ cá nhân có phần thưởng vật phẩm cấp sử thi, hơn nữa ở nơi đóng quân của công hội sẽ không giống nhiệm vụ của hiệp hội mạo hiểm giả, mỗi ngày 2 3 nhiệm vụ, làm xong thì không còn nữa, chỉ cần công hội đủ cường đại, nơi đóng quân mỗi ngày đều có thể nhận được mấy trăm thậm chí là hơn một ngàn nhiệm vụ công hội, có nhiều nhiệm vụ như vậy, bất kể là đối với đề thăng cấp bậc hay là để thăng trang bị, đều nhanh hơn giết quái thăng cấp rất nhiều thậm chí trên tốc độ kiếm tiền cũng có nhân sĩ chuyên môn thống kê công hội có nơi đóng quân và không có nơi đóng quân tiền mà thành viên của hai bên kiếm được xe chênh lệch khoảng hai ba lần hơn nữa có nơi đóng quân công hội mới tính là có nguồn gốc tài chính chính thức bởi vì phàm là thành viên hoàn thành nhiệm vụ công hội công hội sẽ tự động thu 15% phần trăm phí thủ tục làm tài chính cho công hội cất trong ngân hàng công hội cho nên nơi đóng quân mới quan trọng như vậy hơn nữa tuyên chỉ của nơi đóng quân cũng rất quan trọng cái này liên quan đến nhiệm vụ công hội nơi đóng quân vừa thành lập ở toàn bộ bạch hà thành đều là yên lặng vô danh hoặc nói là trong npc của bạch hà thành là yên lặng vô danh cho nên những npc này sẽ không tùy tiện đến nơi đóng quân công hội để ủy thác nhiệm vụ nhưng nếu nơi đóng quân đặt ở nơi có lưu lượng npc cực lớn như khu mậu dịch vẫn cũng dễ bị npc phát hiện như vậy nhiệm vụ công hội cũng sẽ nhiều lên khi công hội giải quyết được càng nhiều nhiệm vụ tiếng tăm trong npc cũng sẽ lần lượt đề thăng cũng sẽ có nhiều npc hơn tới để tuyên bố nhiệm vụ tốc độ phát triển lăn cầu tuyết như vậy có muốn cản cũng không được những công hội của bạch hà thành mà biết khẳng định sẽ hận thạch phong tới thấu xương có điều linh dực công hội đã có cánh đầy đạn rồi công hội bình thường căn bản không dám đối địch với linh dực công hội cũng phải là công hội từ tam lưu trở lên mới có thể tạo thành uy hiếp đối với linh dực có điều sau khi nơi đóng quân công hội được mở ra cho dù là công hội tam lưu cũng không dám đối địch với linh dực ngay khi thạch phong và thủy sắc sắc vi đang nói cười đi tới công quán của tử dương cổ trạch hơn 10 năm không có ai ở khắp nơi đều là bụi đất thậm chí trong phòng cũng mọc không ít cỏ dại toàn bộ phòng ốc đã vô cùng đổ nát cảm giác tùy thời đều sẽ đổ sập, đừng nói là người ở, thậm chí ngay cả chuột cũng không dám nghe thăm, xem ra là phải dỡ xuống toàn bộ rồi xây lại. Thạch Phong nhìn lướt qua, có chút đau lòng nói, sau khi có lãnh thổ tư nhân, tất cả tiêu tốn đều phải tự mình bỏ ra, chỉ là một nhà dân bình thường, cái giá đó cũng không phải người thường có thể chịu nổi, càng đừng nói là công quán công hội cho cung cấp cho một công hội sử dụng, cũng chỉ có công hội lớn vốn liếng khủng hợp mới được. Hội trường, người chính là người giàu nhất toàn bộ Bạch Hà Thành, không ngờ còn than nghèo, thủy sắc sắc vì lườm Thạch Phong một cái, Nàng cũng biết Thạch Phong đã tiêu tốn hơn trăm kim tệ mua bản thiết kế của Hồ Quang Tri Thuẫn, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Thạch Phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thủy sắc sắc vì không biết chỉ là thành lập một hội quán công hội bình thường nhất, có thể chứa được 500 người cũng phải tiêu tốn 200 kim tệ, nếu một làn người thì là 500 kim tệ. Với diện tích của tử dương cổ trạch, ít nhất có thể thành lập một hội quán cao cấp 3.000 người, đó chính là 3.000 kim tệ. 3.000 kim tệ đối với bất kỳ một công hội nào mà nói đều là một con số thiên văn, cho dù Thạch Phong có năng lực này, nhưng hắn còn có áp lực ba vạn kim tệ, không dám tiêu tiền lung tung, sở dĩ tiêu tốn hơn 100 kim tệ mua bản thiết kế của Hồ Quang Tri Thuẫn. Đó là bởi vì có thể kiếm lại được, nhưng hội quán công hội hoàn toàn là lỗ tiền, muốn kiếm về không biết phải tới năm nào tháng nào. Ngay khi đám người Thạch Phong đi đến một cầu thang, Thạch Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi qua mặt, bên tai vang lên âm thanh mê ly, giống như đang kêu gọi hắn đi xuống. Trong chớp mắt này, Thạch Phong rút ra thâm uyên giả và chạm ma kiếm, tóc gái dựng đứng, ngũ cảm phát huy đến cực hạn lớn nhất, như lâm đại địch mà thủy sắc sắc vi và hòa vũ cũng cận bước chậm lại lấy ra vũ khí nhìn chằm chằm cầu thang có điều ở cửa cầu thang lại không có gì chỉ có gió lạnh hiu hiu cỏ dại bồng bềnh nơi này là trong phòng mà sao lại có gió hòa vũ cảm thấy rất kỳ quái thực cảnh ảo của thần vực gần giống với thực tại nơi này ở trung tâm của trạch để kín không kẽ hở sao lại có gió lạnh thổi hỏa vũ nói như vậy thạch phong cũng không khỏi cảm giác kỳ quái có điều thạch phong biết tòa tử dương của trạch này đích xác vô cùng quỷ dị bị người của bạch hà thành gọi là quỷ trạch các chủ nhân liên tục biến mất cũng không phải không có lý ngay cả ma đạo sư bậc bốn hoài đặc mạn cũng bất lực không tìm ra nguyên nhân chỉ có thể phái ra quân thủ bị đến trông giữ không cho bất kỳ ai tiến vào có điều vấn đề này phải giải quyết thế nào thạch phong cũng không có bất kỳ tin tức gì cho nên chỉ có thể tự giải quyết chỉ là không ngờ đứng ở cửa cầu thang cũng có áp lực lớn như vậy giống như gặp phải mãnh thú hồng hoang hơn nữa loại áp lực này thạch phong cảm thấy giống như đã từng quen biết có điều ngay lập tức thì không nghĩ ra được là từng cảm nhận ở đâu gió lạnh là từ tầng hầm thổi ra chúng ta đi xuống xem thử thạch phong lắc đầu quyết định đi tìm tòi tới cùng thạch phong nhìn xung quanh không phát hiện ra chỗ nào đặc thù toàn bộ căn phòng đều trống không vô vật nhìn một cái không sót gì cũng không có gió lạnh thổi càng không có loại cảm giác áp bức chấn nhiếp linh hồn sao lại không có gì cả chẳng lẽ là cảm giác của ta xuất hiện sai lầm à hỏa vũ phát hiện không có quái vật thế là liền cất thủy thủ cắm vào vỏ đao bên hông không biết có điều nơi này đích xác không có nguy hiểm thạch phong lắc đầu chiến đấu ở thần vực nhiều Năng lực cảm giác của người chơi đối với nguy hiểm cũng được từng bước đề thăng, cao thủ thần vực lại mẫn cảm hơn nhiều, hơn nữa loại năng lực cảm giác nguy hiểm này bình thường là không có sai sót, chúng ta cứ xem thử, Thạch Phong nói, nếu không giải quyết được câu đấu thần ẩn, vạn nhất phát sinh chuyện gì khiến cho NPC tiến vào tuyên bố nhiệm vụ sợ hãi, vậy thì chính là bi kịch rồi, ảnh hưởng của người chơi đối với cái này cũng không lớn, chẳng qua là vận khí không tốt thì chết một lần, rớt một cấp và độ thuần thục của kỹ năng, nhưng NPC thì khác, nếu chết thì chính là chết thật chủ thần hệ thống cũng sẽ không khôi phục cho nên phải giải quyết vấn đề này bằng không phong thủy bảo địa này sẽ bị coi là phế ba người tìm kiếm khắp nơi hơn 10 phút không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì đừng nói là quái vật ngay cả một con chuột cũng không tìm thấy nhưng áp lực to lớn lúc trước gặp phải thạch phong không cho rằng đó là ảo giác hơn nữa trước kia hắn từng cảm nhận rồi chỉ là không nghĩ ra được tìm kiếm cả nửa ngày không có một chút manh mối đám người thạch phong đành phải lên lầu thế này là sao sau khi đi lên trên lầu thủy sắc sắc vi nhìn cảnh sắc trước mắt vô cùng chấn động không chỉ là thủy sắc sắc vi khiếp sợ ngay cả thạch phong cũng giật mình chỉ là sau khi trở lại đại sành ở tầng một nhưng cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi không còn là đại sành cũ nát trống rỗng mà là một hành lang gấp khúc phức tạp giống như mê cung giống như đi tới một nơi khác căn bản không phải là tử dương cổ trạch lúc trước lúc này hệ thống cũng phát ra âm thanh nhắc nhở hệ thống phát hiện mê thất chi địa tất cả liên hệ của người chơi và ngoại giới toàn bộ tạm thời đóng lại thì ra là có chuyện như vậy thạch phong bừng tỉnh đại ngộ hiện tại mới hiểu được vì sao chủ nhân của tòa nhà đều nhất nhất biến mất thì ra là bị truyền tống đến nơi này hội trưởng quyển trục trở về thành không dùng được hỏa vũ kẽ nhíu mày nói giống như là bên trong thần chi thí luyện vậy xem ra nơi đây đúng là không đơn giản thạch phong bắt đầu xem kỹ xung quanh chuyện như vậy thạch phong ở đời trước đã gặp phải không ít lần giống như tiến vào thần vực thần vực thì tiến vào thất lạc chi địa ở đó có được ma khí thâm uyên giả tuy mê thất chi địa lần này khác với thất lạc chi địa có điều cũng không khác biệt quá nhiều chắc đều là phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ nào đó thì mới được phép ra ngoài. Có điều ở thất lạc chi địa có nhiệm vụ nhắc nhở, ở đây thì không có bất kỳ nhắc nhở gì. Lập tức ba người thạch phong tiến vào trong mê cung này, bắt đầu thăm dò bản đồ. Không thể không nói bản đồ này cực lớn, thạch phong sau khi đi dạo 6-7 tiếng vẫn không thăm dò ra được bản đồ này. Cuối cùng ba người đành tách ra thăm dò, nói chung là không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, làm như vậy thì hiệu suất sẽ nhanh hơn. Trong bất chi bất giác một ngày đã trôi qua, đợi cho tới ngày hôm sau, ở khu vực mà thủy sắc sắc vi thăm dò đã có phát hiện mới đó là một ma phát trận cỡ lớn căn cứ và suy đoán của nguyên tố sư như thạch phong và thủy sắc sắc vi đây là một ma phát trận bậc năm trở lên có điều ma phát trận này là dùng để làm gì cho dù là thạch phong kinh nghiệm phong phú cũng không đoán ra được trừ khi trước mắt có một vị thánh ma đạo sư bậc năm hoặc là pháp thần bậc sáu sau đó lại thăm dò thêm một ngày hỏa vũ ở một nơi nào đó phát hiện ra ma phát trận thứ hai giống hệt với ma phát trận thứ nhất ngoài ra thì không có gì ngay cả một con quái vật cũng không có càng không có bất kỳ nhắc nhở nhiệm vụ nào thủy sắc sắc vì đã muốn trực tiếp từ bỏ còn không bằng tự sát để trở về thành ở một nơi chim cũng không đẻ trứng này vừa không thể thăng cấp lại không có nhiệm vụ hoàn toàn chính là lãng phí thời gian nói như thế nào thì nàng cũng là người quản lý công hội sao có thể lãng phí thời gian lâu như vậy ở đây hơn nữa công hội có nơi đóng quân nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành có điều hành động của thủy sắc sắc vì lại bị thạch phong khuyên nhủ ngăn cản bởi vì cho dù thủy sắc sắc vì tự sát cũng chưa chắc đã có thể trở về vạn nhất không thể quay về còn giảm một cấp, vậy thì chính là khóc không ra nước mắt. Thủy sắc sắc vi cũng chỉ đành từ bỏ ý tưởng này, tiếp tục tham dò mê thất chi địa. Ngày thứ ba Thạch Phong đi tới mê thất chi địa, cuối cùng cũng tham dò được hơn nửa mê thất chi địa, lại phát hiện ba ma pháp trận, tính như vậy tổng cộng đã phát hiện năm ma pháp trận bậc năm. Sau đó ba người tập hợp, chia sẻ tin tức bản đồ, trong nháy mắt trao đổi tin tức bản đồ, hệ thống lại phát ra âm thanh nhắc nhở, hệ thống mở ra nhiệm vụ một lần thần tích giải phong, giải trừ phong ấn của mê thất chi địa, phần thưởng không rõ giải trừ phong ấn ngay cả giải trừ thế nào cũng không nói và chúng ta phải làm sao bây giờ hỏa vũ trợn mắt tức tới bật cười uất nghẹn ở nơi này ba ngày kết quả lại bảo bọn họ làm việc này ngay cả một chút nhắc nhở cũng không cung cấp thế này cũng quá đáng giận rồi chắc là ở đây thạch phong chỉ vào trung tâm của năm tòa ma pháp trận trên bản đồ nói ma pháp trận muốn vận hành thì cần ma lực mà cung cấp ma lực bình thường cần ma pháp thủy tinh có điều trong năm tòa ma pháp trận này không có ma pháp thủy tinh hơn nữa năm tòa ma pháp trận này liền thành một thể chắc là có được ma lực từ một chỗ nào đó chúng ta đã tham dò hết xung quanh mê thất chi địa rồi cũng chỉ có khu vực trung tâm là chúng ta chưa tham dò cái lớn nhất có thể chính là trung tâm của mê thất chi địa chỉ cần phá hoại ma pháp thủy tinh ở trung tâm cha có thể hoàn thành nhiệm vụ này hội trường không ngờ ngươi lại hiểu rõ về ma pháp trận như vậy ta hoài nghi hội trường ngươi căn bản không phải là kiếm sĩ mà một nguyên tố sư hoặc là chú thuật sư thủy sắc sắc vi treo, chỉ là ngẫu nhiên nghiên cứu qua thôi đồ thư quán của bạch hà thành có không ít sách về phương diện này nếu ngươi đọc hết sách trong đồ thư quán khẳng định còn lợi hại hơn ta thạch phong cười nói đồ thư quán ta cũng muốn đi vào có điều cần giấy thông hành hội trưởng ngươi đã nói như vậy thì ngươi phải chịu trách nhiệm thủy sắc sắc vi cũng biết tầm quan trọng của đồ thư quán nguyên tố sư muốn học tập kỹ năng cường đại hơn biện pháp tốt nhất chính là tới đồ thư quán chỉ là khổ nỗi không có giấy thông hành chỉ có thể chậm rãi để thăng danh vọng bạch hà thành được sau khi rời khỏi đây ta sẽ kiếm cho ngươi một tờ giấy thông hành vào đồ thư quán thạch phong lắc đầu bật cười hắn thân là liệp man nhân có thể có được một tờ giấy thông hành tùy thời đều có thể đi vào đồ thư quán hiện tại hắn là tử tước của bạch hà thành là đại quý tộc của bạch hà thành muốn kiếm phải ba tờ giấy thông hành vào đồ thư quán là không đi bất kỳ vấn đề gì sau đó ba người thạch phong chạy tới khu trung tâm của mê thất tri địa bốn tiếng sau ba người tới bên ngoài khu trung tâm có điều muốn đi vào cần thông qua một thông đạo thủy tinh dài có điều ở cửa thông đạo thủy tinh lại có ba con cự lang từ thủy tinh tạo thành chặn lại thì ra tới đây cũng có quái vật hỏa vũ ba con cự lang thủy tinh này mắt đẹp nhíu lại cảm thấy có chút hứng thú mấy ngày rồi không chiến đấu đã sớm có chút ngửa tay có quái vật cũng không phải là chuyện tốt thạch phong nhìn ba con cự lang trông coi thông đạo thủy tinh ở xa xa cười khổ nói thủy tinh chiến lang cấp lĩnh chủ cấp 25, điểm sinh mệnh 30 vạn lĩnh chủ dã ngoại so sánh với lĩnh chủ trong phó bản chiến lược ngang cấp sẽ cao hơn rất nhiều hơn nữa thần vực cũng có thiết lập chuyên môn nhằm vào chiến thuật biển người sẽ theo nhân số gia nhập chiến đấu chiến lược và điểm sinh mệnh cũng sẽ có đề thăng tương ứng nhân số đặt ra cho boss lĩnh chủ dã ngoại bình thường là 10 người đến 20 người trừ boss đặc thù có điều thủy tinh chiến lang trước mắt chắc không phải boss đặc thù cũng chính là nói ít nhất phải 10 người trở lên mới có thể đối phó với nó hơn nữa thủy tinh chiến lang là cấp 25, bọn thạch phong ngay cả cấp 20 cũng chưa đến áp chế cấp bậc rất nghiêm trọng ở đây trừ thạch phong có ma khí thâm uyên giả có thể bỏ qua áp chế cấp bậc ra cũng chỉ có thủy sắc sắc vì mới có trang bị bỏ qua cấp bậc, có điều chỉ có thể bỏ qua 3 cấp, và thủy sắc chỉ có cấp 17, áp chế cấp bậc 5 cấp là rất khó đối phó, hỏa vũ thì càng không cần phải nói. Đương nhiên chuyện luôn là tính hai mặt, tuy Boss trông coi rất mạnh, có điều cũng chứng tỏ thứ bên trong rất quý giá, bởi vì Thạch Phong phát hiện cảnh thông đạo thủy tinh này còn có một hộp báo. Mà hộp báo này là cấp ám kim, xem Thạch Phong thấy mà trong lòng đã thèm khát không thôi, tốt hơn đồ mà Boss hiện tại rơi ra quá nhiều, lĩnh chủ cấp 25 ba người chúng ta căn bản là không giết được chỉ có trở về gọi thêm người tới thủy sắc sắc vi nhìn thấy thủy tinh chiến lang hai mắt phát sáng boss giã ngoại chính là rất ít thấy sau khi diệt được có thể kiếm lời không ít càng đừng nói là hộp báo mà thủy tinh chiến lang thủ hộ lập tức thủy sắc sắc vi tạm thời đăng xuất liên hệ với hắc tử của studio linh dực bảo khiến bọn họ tiến vào cầu thang của tử dương cổ trạch tới đây hội hợp mà thạch phong một mực quan sát thủy tinh chiến lang và địa hình chung quanh nghĩ phương pháp công chiếm hơn 10 phút sau thủy sắc sắc vi lại ác in "Thế nào, bọn họ lúc nào thì đến?" Thạch Phong hỏi. "Bọn họ đã thử rồi, có điều không tìm thấy cửa vào nơi này." Thủy Sắc Sắc Vi có chút mất mát nói. Nói như vậy thì cửa vào chắc là xuất hiện tùy cơ. Thạch Phong lâm vào trầm tư, ánh mắt lại chuyển qua người Thủy Tinh Chiến Lang, xem ra chỉ có từ chúng ta đối phó con lĩnh chủ này thôi. Nghe thấy Thạch Phong nói muốn đối phó với Thủy Tinh Chiến Lang cao hơn 10 mét. giống như một tòa cao ốc này, Thủy Sắc Sắc Vi và hòa Vũ cảm thấy kế hoạch của Thạch Phong có chút điên cuồng, bọn họ vừa không có MT cũng không có trị liệu ba công kích, sao đấu được với một con lĩnh chủ cấp 25. Tuy bọn họ biết Thạch Phong có chiến lược vô song, nhưng đây là một con lĩnh chủ, không phải ba bốn người chơi là có thể thu phục. Hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể thử một lần, không thể cứ mãi bị vây ở chỗ này được. Hơn nữa cho dù chết, cũng vừa hay thử sau khi tử vong thì có thể ra ngoài hay không, nhất cử lưỡng tiện không phải rất tốt sao. Thạch Phong nói đùa, hội trưởng ngươi nói đi, đánh thế nào, chiến ý của hỏa vũ đã bốc lên, thủy sắc sắc vì bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta cũng gia nhập, con thủy tinh chiến lang này là chúng ta không thể đối kháng chính diện được biện pháp duy nhất chính là thả diều do ta làm mồi dụ thủy sắc sắc vì người chủ lực công kích hỏa vũ người tận lực hạn chế di động thạch phong đã nghĩ rồi tuy thành tức của thiên long đã không thể dùng có điều độ nhanh nhẹn của hắn đã vượt quá 200 điểm hơn nữa có trang bị cộng thêm tốc độ di chuyển tốc độ di chuyển bình thường của hắn khẳng định là nhanh hơn lĩnh chủ cấp 25, cộng thêm thân thủ linh mẫn của hắn tuyệt đối là con mồi tốt nhất sau đó thạch phong cho hỏa vũ rất nhiều hàn băng thủ lôi sơ cấp và hàn băng thủ lôi trung cấp để hỏa vũ nhìn tình huống mà phóng hỏa vũ không ngờ thạch phong còn có thứ tốt này có hàn băng thủ lôi xác suất thả diều thành công sẽ lớn hơn không ít sau khi ba người đứng vào vị trí thạch phong ở chỗ cách thủy tinh chiến lang 40 mươi thì lấy ra xí hỏa phi tinh đỏ rực phù một tiếng về phía thủy tinh chiến lang chỉ thấy một đạo hồng mang mang theo tia lửa đâm vào mắt thủy tinh chiến lang bắn ra 651 điểm thương tổn so sánh kiếm một tay thương tổn của vũ khí quang ném sẽ cao hơn ngao thủy tinh chiến lang hét thả một tiếng hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm về phía phi tiêu phóng tới kết quả mắt tuôn ra hơn một nghìn ba trăm điểm thương tổn còn thủy tinh chiến lang này đã triệt để bị chọc giận chân sao dùng sức nhảy một cái lao về phía thạch phong thạch phong xoay người bỏ chạy tất cả giống như suy đoán của thạch phong tốc độ của hắn đích xác nhanh hơn thủy tinh chiến lang một chút có điều thạch phong muốn dùng công kích để hút cửu hận kết quả dẫn tới thủy tinh chiến lang sẽ đuổi theo hắn để triển khai công kích nhưng nếu không công kích công kích của thủy sắc sắc vi và hòa vũ sẽ rất dễ khiến thủy tinh chiến lang thay đổi cừu hận công kích của thủy tinh chiến lang vô cùng mãnh liệt một trào tùy ý cũng có thể vỗ nát mặt đất đá vụn to bằng nắm đấm bắn ra khắp nơi có điều thạch phong cũng cực kỳ linh hoạt luôn có thể vào lúc chỉ mảnh treo chuông né tránh móng sắc của thủy tinh chiến lang lập tức kéo giãn cự ly rồi lại công kích công kích của thạch phong chỉ là dẫn dụ mà thôi thủy sắc sắc vi mới là công kích chủ lực sau khi trải qua sự đề thăng ở ác ma cổ bào trên người thủy sắc sắc vi lại có thêm hai kiện trang bị ám kim một kiện trong đó còn là pháp trượng ám kim cực phẩm của nguyên tố sư công kích đã vô cùng cao nếu không phải hắc tử có thủ hộ của Mebi cấp sử thi, sợ rằng công kích hệ ma pháp số một chính là thủy sắc sắc vi. Thủy sắc sắc vi đứng ở trung tâm, từng băng tiễn và băng thương cộng với viêm bạo đánh lên trên người thủy tinh chiến lang đang chạy nhanh, không chỉ giảm tốc còn có thể tạo thành thương tổn nhất định, mỗi lần công kích đều có thể tạo thành hơn 500, nếu không bị tranh lệch năm cấp bậc áp chế, sợ rằng sẽ vượt quá 7-800, tuy thương tổn chỉ có hơn 500, nhưng công kích liên tục, không đất quãng như thạch phong mà hỏa vũ ở bên cạnh không ngừng cho thủy tinh chiến lang bắp chảy máu và độc dược giảm tốc độc dược giảm tốc và giảm tốc hệ băng khiến tốc độ của thủy tinh chiến lang giảm xuống không ít nếu cự ly không đủ rộng hỏa vũ sẽ hàn băng thủ lôi để đóng băng thủy tinh chiến lang bởi vì là lĩnh chủ cho nên hiệu quả đóng băng rất bình thường sẽ không vượt quá 3 giây thậm chí có thể chỉ là một giây nhưng cao thủ so chiêu lập tức đủ để thay đổi kết quả huống chi là cho thạch phong tuy tổng thương tổn ba người tạo thành không cao điểm sinh mệnh của thủy tinh chiến lang cũng tăng tự nhiên nhưng hơn 10 phút sau, thủy tinh chiến lang có 30 vạn điểm sinh mệnh cũng chỉ còn lại 30% điểm sinh mệnh, mắt thấy không cần 10 phút là có thể kết thúc. Ngao ngao ngao, thủy tinh chiến lang cuồng bạo rồi, thân thể 10 mét cao lớn đột nhiên bắt đầu nhỏ đi, giống như quả bóng bị xì hơi, lập tức nhỏ đi rất nhiều, không tốt, đây là cuồng bạo bỏ qua lực lượng để đề thang tốc độ. Thạch Phong đã từng thấy rất nhiều lần rồi, thấy biến thân thì lập tức nói, Hỏa Vũ một mực sử dụng hàn băng thủ lôi để giảm tốc, biết rồi, Hỏa Vũ biết đây là thời khắc mấu chốt, thế là hàn băng thủ lôi trong tay được ném ra liên tục có điều chuyện bất ngờ đã xảy ra hàn băng thủ lôi làm gì cũng thuận lợi trừ tạo thành một điểm thương tổn ra hiệu quả giảm tốc cũng không có tác dụng chỉ thấy thủy tinh chiến lang điên cuồng vung móng sắc ba cái đầu há to miệng táp tới đầu thạch phong tốc độ đáng sợ ngay cả thạch phong cũng không tránh kịp mà chúng một chảo cả người thạch phong bay ra hơn 10 mét cảm giác ngực như bị thiết chửi đập chúng trên đầu bắn ra hơn hai nghìn một trăm điểm thương tổn điểm sinh mệnh của thạch phong trong nháy mắt đã giảm đến phạm vi nguy hiểm sinh mệnh cũng biến thành một mảng đỏ rực thạch phong vừa bị đánh bay rơi xuống đất thủy tinh chiến lang giống như cuồng phong đứng ở phía sau thạch phong ba cái miệng to như bồn máu cắn xuống hội trường hỏa vũ kinh hãi phi thân lao đi vội vàng đánh một đòn thận kích ba sao lên trên người thủy tinh chiến lang có điều kỹ năng hạn chế của thận kích không có hiệu quả với thủy tinh chiến lang đang cuồng bạo mắt thấy sắp bị cái miệng to như bồn máu cắn vào đầu vào lúc chỉ mảnh treo chuông thạch phong đan chéo xong kiếm lại để chống đỡ bùm mặt đất dưới chân thạch phong trực tiếp vỡ vụn lực đạo đúng là đủ nặng thạch phong cười khổ nói tuy kỹ năng này chống đỡ được một lần thương tổn vật lý có điều trùng kích lực lượng lại không thể miễn dịch trong đoàn đội không có trị liệu hắn đã tàn huyết chỉ cần bị đánh trúng thêm một lần khẳng định sẽ bị nhất kích tất sát thạch phong căn cứ vào lực đạo để phán đoán trên đại khái cũng biết chiến lược của thủy tinh chiến lang sau khi cuồng bạo là mạnh thế nào để thăng trên lực lượng cũng không nhiều có điều để thăng trên tốc độ lại ít nhất phải 30% trở lên sợ rằng lúc này chỉ có trang bị lên thánh tức của thiên long mới có thể quyết phân cao thấp bằng không chỉ có nước bị ngược đãi Đáng tiếc 200 điểm nhanh nhẹn thì dễ, nhưng 120 điểm trí lực thật sự không phải kiếm sĩ như Thạch Phong có thể dễ dàng đạt tới. Hơn nữa lại thêm bản giáp của kiếm sĩ cực ít, hơn nữa gần như đều là trang bị phế. Thủy tinh chiến lang một kích bất thành, lại xoay người, cái đuôi kim cương giống như roi quất tới. Chống đỡ vẫn đang trong thời gian hồi chiều, Thạch Phong chỉ có thể mở ra đại chiêu giữ mạng ngược kiếm hồi thiên. Ngược kiếm hồi thiên hiện tại cấp bậc đã đạt tới cấp 4, có thể miễn dịch 9 lần thương tổn viễn trình, 4 lần thương tổn cận chiến, lập tức giơ cao thâm uyên giả, Hồ quang màu xanh vờn quanh thân kiếm, nghênh đón móng sắc sáng như tuyết của Thủy Tinh Chiến Lang, Phong Lôi Thiểm, kỹ năng ngự kiếm hồi thiên này là miễn dịch hoàn toàn, bất kể là thương tổn hay là trùng kích. Đây là một trong những chiến đấu chiến đấu cơ bản của kiếm sĩ, trước tiên dùng để chống đỡ và phán đoán chiến lược của kẻ địch, sau đó mới dùng ngự kiếm hồi thiên để phòng hộ. Đây cũng là vì sao Thạch Phong dùng chống đỡ trước để phán đoán ra chiến lược của Thủy Tinh Chiến Lang, sau đó làm ra lựa chọn tốt nhất. Kết luận Thạch Phong đưa ra chính là chỉ có thể liều mình chống đỡ chạy trốn sẽ chỉ bị chết nhanh hơn. Hồ quang màu xanh xuyên qua thân thể của thủy tinh chiến lang, tạo thành âm 572, âm 1623, âm 1204. Tuy vận khí bình thường chỉ có một lần chính mạng, có điều đồng thời cũng kích phát ách vận chớ chú của thâm uyên giả, lập tức khiến toàn thuộc tính của thủy tinh chiến lang giảm xuống 20%. Điều này khiến thủy tinh chiến lang vốn để thăng nhanh nhẹn 30% lại yếu đi không ít, có điều thế vẫn chưa hết, Thạch Phong mở ra huyễn ảnh tràm, một phân thân xuất hiện bên cạnh thủy tinh chiến lang, cũng bắt đầu công kích tuy phân thân chỉ có 50% thuộc tính của Thạch Phong, có điều có thể kế thừa tất cả kỹ năng từng học. Thủy tinh chiến lang đã yếu đi không ít tốc độ lại giảm mạnh, có điều Thạch Phong vẫn không thể thoải mái né tránh những công kích này, bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra giải trừ sức hút, lập tức toàn thân đều biến thành nhẹ như lông vũ, giống như một con linh hầu, né tránh công kích vốn là không tránh được. Truy phong kiếm, lập tức khiến tốc độ công kích của Thạch Phong lại tăng mạnh, nhị liên chàm, liệt địa chàm, liệt địa chàm, từng kỹ năng được chém lên, thì hiện ra hơn một ngàn điểm. Tuy cuồng bạo khiến tốc độ của Thủy Tinh Chiến Lang nhanh hơn, công kích mạnh hơn, có điều phòng ngự lại yếu đi, cộng thêm hiệu quả gia tăng thương tổn của Phong Lôi Thiểm có thể đề thăng 20%, cho nên thương tổn tạo thành cao hơn rất nhiều, lại thêm công kích của Hỏa Vũ và Thủy Sắc Sắc Vi, khiến điểm sinh mệnh của Thủy Tinh Chiến Lang sau khi cuồng bạo lại giảm dần, giải trừ sức hút trong 30 giây khiến điểm sinh mệnh của Thủy Tinh Chiến Lang giảm đến 10%. Mắt thấy giải trừ sức hút sắp hết, Thạch Phong mở ra cử đầu long trảm, khiến ảo ảnh của Thâm Uyên giả hiện lên ở phía sau Thạch Phong bắn về phía Thủy Tinh Chiến Lang, lập tức hoán đổi vị trí với phân thân, phân thân dùng ra chống đỡ và ngự kiếm hồi thiên để kháng Thủy Tinh Chiến Lang, mỗi một ảo ảnh của Thâm Uyên giả, lực công kích đều không thấp, mỗi lần công kích đều có thể tạo thành hơn 150 điểm thương tổn, chín đòn cộng chính là hơn 1300 điểm, mỗi giây có hơn 1300 điểm thương tổn, có thể kéo dài 28 giây, phân thân sau khi hai kỹ năng giữ mạng chống đỡ và ngự kiếm hồi thiên không còn trực tiếp bị một chảo đập chết. Dẫu sao phân thân chỉ có 50% thuộc tính của bản thể, có điều cũng tranh thủ không ít thời gian cho Thạch Phong Thủy Tinh Chiến Lang lập tức chuyển tầm mắt qua trên người bản tôn của Thạch Phong. Thạch Phong trực tiếp mở ra phong hành bộ, xoay người bỏ chạy. Thủy Tinh Chiến Lang sau khi cuồng bạo thuộc tính giảm xuống 20% và Thạch Phong tốc độ đề thăng 30%, vẫn là tốc độ của Thạch Phong nhanh hơn một chút, thế là lại bắt đầu sách lược thả diều. Dưới công kích của Thủy Sắc Sắc Vi và Hòa Vũ, tốc độ của Thủy Tinh Chiến Lang cũng càng lúc càng ít, 9%, 8%. 7%. Cho tới khi phong hành bộ của Thạch Phong sắp kết thúc, thủy tinh chiến lang chỉ còn lại 3% điểm sinh mệnh. Được rồi, Thạch Phong cũng không chạy nữa, xoay người đối mặt với thủy tinh chiến lang, thâm uyên giả chỉ về phía thủy tinh chiến lang. Chín sợi xích đen xì như rắn đột nhiên từ dưới mặt đất bắn ra, trong nháy mắt đã trói lấy thủy tinh chiến lang. Thủy tinh chiến lang lúc trước một mực không chịu kỹ năng hạn chế cũng bị trói cho không thể động đậy. Cái gọi là kỹ năng hạn chế miễn dịch của thần vực, không phải nói kỹ năng hạn chế không có hiệu quả, mà là có thể miễn dịch với kỹ năng hạn chế bậc thấp hơn như băng tiễn băng phong cầu của hệ ma pháp còn có thận kích của thích khách đây đều là kỹ năng bình thường cũng chính là kỹ năng bậc không cấp bậc quá thấp cho nên có thể miễn dịch là lĩnh chủ cấp 25, kỹ năng hạn chế có thể miễn dịch cũng chính là bậc hai trở xuống nếu là kỹ năng hạn chế bậc hai hoặc là bậc ba thủy tinh chiến lang vẫn sẽ bị hạn chế tuy thâm nguyên thúc vừa không biết kỹ năng thuộc về bậc mấy có điều là ma khí thì tất nhiên sẽ không thấp dựa theo suy đoán của thạch phong ít nhất cũng là kỹ năng bậc ba nói cách khác tất cả bots ở giai đoạn hiện tại đều sẽ bị hạn chế thủy tinh chiến lang không thể động đậy thạch phong bước ra một bước dùng ra kỹ năng tuyệt sát gần 4 phút mới có thể sử dụng một lần hòa dưỡng bạo liệt này Xong kiếm giống như mặt trời trong nháy mắt vung ra 6 kiếm chém vào người thủy tinh chiến lang 2238 âm 4452 âm 2198 âm 2212 âm 4408 âm 2216 6 kiếm tạo ra 2.000 điểm thương tổn tổng thương tổn vượt quá một vạn sáu ngàn điểm trong nháy mắt miểu sát thủy tinh chiến lang điểm sinh mệnh chỉ còn lại ba phần trăm hệ thống vượt cấp kích sát thủy tinh chiến lang lĩnh chủ kinh nghiệm thu hoạch để thăng bảy trăm phần trăm điểm kinh nghiệm có được bốn trăm tám mươi nghìn sáu trăm ba mươi điểm kinh nghiệm của ba người đều đột nhiên tăng một mảng lớn thậm chí thủy sắc sắc vì trực tiếp lên tới cấp mười tám có điều thạch phong vừa lên cấp mười tám không lâu cho nên vẫn là cấp mười tám nhưng kích sát lĩnh chủ như thủy tinh chiến lang mấy lần cũng có thể rất nhanh lên tới cấp mười chín không ngờ lĩnh chủ còn có thể giết như vậy, thủy sắc sắc vi xem như đã được đại khai nhãn giới, có điều nếu không phải Thạch Phong có thể một mực dụ dỗ thủy tinh chiến lang, thoải mái né tránh rất nhiều kỹ năng của thủy tinh chiến lang, bọn họ cũng không thể kích sát. Hội trưởng, xem thử có gì rơi ra đi. Hỏa Vũ không cảm thấy bất ngờ đối với điều này, là lần của Thạch Phong, nàng một mực tin Thạch Phong có thể làm được, dẫu sao trình độ của Thạch Phong chính là khiến nàng một mực phải đuổi theo, sao có thể bị một lĩnh chủ ngăn cản. Thạch Phong gật đầu, bắt đầu kiểm tra đồ rơi ra, không thể nào Boss này nhỏ mọn thế, không ngờ chỉ rơi ra một kiện trang bị và một chiếc chìa khóa. Thủy Sắc Sắc Vi nhìn thấy tin tức đồ rơi ra mà Thạch Phong phát tới, lập tức rất mất hướng nói: "Đáng giận nhất là chỉ rơi ra một kiện bao cổ tay bản giáp cấp tinh kim cấp 20, ngay cả trang bị ám kim cũng không phải." "Không tồi, đừng quên thất diệu chi thi này có thể mở hộp báo ám kim bị khóa ba lần, trước mắt không phải còn có một hộp báo ám kim sao?" Thạch Phong cười nói, bởi vì Thủy Sắc Sắc Vi đi theo hắn, trong vô hình, nhãn quang của Thủy Sắc Sắc Vi cũng cao hơn trước kia rất nhiều nếu là trước kia nhìn thấy trang bị cấp tinh kim tuyệt đối là vô cùng mừng rỡ hiện tại không phải vũ khí trang bị cấp ám kim thì đều chứng mắt cũng đúng ánh mắt thủy sắc sắc vi lại chuyển qua hộp báo cách đó không xa nàng quên mất còn một hộp báo cấp ám kim sau khi mở hộp báo tối thiểu cũng có thể mở một kiện trang bị cấp ám kim có xác suất nhất định mở ra vật phẩm cấp sử thi vật phẩm cấp sử thi thủy sắc sắc vi có mơ cũng không dám mơ quả nhiên là bị khóa thạch phong đi đến trước hộp báo cấp ám kim phát hiện hộp báu màu vàng tím này có thế nào cũng không mở ra được thế là lấy ra chìa khóa có được chỉ nghe kết một tiếng hộp báo màu vàng tím mở ra quang hoa năm màu từ trong hộp báo tỏa ra bao phủ phạm vi mấy trăm mét nếu là ở dã ngoại động tĩnh lớn như vậy khẳng định sẽ bị rất nhiều người phát hiện rồi tới tranh đoạt có điều nơi này là mê thất chi địa chỉ có ba người bọn thạch phong căn bản không cần lo lắng sẽ có người khác phát hiện sau khi quang hoa năm màu sau khi biến mất thạch phong vươn tay ra sờ vào trong hộp báo phát hiện đồ bên trong cực ít tổng cộng chỉ có ba kiện hai kiện trong đó là trang bị đều là cấp ám kim một kiện là sách thiết kế rèn hai kiện trang bị cấp ám kim phân biệt là thủy tinh chi khải và cấp tốc chi ngoa thủy tinh chi khải bản giáp phần ngực trang bị ám kim cấp 20, hạn định nghề nghiệp kiếm sĩ trang bị yêu cầu 120 điểm lực lượng nhanh nhẹn 140 điểm phòng ngự cộng 212, lực lượng cộng 24, nhanh nhẹn cộng 21, sức chịu đựng cộng 20, kỹ năng bị động kèm theo linh động bạo phát, mỗi khi chịu một lần thương tổn, lực lượng và nhanh nhẹn để thăng 2%, cộng dồn tối đa 5 lần, thời gian duy trì 15 giây thuộc tính cơ bản của trang bị này rất không tồi, nhưng lợi hại thực sự là kỹ năng bị động, chẳng khác nào nói để thăng 10% lực lượng và thuộc tính nhanh nhẹn, nếu thuộc tính của bản thân đủ cao, không thua gì trên người có thêm một kiện trang bị, vấn đề duy nhất là phải chịu 5 lần thương tổn, ở boss chiến vừa không có ý nghĩa lớn, nhưng dùng để quét tiểu quái và BK lại có ưu thế không gì sánh kịp, cấp tốc chinh hoa, bì giáp, phần chân, trang bị ám kim cấp 20, trang bị yêu cầu 90 điểm lực lượng, nhanh nhẹn 130 điểm, phòng ngự cộng 143 lực lượng cộng 20, nhanh nhẹn cộng 26, sức chịu đựng cộng 18, di động cộng 10, né tránh cộng 7, kỹ năng bị động kèm theo tấn tiệp, tốc độ di chuyển để thăng 12%, nhanh nhẹn để thăng 8%. Đối với hai nghề nghiệp thích khách và du hiệp này mà nói, thuộc tính theo đuổi chủ yếu chính là nhanh nhẹn, tiếp theo mới là lực lượng, mà giày này lại để thăng nhanh nhẹn tới cực hạn, có thể nói là không có giày ám kim cấp 20 nào có thể để thăng nhiều nhanh nhẹn như vậy. Tuy hai kiện trang bị cấp ám kim này vô cùng tốt, nhưng cũng không xứng với hộp báu phẩm chất vàng tím này. Nguyên nhân chủ yếu thực sự có thể thể hiện ra hộp báu cấp ám kim là sách thiết kế rèn cuối cùng, hơn nữa còn là một quyển sách thiết kế rèn cấp tinh kim, sách thiết kế rèn khác với bản thiết kế, bản thiết kế chỉ có thể chế tác một kiện trang bị, nhưng sách thiết kế có thể làm sáo trang. Sách thiết kế rèn này có thể chế tác một bộ long lân sáo trang cấp 20, tổng cộng có 6 kiện trang bị, tất cả nghề nghiệp bản giáp đều có thể trang bị. Lúc trước Thạch Phong tiêu tốn hơn 100 kim tệ, mới mua được bản thiết kế của Hồ Quang Trì Thuận cấp tinh kim trên hội bán đấu giá hắc dực mà giá trị của bản thiết kế hổ quang chi thuẫn lại thua xa long lân sáo trang bởi vì nó là sáo trang cấp tinh kim toàn bộ tinh nguyệt vương quốc đến bây giờ vẫn chưa có một công hội nào có sáo trang cấp bí ngân giá trị của sáo trang là không cần nghĩ cũng biết nếu có thể làm ra mấy bộ long lân sáo trang cho tất cả nghề nghiệp bản giáp của đoàn chủ lực mặc vào sau đó đi trên đường cái Được chấn nhấp đó là không cần nghĩ cũng biết người của công hội khác chỉ là nhìn thấy cũng run sợ trong lòng nghĩ thôi cũng thấy thích rồi có điều chế tác long lân sáo trang rất khó bởi vì là sáo trang độ khó chế tác không thua gì chế tác trang bị cấp ám kim. Hiện tại Thạch Phong chỉ là đoán tạo học đồ cao cấp, nếu không để thăng trình độ rèn một chút, chế tác long lân sáo trang không khác gì là dùng tiền đi múc nước, ít nhất phải tấn thăng đến đoán tạo sư trung cấp hoặc là cao cấp, chế tác long lân sáo trang mới có vài phần nắm chắc, sau khi trở về nhất định phải để thăng trình độ rèn mới được. Thạch Phong nhìn trong lòng sách thiết kế, đã có một phen kế hoạch, sau đó Thạch Phong đưa cấp tốc trì ngoa cho Hỏa Vũ, Hỏa Vũ hiện tại đã đạt tới cấp 19, cách cấp 20 đã không xa, mà thủy tinh chi khải và sách thiết kế long ngân thì thạch phong giữ lại cho bản thân sau khi nghỉ ngơi một chút ba người thạch phong tiến vào trong thông đạo thủy tinh thông đạo thủy tinh này rất dài nhìn không thấy cuối hơn nữa mà pháp nguyên tố trong thông đạo vô cùng nồng đậm thậm chí có thể nhìn thấy nguyên tố mà phát hiện ra giống như cực quang vô cùng hoành tráng cùng lúc đó trên người mỗi người đều có thêm một bắp tất cả thương tổn ma pháp để thăng 300%, không cần nghĩ cũng biết nguyên tố ma pháp nơi này là nồng đậm tới mức nào bất chi bất giác đám người thạch phong dọc theo thông đạo này đi thêm hơn một tiếng cuối cùng cũng tới dưới một sơn mạch đương nhiên sau khi ba người nhìn thấy tòa núi lớn này lập tức đều ngây ra đây không phải đều là thất diệu tinh thạch chứ thủy sắc sắc vi nhìn núi lớn thủy tinh trước mắt trong lòng rung động không thôi thủy sắc sắc vi đã từng tới hội bán đấu giá hắc dược thành cho nên từng thấy thất diệu tinh thạch mọi người đều biết thất diệu tinh thạch là một trong những tinh thạch ma đạo lực tốt nhất trong thần vực không chỉ vô cùng thưa thớt giá lại khiến người ta lực bất tòng tâm thành lớn có trăm vạn nhân khẩu như bạch hà thành cũng không có tư cách sử dụng cũng chỉ có hoàng cung vương thành và hội bán đấu giá tinh nguyệt mới sử dụng thất diệu tinh thạch để chế tác cầu thang phù không bồng bềnh trên không lúc trước thủy sắc sắc vi còn tưởng rằng những thủy tinh này đều là ma thủy tinh có điều hiện tại sau khi nhìn thấy tòa núi lớn này thủy sắc sắc vi có thể khẳng định rằng đây đã không phải là ma thủy tinh bởi vì ma thủy tinh căn bản không thể khiến phiến thiên địa này có nguyên tố ma pháp nồng đậm như vậy được không ngờ có thể hình thành ma vân bảy màu chắc vậy rồi thạch phong bỗng nhiên gật đầu nghĩ đến có nhiều thất diệu tinh thạch như vậy trong lòng thạch phong vô cùng thèm muốn ở trên thị trường một tòa thất diệu tinh thạch to bằng nhà dân có thể mua được chấn lớn năm vạn nhân khẩu cũng thừa sức thất diệu tinh thạch trước mắt chính là một tòa sơn mạch to bằng cả một tòa bạch hà thành một tòa thành thị chế tác được thất diệu tinh thạch đây là khái niệm gì sợ rằng có bán cả tinh nguyệt vương quốc cũng không mua được nhiều thất diệu tinh thạch như vậy đáng tiếc những thứ này đều không mang đi được thậm chí là không thể khai thác một chút để mang đi muốn khai thác thất diệu tinh thạch ít nhất cũng phải là trình độ lấy quạng cấp đại sư mới được thạch phong chỉ là trình độ khai thác học đồ sơ cấp muốn khai thác thì quả thực chính là nằm mơ thất diệu tinh thạch đáng giá hơn cả vàng ở ngay trước mắt lại chỉ có thể nhìn tìm thạch phong như đang nhỏ máu có điều cũng không có cách nào cả ai mong ngờ được nơi này lại có thất diệu tinh thạch thạch phong lắc đầu hơi tỉnh táo lại một chút nhìn thấy có một cầu thang thông tới đỉnh núi ở cách đó không xa thế là liền nói chúng ta lên núi xem thử nơi giải trừ phong ấn nói không chừng chính là chỗ này hỏa vũ cũng không hiểu nhiều về thất diệu tinh thạch cho nên không có cảm giác gì chỉ là bị cảnh đẹp của tòa sơn mạch này khiến cho rung động nhưng thủy sắc sắc vi thì lại biết nếu không phải có hỏa vũ đẩy đẩy thủy sắc sắc vi đánh thức nàng thủy sắc sắc vi sợ rằng vẫn đang đắm chìm trong rung động to lớn dẫu sao đây cũng toàn là tiền cả nếu có thể móc xuống một chút từ bên trên cũng đủ để một công hội nhất lưu tới tắm một đoạn thời gian ba người thạch phong dọc theo cầu thang đi lên núi thạch phong đột nhiên phát hiện áp lực càng lúc càng lớn hơn nữa áp lực này giống hệt khi vừa tới tử yên cổ trạch có điều áp lực lúc này lại lớn hơn sau khi thạch phong đi tới đỉnh núi toàn thân đã mồ hôi đầm đìa thân thể giống như làm từ trì vô cùng nặng nề thạch phong đã như vậy hai người hỏa vũ và thủy sắc sắc vi càng không cần phải nói lúc này đã ngồi bên dưới đất một bước cũng không đi nổi đành phải để một mình thạch phong đi tới chỗ một tòa bia đá to lớn ở cách đó không xa chỉ là nhìn bia đá này thạch phong cũng có thể cảm thấy trung tâm phiến thiên điện này chính là bia đá màu lam bán trong suốt trước mắt bởi vì tất cả ma lực đều đến từ bia đá này căn bản không phải là từ thất diệu tinh thạch hình thành đi tới trước bia đá thạch phong phát hiện phía dưới cùng của bia đá này có rất nhiều thần văn màu vàng tuyệt đối là thần văn phức tạp nhất mà thạch phong từng thấy bên trong bia đá không ngờ có một thân ảnh lập lòe sau khi thạch phong thấy rõ thân ảnh trong bia đá hai mắt lập tức mở to khiếp sợ vô cùng không thể tin được đây là sự thật bởi vì thân ảnh trong bia đá này hắn đã từng thấy rồi nhưng thạch phong không rõ vì sao lại xuất hiện ở đây ngay khi thạch phong đang đứng đờ đẫn hỏa vũ và thủy sắc sắc phi vừa bình thường lại cũng đi tới hội trường có phát hiện gì không hỏa vũ thấy thạch phong lâm vào trầm tư kinh ngạc hỏi thủy sắc sắc vì không chú ý thấy biến hóa của thạch phong bởi vì nàng đi tới phía sau bia đá đã bị thứ khác hấp dẫn nàng là nguyên tố sư mẫn cảm đối với ma lực hơn xa nghề nghiệp khác trong bia đá tỏa ra ma lực khủng bố tuyệt đối là tinh thuần nhất mà thủy sắc sắc vi từng thấy giống như chính là chúa tể của tất cả nguyên tố ma pháp sau khi thủy sắc sắc vi nhìn thấy thân ảnh trong bia đá cũng sửng sốt đứng đờ tại chỗ sao vậy thủy sắc sắc vi không thể tin được dụi dụi mất còn tưởng rằng mình nhìn lầm có điều hỏa vũ lại cảm thấy kỳ quái hai người các ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy hỏa vũ nhìn nhìn thủy sắc sắc vi lại nhìn về phía thạch phong cảm thấy khó hiểu ngươi nhìn bên trong bia đá một chút là sẽ biết thạch phong chỉ vào thân ảnh trong bia đá chậm rãi nói lập tức ánh mắt hỏa vũ chuyển qua bia đá sao nàng lại ở đây hỏa vũ kiếp sợ nói thân ảnh trong bia đá hỏa vũ đã từng thấy hơn nữa còn là thấy gần đây chính là đại thần quan hạ liên từng đối phó với hai đoạn thiên sứ trong ác ma cổ bảo hoặc là nói nữ tử trong đó là giống hệt với hạ liên ngay cả khí chất thánh khiết xuất trần đó cũng giống hệt nếu thực sự phải nói có gì khác nhau vậy chính là uy áp đây không phải là loại uy áp sinh ra từ thực lực mạnh mẽ mà là sự kính sợ đến từ tranh lệch trên trình độ sinh mệnh giống như phàm nhân kính sợ thần linh vậy chẳng lẽ nàng là thần minh à nhìn nữ tử giống hệt hạ liên ở trước mắt trong lòng hỏa vũ đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này suy nghĩ của hỏa vũ cũng chính là suy nghĩ của thạch phong có điều thạch phong có thể khẳng định nữ tử trong bia đá tuyệt đối là thần minh bậc sáu bởi vì hắn đã từng thể nghiệm loại uy áp đặc hữu của thần minh này nếu là thần minh bậc 6, Thạch Phong cũng không giật mình, dẫu sao hắn đã chơi thần vực 10 năm, cũng từng chính mắt thấy không ít người chơi chuyên nghiệp và NPC bậc 6, thực sự khiến hắn giật mình là nữ tử trước mắt không ngờ giống hệt với Hạ Liên. Lúc trước lúc Thạch Phong ở Tử Dương Cổ Trạch đã từng cảm nhận loại uy áp này, chỉ là quên mất đã từng cảm nhận ở đâu, hiện tại mới biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, bởi vì hắn cũng từng cảm nhận được ở trên người Hạ Liên, chỉ là không không cường liệt, cho nên quên mất, bộ dạng giống hệt thì cũng thôi, ngay cả uy áp cũng giống. Điều này sao có thể không khiến Thạch Phong giật mình, khác biệt duy nhất chỉ là mạnh yếu khác nhau mà thôi. Nếu nói nữ tử trước mắt chính là Hạ Liên, Thạch Phong sẽ không tin, dẫu sao Hạ Liên chỉ là đại thần quan bậc 3, cách thần minh bậc 6 vẫn còn tranh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng nếu nói không liên quan gì tới Hạ Liên, Thạch Phong cũng không tin. Nữ tử trước mắt này rõ ràng là đã chết ngắc rồi, có điều nàng là thần minh, chỉ cần không đặc biệt phá hoại, nhục thân sẽ bất hủ. Hiện tại Thạch Phong mới hiểu được, cái gọi là mê thất chi địa là ám chỉ mộ địa của thần cũng không biết là kiệt tác của thần thánh phương nào không ngờ dùng thân thể của thần minh để làm hạch tâm động lực tài liệu được sử dụng cũng là thất diệu tinh thạch đắt đỏ nhất xây dựng ma phát trận phức tạp như vậy không biết là để phong ấn cái gì cho dù phong ấn thần minh cũng không đến nỗi chuyện dùng bút tích lớn như vậy chứ xem ra nơi này có liên quan rất sâu tới hạ liên thạch phong đã sớm thấy hạ liên không đơn giản tuy nbc chuyên nghiệp bậc ba đã rất lợi hại nhưng có thể liên quan tới nhiệm vụ cấp sử thi hiện tại ở thần tri mộ địa lại xuất hiện những thần giống hệt với hạ liên ngay cả thạch phong cũng không nhìn rõ thân phận chân chính của hạ liên trừ khi tự mình đi hỏi thử hạ liên trong lòng thạch phong cảm thấy rất tò mò hạ quyết tâm chờ sau khi chuyện này kết thúc sẽ tới tháp ngắm sao ở hắc dực thành gặp hạ liên hội trưởng hiện tại chúng ta phải làm gì phá hoại bia đá này à thủy sắc sắc vi nhìn về phía thạch phong hỏi nguồn gốc ma lực của ma pháp trận rõ ràng là đến từ bia đá nơi này muốn giải trừ phong ấn cũng chỉ có thể phá hoại bia đá nhưng không biết sau khi phá hoại bia đá sẽ phát sinh chuyện gì dẫu sao bên trong còn có một thần minh trước tiên cứ thử một lần đi lúc trước thạch phong đã xem qua xung quanh không phát hiện cơ quan khác có thể giải trừ ma pháp trận sau khi thạch phong gật đầu hỏa vũ động trước hai thanh thủy thủ trong nháy mắt đâm về phía bia đá chỉ thấy hai thanh thủy thủ cấp tinh kim chém sắt như chém bùn cọ ra tên lửa chói mát trên bia đá ngay cả lưu lại một ấn ký trên bia đá cũng không làm được cứng quá hỏa vũ cảm thấy chém vào bia đá giống như chém vào thần thiết vậy chấn cho tay cũng run lên ta dùng ma pháp thử một lần thủy sắc sắc vì bắt đầu ngâm sướng hỏa dưỡng liên bạo nguyên tố ma pháp nơi này cực kỳ nồng đậm tất cả uy lực ma pháp được thi triển ra đều sẽ để thăng rất nhiều vốn chỉ là năm quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt sau khi thi triển ở đây lập tức biến thành to như một căn phòng oanh kích lên bia đá giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống tia lửa vang khắp nơi sau khi hỏa diễm tắt đi thủy sắc sắc vi giật mình bia đá vẫn mảy may không hề có tổn hại ngược lại càng sáng rõ hơn lúc này thạch phong khẽ nhíu mày ngay cả thủy sắc sắc vi dùng ra tuyệt chiêu cũng không thể tạo thành một chút thương tổn đối với bia đá chỉ sợ cho dù là hắn cũng không thể phá hoại bia đá này bia đá đã không thể phá hoại vậy chính là có biện pháp khác để phá hoại ma pháp trận thạch phong nói một cách khẳng định chủ thần hệ thống sẽ không theo nhiệm vụ mà ngay cả một chút hy vọng để hoàn thành cũng không có bộ phận động lực của ma pháp trận không thể phá hoại bản thân ma pháp trận cũng không phá hoại được như vậy nơi duy nhất có thể phá hoại chỉ có một điểm nối nhau thủy sắc sắc vi người và ta cùng tìm điểm nối của ma pháp trận này đi thạch phong nói ta biết rồi thủy sắc sắc vi nghe thạch phong nói vậy là hiểu ngay hòa vũ là thích khách không biết gì về ma pháp, chỉ có thể đứng ở trước bia đá mà nhìn, mà Thạch Phong và Thủy Sắc Sắc vi thì dọc theo xung quanh bia đá bắt đầu tìm kiếm mạch lạc truyền ma lực, chỉ có tìm được mạch lạc mới có thể tìm tới được điểm nối. Bình thường muốn phá giải ma pháp trận, biện pháp nhanh nhất chính là phá hoại bộ phận động lực hạch tâm, khó phá hoại nhất chính là bản thân của ma pháp trận, dễ phá hoại nhất chính là điểm nối, có điều khó nhất cũng chính là tìm được điểm nối. Điểm nối là một tiết điểm mà ma pháp trận nối với nguồn động lực, có chút tương tự với bảo hiểm của nguồn điện, là để dùng cho khống chế công kích của ma lực nếu điểm nối bị hư hao, ma lực phát ra sẽ không có hạn chế, mà pháp trận sẽ bởi vì ma lực quá cao mà tự động bị hủy hoại. Sau khi tìm cả nửa ngày, Thạch Phong cuối cùng cũng tìm được một điểm nối, thâm uyên giả một kiếm chém xuống. Có điều tòa ma pháp trận to lớn mà phức tạp này không chỉ có một điểm nối, phải tìm ra toàn bộ mà phá đi mới được. Lại qua mấy tiếng sau, Thủy Sắc Sắc Vi cũng ở một chỗ nào đó tìm được một điểm nối, phá đi, có điều ma pháp trận vẫn không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy Thạch Phong và Thủy Sắc Sắc Vi tìm cả một ngày, tổng cộng phá hủy hơn 20 điểm nối, tuy tạo thành một chút ảnh hưởng với ma pháp trận, nhưng rõ ràng vẫn ở trong phạm vi mà ma pháp trận có thể thừa nhận được. Hội trường, không tốt, điểm nối ngươi phá hoại lúc trước đã khôi phục rồi. Hỏa Vũ rảnh rỗi không có gì làm cũng đi theo Thạch Phong học tập tìm điểm nối thế nào, nhưng đang nghiên cứu, Hỏa Vũ đột nhiên phát hiện điểm nối mà lúc trước Thạch Phong phá hoại đã khôi phục. Ngươi nói gì? Thạch Phong không thể tin được nói, điểm nối cũng có thể tự khôi phục. Thạch Phong hoài nghi đây có phải là ma pháp trận không, hay là ma pháp trận đã tu luyện thành tinh rồi. Ma pháp trận bậc 5 Thạch Phong đã từng thấy không ít, cho dù là ma pháp trận bậc 6 Thạch Phong cũng từng thấy rồi, nhưng hắn vẫn chưa từng nghe qua ma pháp trận có thể tự động sửa chữa phục hồi. Cứ tìm như vậy cũng không phải là biện pháp, điểm nối sợ rằng là nhiều tới mấy trăm, để khi tìm được mấy trăm điểm nối, có lẽ điểm nối khác đã tự động sửa chữa phục hồi. Thạch Phong có chút đau đầu nói, ma pháp trận có thể tự động sửa chữa phục hồi, quả thực là chưa từng nghe nói, nếu không có hơn 10 người cùng nhau hành động phá hoại, căn bản là không thể phá được tất cả điểm nối có thể nói độ khó của phá hoại còn lớn hơn so với tưởng tượng hội trường chỗ ta có phát hiện mới ngươi tới xem thử đi thủy sắc sắc vi này trong trò chuyện đoàn đội nghe thấy có phát hiện mới thạch phong ngay lập tức chạy tới vị trí chỗ thủy sắc sắc vi là ở giữa sườn núi của tòa thất diệu đại sơn này giấu trong sơn động cực kỳ khó phát hiện nếu không có bản đồ thạch phong căn bản là không tìm thấy thủy sắc sắc vi ở trong sơn động vừa vào trong và sơn động thạch phong quan sát xung quanh một chút phát hiện bốn vách tường của sơn động toàn là khắc thần văn quang mang màu vàng chiếu sáng cả sơn động mà trong cột thủy tinh ở trung tâm sơn động khảm một hòn đá đỏ như máu, hòn đá đỏ như máu này giống như là một trái tim đang đập, cung cấp máu mới, vô số ma lực đều là từ nơi này đi qua, biến thành tinh thuần và thuần túy hơn khi đi nơi khác. Thủy sắc, ngươi là làm thế nào mà tìm được nơi này? Nhìn thấy cảnh tượng này, Thạch Phong hơi giật mình nói, ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện một mạch lạc rất thô, dọc theo mạch lạc đó một mực đi tìm, kết quả phát hiện ra nơi này. Thủy sắc sắc vi cười đắc ý với Thạch Phong, nếu phá hủy nơi này, như vậy ma pháp trận khẳng định cũng sẽ xong đời hội trưởng hiện tại ta bắt đầu phá hoại nhé thủy sắc sắc vì đã rất nóng lòng ở địa phương quỷ quái này nhiều ngày như vậy đoạn thời gian này nàng đều chỉ huy thủ hạ làm việc qua điện thoại an bài sự vụ hàng ngày của công hội nhân tiện làm tốt chuẩn bị cho nơi đóng quân hiện tại người chơi bình thường ở bên ngoài cũng đã tới cấp 14-15, tinh anh của các công hội lớn thì đã cấp 17. cạnh tranh ba đại bản cũng như lửa như trà trong đó vệ thân chi xà là chói mắt nhất đã giết được boss thứ hai cấp khó của trường miên tri địa đang công chiếm boss thứ ba mà ám tinh cũng theo sát đằng sau đang công chiếm boss thứ hai lúc này công hội khác cũng đã vượt qua cấp bình thường chiếm cấp khó hơn nữa theo boss của ba lại bàn bị công chiếm lợi ích mọi người phát hiện là vô cùng kinh người trừ sáo trang bí ngân cấp 15 ra cũng có rất nhiều bản vẽ và phối phương còn có nhiệm vụ lệnh mà phó bản 20 người không có có thể đẩy nhanh tốc độ tấn thăng của công hội trên diện rộng bằng không dựa vào thành viên công hội mỗi ngày đi hoàn thành nhiệm vụ công hội thường ngày không biết phải tới lúc nào mới có thể tấn thăng Linh Dược Công hội thân là một trong sáu công hội mạnh nhất của Bạch Hà Thành, lại một mực án binh bất động, đoạn thời gian này chẳng làm gì cả, thậm chí ngay cả ba đại bản cũng không sờ vào, chỉ đang công chiếm phó bản 20 người và 10 người cấp 15, khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng có thực lực có thể khiêu chiến ba đại bản lại không làm. Hành vi như vậy khiến một số người chơi trong công hội đã rất bất mãn, nhao nhao rời khỏi, lập tức khiến một công hội vốn có hơn 8.000 người một phát bớt đi hơn 2.000 người, điều này khiến Thủy Sắc Sắc vì có chút lo lắng, có điều Thạch Phong lại nói muốn đi thì đi không cần thiết phải cản công hội hiện tại quá mập mạp rất nhiều người đều đến để nhặt tiện nghi những người này đi rồi công hội cũng có thể tinh thuần hơn một chút thủy sắc sắc vì đành phải mặc kệ chuyện mọi người rời khỏi công hội nhớ kỹ những người đã rời khỏi công hội sau này vĩnh viễn không thu nhận nữa cách làm này khiến những người chơi rời khỏi công hội khinh bỉ không thôi thậm chí còn cười nhạo linh dực công hội nát như vậy bọn họ sẽ không bao giờ tới nữa hơn nữa ám tình công hội cũng vậy vẫn đang ngầm kích sát rất nhiều người chơi của linh dực công hội lập tức lại khiến không ít người rời khỏi công hội Đến bây giờ, toàn bộ linh dược công hội chỉ còn lại hơn 4.000 người, ngay cả công hội lớn bình thường cũng không bằng, càng đừng nói là công hội tam lưu, cho nên hiện tại thủy sắc sắc vì rất vội phá hoại nơi này, mau chóng quay về trình đốn công hội. Chậm đã, mắt thấy cầu lửa trong tay thủy sắc sắc vi đã chuẩn bị xong, thạch phong vội vàng nói, chúng ta không nhất định phải phá hoại nó, nhưng không phá hoại thì làm sao rời khỏi nơi này được, thủy sắc sắc vì hỏi, ta có biện pháp, thạch phong mỉm cười, nhìn về phía hòn đá đỏ như máu trong cột tròn thủy tinh thạch phong thật sự không ngờ có thể nhìn thấy hòn đá đỏ như máu này ở đây có lẽ gọi là hiền giả thạch thì thỏa đáng hơn lúc trước thạch phong ở thái dương thần điện từng có được một khối hiền giả thạch không ngờ hiện tại lại gặp được một khối hiền giả thạch là trí bảo luyện kim bởi vì bị phá hoại mà chia ra làm năm phần tuy bị chia ra làm năm nhưng mỗi một khối đều là vật phẩm cấp sử thi sau khi nhìn thấy hiền giả thạch thạch phong mới hiểu được vì sao những điểm nối đó có thể tự động sửa chữa phục hồi thì ra là vì có hiền giả thạch tuy không lấy đi được những thất rượu tinh thạch này có điều có thể lấy đi khối hiền giả thạch này cũng không tồi. Thạch Phong đi tới trước của thủy tinh, rút ra ma khí thâm uyên giả, một kiếm cắm vào trong khe hở của hiền giả thạch, hơi dùng sức gõ một cái, hiền giả thạch được lấy ra, bị Thạch Phong cất vào trong ba lô. Sau khi hiền giả thạch bị lấy xuống, không bao lâu, toàn bộ mê thất tri địa cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Hơn nữa tốc độ sụp đổ là mắt thường có thể nhìn thấy, nguyên tố ma pháp trong thiên địa dần dần tàn ra, càng lúc càng loãng. Thất diệu tinh thạch vô cùng cứng rắn cũng dần dần hóa thành cho bụi, không tốt nơi này sắp sập rồi chúng ta phải lập tức rời khỏi đây nhìn đến đây thạch phong vội vàng hô lên trong trò chuyện đoàn đội ngay khi ba người thạch phong rời khỏi thất diệu sơn mạch không bao lâu toàn bộ sơn mạch đều bắt đầu sụp đổ mà pháp trận cũng mất đi tác dụng mà tòa bia đá trên đỉnh núi lại vẫn bồng bềnh trong không trung càng lên càng cao tỏa ra quang hoa bảy màu giống như một mặt trời lập tức hóa thành hư vô sau khi thất diệu sơn mạch sụp đổ không ngờ thào ra một cái động không đáy giống như là hố đen cắn nút tất cả ở sâu trong động không đáy này tỏa ra hủy diệt chi khí vô tận phàm là vật thể tiếp xúc đến đều hóa thành cho bụi ở phía dưới động không đáy này thạch phong cảm nhận được bên trong không ngờ còn có khí tức của sinh vật lập tức không rét mà run hội trường có phải chúng ta đã làm ra chuyện không tốt gì không hỏa vũ cũng cảm nhận được uy hiếp khủng bố đến từ bên trong động không đáy nhìn về phía thạch phong cẩn thận hỏi ta cũng không biết thạch phong cười khổ nói lúc này hệ thống cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở hệ thống nhiệm vụ một lần thần tích giải phong đã hoàn thành thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm thuộc tính tự do 40 điểm, tinh thông tự do 40 điểm, hệ thống, vô tận thâm nguyên xuất thế, mở ra mảnh tư liệu mới đại hạo kiếp, hệ thống, kích phát nhiệm vụ chính cấp truyền thuyết thất trí bảo, nội dung nhiệm vụ, vô tận thâm nguyên đã mở, phải lập tức đi tới chiến thần điện phong ấn lại vô tận thâm nguyên, xem đến đây, Thạch Phong cũng biết là có chuyện gì, trong vô tình, bọn họ mở ra cánh cửa cấm kỵ, trong ký ức của Thạch Phong, mảnh tư liệu mới đại hạo kiếp chính là 3 tháng sau mới xuất hiện, hiện tại bởi vì hắn mà đại hạo kiếp đã xuất hiện trước nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống thủy sắc sắc phi và hòa vũ đều khiếp sợ không thôi nhiệm vụ cấp truyền thuyết hơn nữa còn là nhiệm vụ chủ tuyến đủ để ảnh hưởng tới lịch sử của thần vực phần thưởng tất nhiên rất dài nghe nói nhiệm vụ cấp sử thi phần thưởng thấp nhất cũng là vật phẩm cấp sử thi hoặc là thứ có giá trị đồng giá nói cách khác nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp truyền thuyết có thể có được vật phẩm cấp truyền thuyết hiện tại vật phẩm cấp sử thi còn không thấy càng đừng nói là vật phẩm cấp truyền thuyết hoàn toàn có thể trở thành tượng trưng cho công hội có điều hai người nghĩ đến phải phong ấn vô tận thâm uyên này lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng quyền trục trở về thành đã có thể sử dụng chúng ta rời khỏi nơi này đi thạch phong vẫn nhớ như in phiến tư liệu mới đại hạo kiếp từ khi đại hạo kiếp phát sinh toàn bộ dã quái của thần vực đều không ở yên nhất là chấn nhỏ thỉnh thoảng lại phát sinh ma thú tập kích khiến cho cả chấn nhỏ đều lâm vào trong hỗn loạn trong trí nhớ của thạch phong thậm chí có một số chấn nhỏ biên thủy cũng sẽ bị ma thú công chiếm trở thành chấn nhỏ ma thú trong đó thay đổi lớn nhất phải kể tới ban đêm số lượng dạ thú hơn xa trước kia hơn nữa trong đó có cả dạ thú bị vô tận thâm uyên ăn mòn những dạ thú này sẽ tiến hóa thành ma thú ma thú yếu nhất cũng là sinh vật bậc một nói cách khác người chơi chưa tấn thăng nghề nghiệp bậc một muốn đối phó là những ma thú này là rất khó thậm chí sẽ bị ma thú tiêu diệt người chơi muốn đánh quái thăng cấp vào ban đêm sẽ rất khó so sánh với sự khiếp sợ của đám người hỏa vũ và thủy sắc sắc vì toàn bộ tinh nguyệt vương quốc đều đang chấn động ai nấy đều rất hưng phấn bởi vì sự biến hóa của phiến tư liệu mới đại hạo kiếp đã được giới thiệu trên mạng sau này chấn nhỏ sẽ bị ma thú tập kích chấn nhỏ sẽ tuyên bố nhiệm vụ thủ hộ chỉ cần có thể bảo vệ được chấn nhỏ có thể có được phần thưởng rất dày ví dụ như vũ khí trang bị cấp bí ngân vân vân ngoài ra còn có thể có được danh vọng thành thị cái này chắc chắn sẽ khiến người chơi bình thường cũng có thể cấp tốc để thăng người chơi bình thường đều hưng phấn không thôi bạch hà thành lập tức trở nên vắng vẻ ai nấy đều chạy tới chấn nhỏ muốn vừa chờ ma thú tập kích vừa đánh quái thăng cấp nếu vận khí tốt gặp phải ma thú tập kích vậy chính là kiếm bội. hội trường hay là chúng ta cũng an bài cho một số người đi thủ trấn nhỏ chờ ma thú tập kích thủy sắc sắc vì nhìn bạch hà thành đã vắng lặng khẽ nhíu mày đề nghị hiện tại công hội khác đều bận công chiếm ba đại bản căn bản không dành bận tâm tới ma thú tập kích tất nhiên cũng là thời cơ tốt cho linh dực công hội bọn họ chúng ta không cần tham gia ma thú tập kích cứ chuyên tâm thăng cấp đi cấp 20 mới là lúc công hội chúng ta bộc lộ tài năng thạch phong cười lắc đầu đối với chuyện ma thú tập kích Thạch Phong trước giờ đã trải qua rất nhiều lần rồi, có điều phần thưởng cũng không phải dễ có được như vậy, bởi vì ma thú tập kích, yếu nhất cũng là ma thú bậc 1, cấp bậc vượt quá cấp 30. Thạch Phong thậm chí còn ở trong ma thú tập kích từng thấy một con ma thú bậc 3, hiện tại đi thủ hộ chấn nhỏ, đó căn bản chính là tìm chết, tất nhiên sẽ không để người trong công hội đi chịu chết một cách vô ích, có thể nói hiện tại chấn nhỏ đang rất nguy hiểm, nếu thực sự gặp phải ma thú tập kích, đó không phải là vận may, mà là toi mạng. Hiện tại nơi an toàn nhất chỉ có thành thị, trong thành thị bình thường đều có NPC cao cấp trấn thủ, Bạch Hà thành lại ba vị NPC bậc 4 trấn thủ, ma thú căn bản không dám tùy tiện tiếp cận thành thị, không đi, nếu hiện tại công hội vẫn không có biểu hiện, sợ rằng những người còn lại đều sẽ rời khỏi không ít, thủy sắc sắc vì rất không hiểu Thạch Phong là nghĩ thế nào, lúc trước không tranh ba đại bản thì thôi, hiện tại lại từ bỏ chuyện tốt thủ hộ trấn nhỏ kiếm trang bị và danh vọng, rốt cuộc là muốn làm gì, vậy cứ để bọn họ đi đi, lúc thành lập công hội nhân số mà chúng ta có thể thừa nhận cũng chỉ là ba ngàn người hiện tại vẫn dư không ít người rời khỏi càng tốt thạch phong thờ ơ cười nói cái thạch phong theo đuổi không phải dựa vào số lượng để thủ thắng mà là dựa vào chất lượng để thủ thắng dẫu sao thần vực cũng là trò chơi phương diện tài nguyên không phải là vô hạn nhiều người đại biểu cho tài nguyên cần cũng càng nhiều nhưng tài nguyên nhiều như vậy người càng nhiều thì tài nguyên đều chia sẻ lại càng ít để thăng tất nhiên cũng chậm lại đời trước u ảnh chính bởi vì nhận quá nhiều người trong công hội là người gì cũng có quá mộc mạp phát triển lại như rùa đời này thạch phong đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm tương tự muốn đi thì đi hắn thực sự không cần giữ lại muốn trở thành cao thủ ở thần vực thiên phú là rất quan trọng nhưng người thực sự có thiên phú lại có được bao nhiêu tuyệt đại bộ phận cao thủ vẫn phải là dựa vào từng cuộc chiến đấu liên tục tổng kết kinh nghiệm từng bước trở thành cao thủ so với bồi dưỡng một số thành viên công hội có thiên phú lại hai mặt không bằng bồi dưỡng một đám thành viên công hội trung thành bình thường đời trước công hội siêu cấp thanh y lâu phái ra hơn 20 vạn thành viên tấn công một công hội nhị lưu độc hành thiên hạ, mà tổng số thành viên của công hội độc hành thiên hạ này lại chỉ có 8 vạn người, có thể nói là công hội nhị lưu có số thành viên ít nhất. Nhưng kết quả lại thế nào? Hai bên chém giết mấy chục trận, vẫn không công phá được thành trì, công hội độc hành thiên hạ này chết hơn 3 vạn người, trái lại thanh y lâu chết hơn 10 vạn người, rất thảm trọng, điều này khiến tất cả công hội đều rất giật mình. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng thanh y lâu có thể dễ dàng chiến thắng độc hành thiên hạ cuối cùng thanh y lâu không thể không sử dụng bảy vị chuyên gia thánh cấp bậc 5 và một vị chuyên gia thần cấp bậc 6, đại sát tứ phương có điều tất cả thành viên của độc hành thiên hạ vẫn huyết chiến tới cùng chiến đến người cuối cùng giết được hai vị cao thủ thánh cấp bậc 5 và hơn 10 vạn người mới bị công phá thành trì lập tức độc hành thiên hạ cũng liên tiếp bại lui dẫu sao cao thủ thần cấp bậc 6 và bảy vị cao thủ thánh cấp bậc 5 là quá mạnh sau đó độc hành thiên hạ liên tục mất đi nam thành chỉ còn lại đại bản doanh vô song thành cuối cùng có điều mắt thấy sắp tới lượt vô song thành sự tiêu vong độc hành thiên hạ đã gần ngay trước mắt, toàn bộ độc hành thiên hạ không ngờ không có một thành viên nào lui lại, cho dù chết hơn 10 lần cũng vẫn đấu tranh anh dũng, linh hồn thiết huyết như vậy, khiến Thạch Phong rung động không thôi, rõ ràng thực lực giữa hai bên có cách biệt một trời một vực, lại không có một ai lùi bước, bởi vì như vậy, mới khiến công hội Siêu cấp Thanh Y lâu tổn thất thảm trọng, nếu đổi thành công hội khác, chỉ sợ sớm đã ai chạy đường nấy, căn bản sẽ không một mực đánh tiếp, có điều sau khi Thanh Y lâu công phá năm tòa thành thị, một công hội siêu cấp khác đã hành động khiến thanh y lâu không thể không từ bỏ kế hoạch tiêu diệt độc hành thiên hạ mà công hội độc hành thiên hạ này lại đánh một trận thành danh trở thành tấm gương cho tất cả công hội nhị tam lưu noi theo trừ độc hành thiên hạ ra còn có mạo hiểm đoàn ngọ dạ trả hội nổi tiếng toàn bộ thần vực tuy nhân số chỉ có hơn 20 người nhưng công hội siêu cấp cũng không dám đắc tội ở trong thần vực tuy nhân số quan trọng nhưng chất lượng vẫn quan trọng hơn ta biết rồi thủy sắc sắc vì thấy thạch phong kiên quyết như vậy cũng chỉ đánh đáp ứng đúng như thạch phong nói người của linh dược công hội đích xác là quá nhiều vượt qua trình độ mà bọn họ có thể thừa nhận, tinh giản một chút cũng có thể gây dựng tốt cơ sở cho tương lai. Sở dĩ thủy sắc sắc vì nghĩ như vậy, nguyên nhân lớn nhất là nơi đóng quân công hội, không lo thành viên công hội không để thăng được, cũng không lo lắng tương lai sẽ không có ai tới gia nhập. Nếu không có nơi đóng quân của công hội, thủy sắc sắc vì tuyệt đối sẽ không đáp ứng hành vi phá sản như vậy. Thủy sắc sắc vì đi rồi, Thạch Phong cũng tới mạo hiểm giả công hội, đại hạo kiếp mở ra, cũng phải mau chóng xử lý cho xong vấn đề nơi đóng quân. Trong hiệp hội mạo hiểm giả của Bạch Hà Thành, Người chơi công hội lui tới rất nhiều, những người chơi này đều tới vì nhiệm vụ hàng ngày của công hội, có điều nhân số nhận nhiệm vụ quá nhiều, nghiệp vụ bận rộn, bình thường đều phải chờ một đoạn thời gian ở đại sảnh nghỉ ngơi. Một số thành viên công hội nhàm chán không có gì làm, ở ngay đại sảnh nghỉ ngơi uống rượu nói chuyện phiếm. Linh dược công hội hiện tại càng lúc càng kém, sớm biết vậy ta nên tới công hội lớn khác để phát triển, nói không chừng hiện tại đã có thể lên làm một tiểu đội trường, vẫn là huy ca người nhạy bén cơ trí, từ lúc ban đầu đã gia nhập ám tinh, hiện tại đã là một phó đoàn trưởng thập ngũ đoàn đoàn 15 người của ám tinh công hội hiện tại ta rời khỏi linh dực sau này phải nhờ vào huy ca ngươi bảo kê một thuận chiến sĩ cao gầy da đen thu nhìn cuồng chiến sĩ bưu hãn ở bên cạnh nịnh bợ nói được có ta ở đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì chỉ là việc nhỏ thôi cuồng chiến sĩ đó vỗ ngực bảo đảm mà ở bên cạnh cuồng chiến sĩ huy ca bưu hãn này còn có một nữ pháp sư xinh đẹp tuy khuôn mặt bình thường nhưng dáng người lại rất tốt chấp chấp mắt to nhìn vị huy ca này cười ngọt ngào nói huy ca người ta một mực muốn tới hồi phong lĩnh cấp 15, ngươi chừng nào thì dẫn người ta đi vậy? Hồi phong lĩnh là phó bản đoàn đội 20 người cấp 15, độ khó bên trong phó bản cấp 15 là trung đẳng, có điều đối với người chơi bình thường mà nói, phó bản 10 người cấp 15 đã xem như là phó bản cao cấp, huống chi là loại phó bản 20 người hồi phong lĩnh này, đương nhiên là không có vấn đề, không phải là hồi phong lĩnh thôi sao? Ngươi đã là bạn gái của ta, hồi phong lĩnh có là gì? Ngày mai ca sẽ gọi người dẫn ngươi tới áp ma cổ bảo chơi một chút, cuồng chiến sĩ Huy ca đó ôm nữ pháp sư vào lòng. Người xấu xa một màn này khiến các người chơi hâm mộ không thôi hận không thể cũng gia nhập ám tinh công hội mang theo mỹ nữ cùng bay huy ca ta nghe nói độ khó của ác ma cổ bảo đó cực cao chẳng lẽ huy ca ngươi đã công chiếm được từ đoàn chủ lực của linh dược công hội rồi à thuận chiến sĩ cao gầy da đen thui kinh ngạc nói công chiếm thì đích xác là chưa có điều cho dù không công chiếm với thực lực của ám tinh công hội chúng ta cũng có thể thoải mái thông qua chủ yếu là ám tinh chúng ta đang bận đọ sức với phệ thân chi xà bằng không cũng không tới lượt công hội nhỏ linh dực này chơi trội ngươi xem không phải hiện tại linh dực đã héo tàn rồi à bọn họ cũng chỉ là luyện cấp nhanh một chút mà thôi ngươi xem bọn họ ngay cả ba đại bản độ khó bình thường cũng không vượt qua được nào có giống như ám tinh công hội chúng ta hiện tại đã tiêu diệt boss cấp khó thứ hai bắt đầu công chiếm boss thứ ba đã giống như vệ thân chi xà rồi sợ rằng không bao lâu nữa có thể vượt quá vệ thân chi xà thật không biết công hội như linh dực thì có tư cách gì mà trở thành một trong sáu công hội mạnh nhất cuồng chiến sĩ huy ca lộ ra biểu hiện không cho là đúng lại khinh thường linh dực công hội thanh âm nói chuyện lại cực lớn rõ ràng là công hội tiền đồ ảm đạm như vậy lại vẫn có một nửa người ở lại thật không biết những người này đang nghĩ gì quả thực chính là đồ ngốc huy ca người nói không sai ta cũng hối hận vì nghe bằng hữu gia nhập linh dực hiện tại nghĩ đến lời hắn nói ta lại cảm thấy rất hối hận thuẫn chiến sĩ đó cũng gật đầu trong lòng cực kỳ hối hận nếu hắn gia nhập ám tinh sớm một chút nói không chừng bên cạnh cũng sẽ có thể có một vị mỹ nữ làm bạn mà cách chỗ ngồi của ba người này không xa Thạch Phong đang lặng lặng xem tin tức trên diễn đàn. Nghe thấy cuồng chiến sĩ này huy ca và thuẫn chiến sĩ cao gầy đó ngươi một lời ta một câu, nói chuyện rất say xưa. Thanh âm của thuẫn chiến sĩ cao gầy đó lại khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều có thể nghe thấy. Đối với điều này Thạch Phong cũng không có đánh giá gì, nói như thế nào thì cũng là quyền tự do của mỗi người. Về phần hối hận vì gia nhập linh dực, Thạch Phong chỉ cười lạnh lùng. Nếu vị thuẫn chiến sĩ này biết linh dực hiện tại sắp thành lập công hội chú địa, nơi đóng quân của công hội, không biết hắn sẽ có tâm tình gì. Có điều có một điểm có thể khẳng định, tâm tình tuyệt đối là vô cùng kích động trời sụp đất nứt cũng không đủ để hình dung cái này thực sự không thể trách hắn sau đó thạch phong làm xong thủ tục ở một quầy công tác chính thức biến lãnh thổ tư nhân thành công hội chú địa cùng lúc đó cũng tiêu tốn hơn ba ngàn kim tệ ở trong tử dương cổ trạch xây một hội quán cao cấp bình thường đủ để chứa ba ngàn người về phần phương tiện khác của công hội chú địa chỉ có đánh ra từ bên trong phó bản đoàn đội từ cấp hai mươi lăm trở lên muốn xây dựng một tòa hội quán cao cấp cần một số thời gian sau khi an bài xong những cái này nhiệm vụ còn lại của thạch phong chính là tới chiến thần điện của bạch hà thành thông báo chuyện vô tận thâm uyên ngay khi thạch phong sắp phải rời khỏi hiệp hội mạo hiểm giả chuẩn bị đi vào chiến thần điện thông báo chuyện đại hạo kiếp thông báo hệ thống vang lên hơn nữa không phải là thông báo hệ thống bình thường là thông báo hệ thống của toàn bộ tinh nguyệt vương quốc hệ thống chúc mừng linh dược công hội đã thành lập công hội chú địa đầu tiên thường một vạn điểm vinh dự công hội người kim tệ tài chính công hội một vạn điểm danh tiếng công hội rõ ràng là tiêu tốn ba nghìn kim tệ lại chỉ thường có mười kim tệ hệ thống đúng là kẹt xì thạch phong cười nói có điều thạch phong cũng không bận tâm tới những kim tệ này bởi vì trong đoạn thời gian này tiền lời thuần mỗi ngày của tinh ngân thương hành đã có tới hơn một nghìn bảy trăm kim tệ cái này cũng là nhờ có nhân khí mà lúc trước hồ quang chi thuẫn và ma năng hộ giáp phiến mời chào được còn có thiên tài rèn xương khả khả không ngừng chế tạo móc bảo thạch và rất nhiều chế phẩm rèn như ma đao thạch cao cấp hơn nữa theo người chơi bên xương khả khả mời chào được càng lúc càng nhiều linh dực công hội cung cấp bản thiết kế rèn không chỉ số lượng gia tăng chủng loại cũng gia tăng không ít khiến tiền lời mỗi ngày của tinh ngân thương hành cũng đang không ngừng gia tăng. Hiện tại tinh ngân thương hành đã nắm giữ nửa bầu trời chế phẩm rèn của Bạch Hà Thành. Hơn nữa, không chỉ là ở Bạch Hà Thành, bảy tòa thành thị xung quanh cũng đều như vậy, cho nên Thạch Phong căn bản không thiếu tiền. So sánh với 3.000 kim tệ, Thạch Phong càng để ý tới phần thưởng một vạn danh tiếng công hội hơn. Đây là thứ mà chỉ có sau khi mở ra công hội chú địa mới có, giang tiếng của công hội càng cao, lại càng nổi danh trong NPC. Một vạn điểm danh tiếng công hội cũng coi như là có chút danh tiếng trong Bạch Hà Thành so với tích lũy bắt đầu từ con số 0 thì thoải mái hơn nhiều. Phải biết rằng người chơi công hội hoàn thành một nhiệm vụ mà NPC ủy thác, bình thường đều cho 1 đến 3 điểm danh tiếng công hội, chỉ có nhiệm vụ độ khó cực cao mới cho 5 đến 10 điểm, một vạn điểm danh tiếng công hội ít nhất cũng phải là cả công hội làm xong mấy ngàn nhiệm vụ mới được. Điều này khiến sự phát triển của công hội lại tiết kiệm được không ít thời gian, mà trong đại sảnh nghỉ ngơi của hiệp hội, thuẫn chiến sĩ cao gầy vừa ra khỏi linh dực công hội đã không còn niềm vui sướng vì được gia nhập ám tinh nữa, sắc mặt là một mảng xanh mét, âm trầm như nước, giống như muốn ăn thịt người. Trong trường Miên Chi Địa, một trong ba phó bản lớn, đoàn chủ lực của ám tinh công hội đang giao chiến với bạch cốt cự tượng thân cao chừng hơn 20 mét. Duy ngã độc cuồng gian nan chống đỡ công kích của bạch cốt cự tượng, thương tổn tạo thành cho mỗi lần công kích đều vượt quá hơn 2.000 điểm, điểm sinh mệnh lúc lên lúc xuống, mạng như chỉ mảnh treo chuông. Ngay khi bạch cốt cự tượng thực hiện viễn cổ tiễn đạp, Duy ngã độc cuồng nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Duy ngã độc cuồng lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sao linh dược nhanh như vậy đã có công hội chú địa. Duy ngã độc của nhìn thấy văn tự nhắc nhở của hệ thống, Mắt thiếu chút nữa thì lồi ra, không khỏi hô lên thành tiếng, thậm chí quên cả sử dụng kỹ năng để ngăn cản công kích của Bạch Cốt Cự tượng trước mắt, kết quả là đi đời nhà ma, bị đạp thành thịt nát, toàn bộ đoàn đội đều bị tiêu diệt. Trong một cổ mộ u tĩnh lạnh như băng, mấy chục người đang đứng xếp hàng trước cổ mộ, cấp bậc của mỗi người nơi này đều vượt quá cấp 17, tất cả trang bị đều là cấp huyền thiết thuần màu sắc trở lên, xen lẫn với không ít trang bị cấp bí ngân, MT cầm đầu lại là toàn thân hơn nửa là trang bị cấp bí ngân thuẫn bài hình bán nguyệt trong tay lại là cấp tinh kim mà những người này đều nhìn về phía một vị tuyệt thế xuất trần mặc quần áo trắng tay cầm đại kiếm màu lam lóe ra quang huy màu xanh trong mắt màu đen lấp lánh tỏa ra vẻ cơ trí và mái tóc đen nhánh xõa bên hông phiêu đãng theo gió tỏa ra khí trường không gì sánh kịp giống như một nữ chiến thần vị nữ chiến thần tuyệt thế này chính là băng tuyết nữ thần bạch kinh tuyết của vệ thân chi xà trải qua sự tẩy lễ của ba đại bàn bạch kinh tuyết cũng càng lúc càng rực rỡ giống như nguyên thạch tẩy đi hết ánh sáng trì lập tức biến thành ngọc bích cơ trí lạnh như băng hiện tại không chỉ mặc một bộ tuyết hà sáo trang cấp bí ngân trong tay lại cầm đại kiếm không nhìn ra phẩm chất lại có lực lượng khủng bố trong đó tuyết hà sáo trang là sản phẩm của ba đại bàn cấp khó nhưng thanh không đại kiếm lại không phải có được từ đó mà là vũ khí ngẫu nhiên có được trong thần điện dưới lòng đất một tòa phế tích khi tiêu diệt một thủ hộ giả đại lĩnh chủ giã ngoại nếu thạch phong nhìn đại kiếm hai tay này nhất định sẽ rất giật mình bởi vì đại kiếm này cũng là ma khí đồng dạng là một trong 36 danh kiếm của thần vực ngay khi bọn họ chuẩn bị công chiếm boss thứ tư bạch cốt chiến tướng kiệt lạp thời của trường Minh tri địa bạch khinh tuyết nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống trong mắt đẹp lóe ra một tiếng kinh ngạc sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy bạch khinh tuyết biết công hội chú địa là hiếm có cỡ nào cho dù vệ thân chi xà đã là đệ nhất công hội của bạch hà thành có bang thủ mạnh như vậy nàng cách trở thành nam tức vẫn còn thiếu chút danh vọng mà linh dược công hội vẫn nhanh hơn nàng một bước lập tức khóe miệng bạch khinh tuyết nhếch lên mỉm cười xem ra ta phải chúc mừng hắn một chút trong bạch hà thành phệ thân chi xà và linh dực chính là minh hữu tuy người ngoài không biết chuyện này nếu biết thì nhất định sẽ rất khiếp sợ đệ nhất công hội của bạch hà thành và linh dực một công hội mới đang từ từ suy yếu không ngờ lại là minh hữu của nhau nghĩ như thế nào cũng là điều không thể nhưng bạch kinh tuyết lại làm như vậy tuy phệ thân chi xà ở bạch hà thành là đệ nhất công hội nhưng không phải không thể lay động chỉ là ám tinh công hội đối sát phía sau đã rất lợi hại hơn nữa ám tinh công hội lờ mờ đã có chút liên hệ với công hội nhất lưu đỉnh cấp hùng bá thiên hạ nếu hai công hội lớn liên thủ khai chiến với phệ thân chi xà như vậy phệ thân chi xà khẳng định là ăn không tiêu cho nên minh hữu là phải có tuy trong sáu công hội mạnh nhất còn có ba nhà nữa một nhà trong đó cũng là công hội nhất lưu đế quang còn có công hội nhị lưu đứng đầu thích khách liên minh có điều bạch khinh tuyết vẫn lựa chọn linh dược mới thành lập không lâu bởi vì nàng đánh giá cao linh dược công hội trước tiên không nói giả dạ phong xuất quỷ nhập thần chiến lược nghịch thiên chỉ là vị đoán tạo sư thủ tịch của tinh nguyệt vương quốc cộng thêm hắc viêm thực lực kinh người này sau lưng cũng có thế lực ẩn tàng chưa nhìn rõ ngoài ra lại có quan hệ rất sâu với tinh ngân thương hành tài lực kinh người ngay cả nàng cũng cảm thấy toát mồ hôi Tùy bạch kinh tuyết không rõ hai người dạ phong và hắc viêm rốt cuộc là quan hệ gì nhưng hai người đều có lực lượng sâu không lường được lại một mực ẩn mà không phát khiến bạch kinh tuyết rất không hiểu chỉ là hai người liên thủ cho dù bạch kinh tuyết cũng cảm thấy không rét mà run huống chi hiện tại lại xuất hiện một thủy sắc sắc vi vốn không nên xuất hiện nàng chính là trưởng lão danh dự của hoàng hôn hồi hưởng thanh danh trong giới trò chơi ảo không kém gì nàng chỉ có điều danh khí đối ngoại của nàng lớn hơn bởi vì nàng đã làm không ít quảng cáo được mọi người biết đến tuy bạch kinh tuyết chưa từng giao thủ với thủy sắc sắc vi có điều nàng đã xem qua video chiến đấu của thủy sắc sắc vi về kỹ thuật chiến đấu mà nói bản thân bạch kinh tuyết và nàng chỉ là ngang ngửa nhau chỉ là có ba người này ở linh dược công hội đã đáng để bạch kinh tuyết đi kết minh rồi càng đừng nói trong linh dược công hội còn có cao thủ khác người ngoài đều cảm thấy linh dược công hội sớm muộn gì cũng xong đời nhưng bạch kinh tuyết lại biết rất rõ trầm mặc hiện tại chỉ là để chuẩn bị cho bùng nổ về sau tựa như hiện tại bất trì bất giác giành được công hội chú địa dẫn trước tất cả của tinh nguyệt phương quốc mấy bậc lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả người chơi trong tinh nguyệt phương quốc sau khi thông báo của hệ thống xuất hiện bao lâu điểm chiêu tuyển người của linh dược công hội đã bị đạp phá tuy thủy sắc sắc vì sớm đã sai người chuẩn bị trước có điều vẫn là người đông nghìn nghịt tới báo danh giống như phát điên về phần những người chơi lúc trước rời khỏi linh dược công hội lúc này lại hối hận tới thối cả ruột hối hận vì sao lúc trước lại xung động như vậy không chờ thêm mấy ngày Hiện tại muốn tiến vào linh dược công hội trừ xóa nick lập lại nick mới ra thì không còn cách nào khác, nhưng ai lại nỡ làm vậy, có dụng khí xóa nick làm lại, mà những người chơi không rời khỏi linh dược công hội đều cảm thấy may mắn không thôi. Trước tiên không nói công hội chú địa sẽ mang đến nhiều nhiệm vụ hơn, chỉ là sửa chữa vũ khí trang bị ở công hội chú địa cũng có thể tiết kiệm không ít tiền, cũng không cần bỏ tiền để nghỉ ngơi khôi phục tinh thần ở lợi điếm, trực tiếp khôi phục ở công hội chú địa đạt được. Ngoài ra còn có thưởng kinh nghiệm song bội, chỉ cần nghỉ ngơi ở công hội chú địa, có thể tích trữ được kinh nghiệm song bội, điều này khiến ra ngoài đánh quái thăng cấp cũng có hiệu suất hơn càng đừng nói công hội chú địa còn có thể cung cấp phòng tư nhân đây cũng là phúc lợi lớn nhất của công hội chú địa mỗi người trong thần vực đều muốn có một phòng tư nhân của mình hoặc là nói phòng ở chỉ cần đăng xuất trong phòng của mình cho dù người không ở thần vực cũng có thể tích chữ điểm kinh nghiệm song bội hơn nợ tốt hơn ở phòng nghỉ ngơi công cộng của công hội nhiều khu nghỉ ngơi công cộng của công hội chú địa bình thường tĩnh dưỡng 48 giờ có thể 20% điểm kinh nghiệm song bội tối đa có thể tích chữ một cấp điểm kinh nghiệm song bội nhưng ở trong phòng tư nhân, bình thường tĩnh dưỡng 24 giờ, có thể tích trữ 20% điểm kinh nghiệm song bội, tối đa có thể tích trữ một cấp điểm kinh nghiệm song bội, tốc độ là gấp đôi khu nghỉ ngơi công cộng. Đương nhiên đây chỉ là nhà ở một sao tư nhân bình thường, phòng ở thần vực cũng chưa cấp bậc, cấp bậc càng cao, lợi ích được hưởng càng nhiều, một sao là thấp nhất cao nhất là 10 sao, để thăng cấp sao trừ cần rất nhiều kim tiền ra, còn cần một số tài liệu đặc thù, muốn để thăng là không dễ dàng. Trong đó nhà ở một sao phúc lợi được hưởng là 24 giờ, có thể tích trữ 20% điểm kinh nghiệm song bội, tối đa có thể tích trữ một cấp điểm kinh nghiệm song bội. Nhà ở 2 sao được hưởng phúc lợi là 24 giờ, có thể tích trữ 25% điểm kinh nghiệm song bội, tối đa có thể tích trữ một cấp điểm kinh nghiệm song bội. Nhà ở 7 sao có phúc lợi là 24 giờ, có thể tích trữ 50% điểm kinh nghiệm song bội, tối đa có thể tích trữ một cấp điểm kinh nghiệm song bội. Ngoài ra còn có để thang trạng thái gấp bội, toàn thuộc tính gia tăng 5%, thời gian duy trì 2 tiếng. Nhà ở 8 sao có phúc lợi là 24 giờ có thể tích chữ 50% điểm kinh nghiệm tam bội, tối đa có thể tích trữ một cấp rưỡi điểm kinh nghiệm tam bội, ngoài ra còn có thể để thang trạng thái tinh thần gấp bội, toàn thuộc tính gia tăng 5%, thời gian duy trì 3 tiếng. Nhà ở 9 sao có phúc lợi là 24 giờ, có thể tích chữ 50% điểm kinh nghiệm tam bội, tối đa có thể tích trữ hai cấp điểm kinh nghiệm tam bội, ngoài ra còn có thể để thang trạng thái tinh thần gấp bội, toàn thuộc tính gia tăng 8%, thời gian duy trì 3 tiếng. Nhà ở 10 sao có phúc lợi là 24 giờ có thể tích chữ 50% điểm kinh nghiệm tam bội, tối đa có thể tích chữ 3 cấp điểm kinh nghiệm tam bội, ngoài ra còn có thể để thang trạng thái tinh thần cấp bội, toàn thủ tính gia tăng 10%, thời gian duy trì 4 tiếng, có điều muốn có được phòng ở trong Bạch Hà Thành là quá khó khăn, nếu tới chấn nhỏ thì lại không tiện, nhưng trong công hội chú địa có thể cung cấp phòng tư nhân cho thành viên công hội, có điều cũng không phải mỗi người đều có. Dẫu sao không gian của công hội chú địa cũng có hạn, cho nên đều sẽ dành cho người có công hiến kiệt xuất cho công hội, hoặc là cao tầng của công hội, nếu có phòng dư, còn có thể cho thành viên công hội dùng điểm cống hiến để mua hoặc là thuê. Ở trong thần vực, thăng cấp vĩnh viễn là chuyện khiến các người chơi nhất đau đầu, hơn nữa càng đến về sau thăng cấp lại càng chậm, 3 4 ngày thăng một cấp cũng là bình thường, ở dã ngoại chết một lần sẽ bị trừng phạt giảm một cấp, đã định trước rằng đạo cụ tốc độ thăng cấp nhanh sẽ rất được hoan nghênh, chỉ là phúc lợi công hội này đối với tất cả người chơi mà nói đã rất chí mạng, càng đừng nói rất nhiều nhiệm vụ công hội có thể tùy tiện lựa chọn, để nhanh tốc độ thăng cấp trên diện rộng, chiến thần điện được thành lập tổ chức từ sau đại hủy diệt, thời gian tồn tại đã được mấy ngàn năm nhằm thủ hộ đại lục của cả nhân tộc không bị dị tộc xâm nhập giống như loại chuyện vô tận thâm nguyên được mở ra dị tộc xâm nhập này là phải nhờ vào chiến thần điện để hoàn thành trấn áp đã không phải là chuyện mà một quốc gia có thể làm được ngoài ra tất cả nghề nghiệp cận chiến muốn học tập kỹ năng cao cấp cũng có thể tới đây nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành thì có thể học tập thạch phong vừa tới chiến thần điện đã thông báo sự việc cho thủ hộ kỵ sĩ trưởng chiến thần điện là một trong mấy thế lực cường đại nhất của thần vực chỉ là thủ hộ kỵ sĩ bình thường chính là nghề nghiệp bậc hai cấp 180, mà thủ hộ kỵ sĩ trưởng lại là nghề nghiệp bậc ba cấp 200. Hắc viêm điện hạ, chuyện này liên quan trọng đại, có điều hiện tại ta phải lập tức tuyên bố cảnh báo cho toàn thành, triệu tập quân đội chạy tới tiền tuyến, chỉ có thể phiền ngươi tới chiến thần điện ở vương thành báo cáo cho Ukazu đại nhân, thỉnh cầu hắn viện trợ. Thủ hộ kỵ sĩ trưởng nghe Thạch Phong báo cáo xong, biểu hiện cực kỳ lo lắng, lập tức đưa cho Thạch Phong một lệnh bài màu vàng rồi đi ra ngoài cửa. Thạch Phong cảm thấy nghẹn lời, thủ hộ kỵ sĩ trưởng này cũng quá làm theo ý mình rồi, có điều việc nên báo cáo đã báo cáo xong rồi, tiếp theo chính là tới phương thành tìm vị uka du đó nhiệm vụ cũng coi như là thoải mái sau đó thạch phong rời khỏi chiến thần điện chạy tới đại sảnh truyền tống của bạch hà thành thạch phong vừa bước vào đại sảnh truyền tống chỉ thấy sáu người chơi người cao ngựa lớn cản trước bậc đá bịt kín cả thông đạo cấp bậc của sáu người đều là cấp 18, tuyệt đối là loại đứng đầu hơn nữa trang bị trên người cũng vô cùng tốt phần lớn trang bị đều là cấp bí ngân người cầm đầu là một đại hán trung niên uy nghiêm trang bị cũng tốt nhất không ngờ là trang bị cấp bí ngân thuần một sắc ánh mắt sắc bén giống như một thanh đao nhọn, toàn thân đều tỏa ra lệ khí lạnh như băng, khiến người chơi khác đều bất giác đi đường vòng, không dám nhìn thẳng. Tuy chưa giao thủ, có điều Thạch Phong có thể cảm giác được thực lực của sáu người này rất cao, tiểu đội như vậy, toàn bộ Bạch Hà Thành cũng không có mấy, mà ở chỗ ngơ của những người này mang một dấu hiệu sao sáu cánh màu đen, chính là ký hiệu công hội của ám tinh công hội. Các vị có việc gì à? Thạch Phong hỏi, ngươi chính là Hắc Viêm phải không? Ta tên là Minh Sát, thuộc Minh Phủ, tìm ngươi không vì gì khác, chỉ là đến nói với ngươi một tin tức tốt đại hán trung niên cầm đầu từ trên cao nhìn xuống nói tuy hắc viêm được xưng là đoán tạo sư thủ tịch của tinh nguyệt phương quốc nhưng ở trong mắt minh sát cũng chỉ một tên hề nhảy nhót bất kể là ở thực tại hay là trong thần vực lực lượng mới là tất cả một người chỉ biết cắm đầu rèn cũng chỉ là công cụ của những cường giả bọn họ mà thôi nếu không phải lần này chuyện công hội chú địa đã kinh động tới cao tầng của minh phủ hắn cũng không tới đây tiếp xúc thực sự khiến hắn cảm thấy hứng thú là dạ phong được coi là kiếm sĩ cao thủ thần cấp hắn rất muốn thử một chút hơn nữa phong thiếu cũng ra lệnh nhất định phải diệt trừ dạ phong này cướp lấy vật phẩm cấp sử thi trong tay dạ phong nhưng không biết vì sao giống như tin tức bị lộ bất kể phái ra bao nhiêu nhân thủ cũng không thể tìm tới dạ phong đó điều này khiến hắn cảm thấy rất thất vọng không ngờ dạ phong chỉ là một đồ nhát gan ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có tin tức tốt sao ta cảm thấy là lai giả bất thiện nhỉ thạch phong nhìn năm người khác đều như hung thần ác sát hờ hướng cười hắc viêm đại sư là chúng ta lỗ mãng có điều chúng ta thật sự có tin tức tốt muốn nói cho người cũng không biết đại sứ ngươi có thể đi theo chúng ta một chuyến không dẫu sao nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện lúc này từ phía sau sáu vị môn thần lại có một người đi ra cũng là một nam từ trung niên vẻ mặt hàm hậu nụ cười khả ái thạch phong dùng quan sát chi nhãn quét một chút không ngờ phát hiện nam tử này tên là nam lang lập tức hiểu ra đúng là oan gia ngõ hẹp thạch phong cười thầm trong lòng lần trước nam lang uy hiếp hắn giao ra băng la ma diễm kết quả bị hắn cự tuyệt sau đó tuyên bố muốn cho hắn biết tay vốn thạch phong còn muốn xem minh phủ này rốt cuộc mạnh thế nào nhưng chuyện này bị bạch hình tuyết đè ép xuống cho nên sống chết mặc bay không ngờ hôm nay lại gặp mặt nếu ta không đi thì sao thạch phong hỏi đêm nay chúng ta đã sớm nghĩ tới rồi cho nên mới để bọn minh sát đại ca tới đây chính là là để tự mình mời hắc viêm đại sư tới nam lang nhìn sáu gã minh thần vệ ở bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười nói được rồi các ngươi đã có thành ý như vậy ta có thể đi một chuyến thạch phong gật đầu rất rõ ràng bọn nam lang đã biết rõ quy tắc của bạch hà thành tuy không cho phép chiến đấu nhưng lấy không tạo thành thương tổn làm tiền đề ép người đi là không có vấn đề đương nhiên thuộc tính lực lượng của thạch phong cực cao căn bản không thể để bị bọn họ lôi đi chỉ là thường thuộc tính tự do của mê thất chi địa đã có 40 điểm để có thể sớm đeo lên thiên long thánh tức thạch phong dùng giảm 30 điểm để cộng lên trên trí lực còn có 10 điểm cộng lên trên lực lượng ngoài ra bởi vì ma khí thâm uyên giả cứ để thăng một cấp sẽ có thêm hai điểm thuộc tính tự do còn có lực lượng kèm theo của một thân trang bị lực lượng của thạch phong sớm đã đột phá 170 điểm với thuộc tính lực lượng của hắn toàn bộ thần vực đúng là không có mấy ai có thể mạnh hơn hắn có điều thạch phong muốn gặp hơn cao tầng thần bí của minh phủ đó một chút vậy chúng ta đi thôi nam lang cười cười dẫn đường chỉ chốc lát sau nam lang đưa thạch phong tới một quán rượu cao cấp người chơi bình thường căn bản không dám tới tiêu pha ở nơi này cho nên người chơi cực ít hắc viêm đại sư mời vào phong thiếu đã chờ từ lâu nam lang đẩy một gian phòng ra hiệu cho thạch phong đi vào vừa tiến vào trong phòng liền thấy một thanh niên diện mạo hiên ngang đang ngồi ở bên trong bên cạnh còn có hai mỹ nữ tiêu chuẩn trở lên bầu bạn mà hai mỹ nữ này còn không phải là người chơi mà là npc rõ ràng là người hầu của vị thanh niên này tựa như tinh ngân thương hành bảo anna làm trợ lý cho thạch phong vậy sức rung động này mạnh hơn bên cạnh có hai người chơi mỹ nữ mê người nhiều ở giai đoạn hiện tại mà có hai người hầu npc đủ để thấy vị thanh niên trước mắt này không đơn giản người chính là cao tầng của minh phủ à thạch phong hỏi đúng vậy tại hạ phong yên dương phó hội trưởng minh phủ khu đông bộ của tinh người vương quốc đương nhiên người gọi nick nêm minh phong của ta cũng được Phong Hiên Dương giới thiệu, không biết Phong hội trưởng tìm ta đến có chuyện gì. Thạch Phong hỏi, từ trong giọng nói của Phong Hiên Dương, Thạch Phong đã hiểu đại khái thực lực của Minh Phủ, tuy đã sớm biết thế lực của Minh Phủ cực lớn, phạm vi bao phủ không chỉ một vương quốc, sau khi ấn chứng suy đoán của hắn, vẫn không khỏi chấn động trong lòng, chẳng trách Bạch Khinh Tuyết cũng rất kiêm kỵ. Tinh Nguyệt Vương quốc có 5 khu vực, có thể chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung, Bạch Hà thành thuộc khu đông bộ của Tinh Nguyệt Vương quốc, mà Phong Hiên Dương trước mắt chủ quản sự vụ khu đông bộ của Minh Phủ, quyền lực không thể nói là không lớn nghe nói hắc viêm đại sư sáng lập linh dược công hội còn làm linh dược công hội tốt như vậy minh phủ chúng ta nhất trí đánh giá cao linh dực, cho nên muốn đầu tư góp cổ phần phong yên dương cười chỉ chỉ minh sát đang đứng ở cửa lại nói tiếp người cũng thấy thực lực của minh phủ chúng ta rồi ngay cả ám tinh lúc trước là công hội tam lưu không đáng nhắc tới cũng bởi vì được minh phủ chúng ta góp cổ phần một phát trở thành bá chủ vang danh của không đáng nhắc tới nếu hắc viêm đại sư ngươi nguyện ý minh phủ chúng ta cũng sẽ giúp linh dược phát triển lớn mạnh cấp tốc không chỉ trở thành bá chủ của bạch hà thành mà là đệ nhất công hội của toàn bộ khu đông bộ không biết hắc viêm đại sư có hứng thú không một phe lý do của phong hiên dương có thể nói là tràn ngập sụ hoặc đệ nhất công hội của khu đông bộ tinh nguyệt vương quốc chỉ là danh đầu này đã khiến không biết bao nhiêu người cảm thấy máu nóng sôi trào đao kiếm tương hướng rồi có lẽ lúc trước chính là vì những người này mới khiến suy ngã độc cuồng động tâm không thôi đáp ứng hợp tác với minh phủ dưới danh dầu đệ nhất nhân trên bảng cấp bậc vinh dự cộng thêm minh phủ âm thầm nâng đỡ khiến ám tinh công hội nhảy lên trở thành công hội hào cường có danh khí và thế lực gần bằng với phải thân chi xa thì ra là có chuyện như vậy thạch phong lập tức giật mình cuối cùng cũng hiểu vì sao ám tinh đột nhiên lại lợi hại như vậy cao thủ liên tiếp xuất hiện thì ra đều là minh phủ âm thầm trợ giúp có điều hiện tại linh dực công hội đã có công hội chú địa quấy dày kế hoạch nâng đỡ ám tinh của minh phủ cho nên mới muốn tìm hán góp cổ phần vào linh dực công hội không thể không nói minh phủ rất lợi hại thà từ bỏ tất cả đầu nhập lúc trước cũng phải nâng đỡ một công hội mới ở trong mắt người ngoài làm như vậy không phải ngu ngốc thì cũng là ngu xuẩn nhưng thạch phong lại biết minh phủ làm như vậy là rất sáng suốt lập tức nhìn ra ảnh hưởng của công hội chú địa đối với công hội là to lớn cỡ nào nếu là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy hắc viêm đại sư người phải biết rằng toàn bộ đông bộ tinh nguyệt vương quốc chính là có hơn 20 tòa thành thị nếu hắc viêm đại sư người đáp ứng tương lai người chính là bá chủ tuyệt đối của hơn 20 tòa thành thị này hơn nữa tuy minh phủ chúng ta là góp cổ phần nhưng chúng ta sẽ không can thiệp gì vào linh dực ngược lại sẽ cung cấp cho người rất nhiều tài chính và nhân tài Phong Hiên Dương dùng ngữ khí tràn ngập sụ hoặc chậm rãi nói: "Minh phủ chúng ta đã sớm quyết định rồi, chỉ cần Hắc Viêm đại sư ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức đầu tư 10 ước điểm tín dụng, còn có mỗi tuần 100 kim tệ, cộng thêm 100 cao thủ, còn có một đoàn minh thần vệ cung cấp cho Hắc Viêm đại sư ngươi sử dụng, nếu linh dược phát triển tốt, về sau còn có thể đầu nhập nhiều hơn." Hắc Viêm đại sư ngươi thấy thế nào? Thấy Thạch Phong trầm mà không nói gì, trong lòng Phong Hiên Dương đã khẳng định Thạch Phong đang do dự, cho nên hắn lại bỏ thêm một bó củi ở trong thần vực thành lập một công hội không chính là vì kiếm tiền và địa vị. Đối với một công hội mới thành lập không lâu mà nói, 10 ước điểm tín dụng không khác gì cái giá trên trời, cho dù là tập đoàn lớn của một thành thị cũng không thể dễ dàng lấy ra 10 ước, tuy bởi vì thần vực càng lúc càng hot, tập đoàn tài chính tiến vào cũng càng lúc càng nhiều, công hội trong thần vực cũng bởi vậy mà đột nhiên để thăng giá trị, có điều giá thu mua một công hội tam lưu 23 vạn người cũng chỉ khoảng 23 ước điểm tín dụng, linh dược công hội chỉ có mấy ngàn thành viên, tuy có chút danh khí, cao thủ cũng có một số, căn bản không đáng giá cao như vậy nhưng có một công hội chú địa, giá trị lập tức tăng mạnh, 4 năm ức chính là cực hạn, bỏ ra 10 ức, Thạch Phong hoàn toàn không có lý do gì để cực tuyệt, không biết Phong hội trưởng muốn góp bao nhiêu cổ phần, Thạch Phong cười hỏi, không cao, 50% thôi, có điều 50% cổ phần có thể đổi lấy 10 ước điểm tín dụng cộng thêm sự trợ giúp của rất nhiều cao thủ, ta nghĩ tập đoàn tài chính khác cũng sẽ không ra giá cao như vậy, Phong Hiên Dương rất tự tin nói, Thạch Phong chống cảm hơi trầm tư một lúc, sau đó mới chậm rãi nói, đề nghị rất mê người, có điều 50% cổ phần là quá cao tối đa 10%, không thể cao hơn. 50% mà Phong Hiên Dương đề xuất thì là mỗi người một nửa, chỉ là để khiến hắn buông lòng cảnh giác, kỳ thật có 50% cổ phần đã tương đương với nắm giữ toàn bộ linh dực, dẫu sao khi thành lập công hội, cổ phần mà hắn nắm không phải 100%, một bộ phận nhỏ trong đó là chia cho Thủy Sắc Sắc Vi. Nếu Phong Hiên Dương lại mua 1% cổ phần từ Thủy Sắc Sắc Vi, có 51% cổ phần, toàn bộ linh dực chính là lời nói của Phong Hiên Dương, Thạch Phong từ đời trước đã ăn quả đáng như vậy rồi. Điều này tất nhiên sẽ không để loại chuyện này phát sinh. 10% Phong Hiên Dương không dám tin vào tay mình, hắn phải bỏ ra 10 ước điểm tín dụng, lại chỉ có 10% cổ phần. Thực sự coi linh dược công hội là đệ nhất công hội của tinh nguyệt phương quốc à, phong hội trưởng nhất định cho rằng cổ phần ta đưa ra là rất ít phải không? Thạch Phong cười nói, người nghĩ như vậy cũng là bình thường, có điều ta phải nói rằng 10 ước điểm tín dụng thực sự không phải quá nhiều, chia 10% cổ phần thật sự đã là rất nề mặt phong hội trưởng rồi, nếu là người khác thì nói không chừng chỉ có 1% thạch phong không phải khẩu suất của ngôn chỉ là số lượng kim tệ thạch phong nắm giữ trong tay đã vượt quá một vạn nếu đổi thành điểm tín dụng thì chính là hơn hai ước điểm tín dụng càng đừng nói là thu nhập mỗi ngày của hắn đều đang liên tục gia tăng chỉ là lợi ích ở phương diện tinh ngân thương hành đã vượt xa 10 ước điểm tín dụng càng đừng nói bây giờ còn có công hội chú địa như tử dương cổ trạch tử dương cổ trạch có thể nói là công hội chú địa tốt nhất của bạch hà thành hơn nữa chiếm diện tích cũng rất lớn còn lớn hơn sân bóng có thể chứa năm vạn người cho dù sau khi thần vực mở ra 10 năm, giá trị cũng vượt quá 100 ức điểm tín dụng, huống chi Bạch Hà Thành hiện tại lại là tất đất tất vàng, không phải Thạch Phong xem thường 10 ức điểm tín dụng, Đầy đích xác là một con số thiên văn không thể tưởng tượng, nhưng thực sự không đáng 10% cổ phần của linh dực cho 1% cũng là nề tình rồi, càng đừng nói là 10%, Hắc Viêm đại sư nói đùa cũng có hạn độ thôi, người trêu chọc ta như vậy, thực sự tưởng ta dễ bắt nạt à? Sắc mặt Phong Hiên Dương đột nhiên biến đổi, ngữ khí lạnh như băng, "Phong hội trưởng nói đùa rồi." những gì ta nói đều là thật nếu phong hội trưởng cảm thấy không ổn như vậy chuyện này kết thúc ở đây đi thạch phong lắc đầu bật cười hắn cũng là thật lòng muốn tìm một người hợp tác đầu tư chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình nếu lúc này hắn nói cự tuyệt lần góp cổ phần này hoặc là nói số cổ phần phong hiên dương yêu cầu quá cao sợ rằng phong hiên dương vẫn là mặt mày tươi cười đây là chỗ đáng sợ của lời nói thật cho nên mọi người thường thường tin lời nói dối hơn bởi vì nói thật luôn tàn khốc hơn nói dối nếu thủy sắc sắc vì ở đây nhất định sẽ mắng Thạch Phong tự dưng đi nói thật làm gì, sau đó Thạch Phong rời khỏi ghế lô này, chỉ để lại Phong Hiên Dương đang lừa giận vạn trượng. Nam Lang, ngươi vào đây cho ta. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.